Chương 311, toàn là đến cướp tiền. Ha ha ha, đứng lên đi chú ba, anh em chúng ta còn nói khách khí như vậy làm gì? Trước đó Diệp Phàm cũng không đỡ Tề Thiên dậy vì hắn cảm thấy mình có quyền nhận ba lại này. Con đường hành công nội kình hiện tại của Tề Thiên là sự kết hợp của quá trình tu luyện ban đầu và thuật dưỡng sinh của sư phụ lão phí truyền, cho nên Diệp Phàm cũng xem như là bán sư phụ của Tề Thiên, nhận ba lại của gã là hoàn toàn có thể. Tề Thiên, cường độ nội kình thật sự đến đoạn mấy rồi? Vừa rồi thử qua chưa vậy? Diệp Phàm cười híp mắt hỏi. Báo cáo đại ca, cảnh giới tiệt lưu tam đoạn. Ha ha, cùng đẳng cấp với nhà đầu Mai ra đó rồi. Ông mày cao hứng rồi, sau khi quay về nhất định phải tìm cô ta lĩnh giáo một phen mới được, hắc hắc. Tề Thiên điên cuồng kêu lên, ngay cả mấy tên lính canh giữ cách đấy cả trăm mét cũng đều nghe thấy, trong lòng tất cả đều rất buồn bực. Một người binh sĩ hỏi. Tiểu đội trưởng, thiếu tá Tề giống như bị điên vậy, vừa rồi như dọa người, chui vào trong đám cỏ lau bụi rậm đánh đá bay loạn xạ như đạn pháo. Nếu như bị gã đá một cước còn không lập tức tiêu đời sao? Đồ nhóc con nhà cậu, khi tiểu đoàn trưởng đi đã đặc biệt dặn dò, cậu có thể không biết, thiếu tá Tề xuất thân là người trong binh đoàn liệp báo thần bí của Thủy Châu. Đá chết cậu có lẽ cũng không khác gì đá chết một con chó con, ha ha ha. Tiểu đội trưởng đó đắc ý cười nói. Tiểu đội trưởng, sao có thể nói em là chó con, tốt xấu gì em cũng luyện qua với tiểu đoàn trưởng Tạ mấy năm đấy. Người binh sĩ đó có vẻ đắc ý nói. Luyện qua, loại công phu mèo cào đó của cậu cũng tính là luyện qua, thật là buồn cười đến rụng răng, nếu không cậu đi khiêu chiến thiếu tá Tề một trận xem thế nào. Tiểu đội trưởng đó cười quái dị. Đừng, em vẫn muốn giữ cái mạng nhỏ này về quê cưới vợ, có thằng ngu mới đi khiêu chiến, làm bao cát cho người ta. Binh sĩ đó khẽ rùng mình, vội vàng thối lui mấy bước mới dám dừng lại, khiến cho mấy tên lính đứng bên cạnh âm thầm cười trộm không dứt. Diệp Phàm điều tức xong, nhìn thấy vẻ mặt sùng bái của Lý Hoành Sơn bèn cười nói. Đến đây đi, còn nửa viên dược hoàn cho cậu đây, tranh thủ đột phá đến đoạn thứ ba. Lý Hoành Sơn cũng không phụ hy vọng, thuận lợi đột phá đến cảnh giới, khai nguyên, tam đoạn, còn kém Tề Thiên một cấp nhỏ. Đây là vì căn cốt Tề Thiên cao hơn Lý Hoành Sơn một bậc, thuộc cấp A, Lý Hoành Sơn chỉ có thể đạt đến căn cốt cấp B. Khi đoàn trưởng Thiết nhận được tin vui này trong đêm khuya đã cười đến vang động trời cao, cũng không biết có gọi thiên lang đến không. Sau đó y lại càng động lòng tham, miệng bất mãn càm ràm. Chú Diệp, chú cũng thăng lên làm chủ tịch thị trấn rồi. Đây cũng là chuyện đại hỷ, nhưng viên dược hoàn chất lượng trung bình của lão ca tôi, chú phải thúc giục vị tiền bối đó nhanh lên một chút, mấy năm nay chưa đột phá, trong lòng rất là ngứa ngáy, nếu không thể đột phá được ông mày sẽ tức chết chứ còn sống làm gì. Được rồi đại ca, em đã nói với vị tiền bối đó rồi, lão nhân gia thiếu chút nữa tức giận, nói trong 2 tháng sẽ phối chế ra, bình thường mà nói tỷ lệ thành công sẽ tương đối lớn. Diệp Phàm thần bí nói, nhưng vừa nhắc đến vị tiền bối ẩn thế tự biên đó, khẩu khí của Diệp Phàm lại giả vờ đặc biệt kính trọng, đặc biệt thần bí. Chó! Tiền bối lánh đời trên thực tế chính là bản thân hắn. Nếu bị đoàn trưởng Thiết biết được không biết có nổi trận lôi đình hay không? Được. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi thôi. Nhưng không đúng, vừa rồi cậu nói một viên dược hoàn đã đưa cho Tề Thiên và Hoành Sơn đột phá, vậy viên dược hoàn còn lại đâu? Hẳn là quyên tặng cho liệp báo có phải không? Cậu cứ kêu Tề Thiên cùng mang về. Bên tôi còn có mấy đại đội trưởng đỉnh cao nhị đoạn cần đột phá. Lần này nếu có thể lập tức tăng cường thêm 2 vị có sức mạnh trung giai tam đoạn thì thực lực liệp báo chúng ta sẽ gia tăng cực lớn. Ha ha ha, hay, cậu làm rất tốt. Nghe Thiết Chiêm Hùng nói như vậy, Diệp Phàm thiếu chút nữa choáng váng, khó khăn nuốt nước miếng nói. Lão đại, anh cũng tham quá, viên dược hoàn này sớm đã bị em bán đi rồi, xin lỗi, em là một chủ tịch thị trấn nghèo không chịu nổi. Không có tiền cuộc sống cũng khó khăn có phải không? Diệp Phàm xấu hổ nói. Bán đi bán cho ai? Cậu nói xem, tại sao không bán cho liệp báo? Loại chân phẩm này không thể lưu truyền ra ngoài được. Bất kể như thế nào. Viên dược hoàn này là của liệp báo rồi, cậu nói bán bao nhiêu tiền, chúng tôi sẽ trả cậu. Hừ, làm ăn bừa bãi. Thứ này sao có thể bán cho người ngoài? Chuyện này cũng thuộc về cơ mật quốc gia, có biết không, phải vô cùng cẩn thận. Thiết Chiêm Hùng tức giận quát lên trong điện thoại. Là 2 ông chủ, cũng là người yêu thích quốc thuật. Có lẽ có thân thủ nhất đoạn, muốn đột phá đến cảnh giới nhị đoạn,
nhưng bọn họ đầu tư cho nhà máy giấy Lâm Tuyền không ít tiền. Bên đó quyên góp sửa đường cho thị trấn tổng cộng 300 vạn. Trong nhà máy cũng quăng cho 1.500 vạn. Nếu đại ca có thể lấy ra số tiền này, em sẽ giữ viên dược hoàn đó lại. Nếu không thể, đại ca cũng không thể trách huynh đệ bất nghĩa, đáp ứng chuyện của người khác có phải không? Diệp Phàm cười quỷ dị, nghĩ thầm, Liệp Báo Anh chịu bỏ ra 2.000 vạn mua một viên dược hoàn mới là quái lạ. Không có khả năng, nếu có thể dù mình có phải đập nồi bán sắt cũng phải điều chế thêm một viên nữa. Thiết Chiêm Hùng một hồi lâu sau vẫn không phản ứng, Diệp Phàm vội vàng bổ sung thêm một câu. Hai người đó đều 30 tuổi rồi, muốn tiến vào Liệp Báo cũng muộn quá, tuổi tác quá lớn, căn cốt có lẽ cũng không tốt đẹp gì, có thể đột phá được nhị đoạn đã là cực hạn rồi. Hừ, trêu tức đại ca có phải không? Khinh dễ đại ca không có tiền có phải không? 2.000 vạn là cái quái gì? Hừ, được rồi, cậu đã đồng ý với người khác, tôi còn có thể nói gì nữa, cũng không thể ép cậu vào tội bất nghĩa. Nhưng sau này ngàn vạn lần đừng làm vậy, có loại dược hoàn này thì phải đưa cho Liệp Báo trước. Quân đội chúng ta cũng có thể bỏ tiền ra mua của cậu. Đương nhiên, chúng tôi không thể bỏ ra nhiều tiền như vậy, một viên dược hoàn đưa cho cậu 30 vạn vẫn có thể. Tôi biết dược hoàn đó có lẽ muốn thành phẩm cũng phải mất đến 10 vạn. Hơn nữa tỷ lệ chế biến thành công có lẽ không phải rất ít, 30 vạn cũng không tính là đắt, giả cả dễ thương lượng, cậu có thể nói như vậy với lão tiền bối đó. Thiết Chiêm Hùng đau lòng không thôi, hùng hùng hổ hổ nói một hồi, bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống. Nhưng vừa nghĩ đến có thêm hai cao thủ tam đoạn trong lòng đáy lòng cũng thực sự vui mừng, bằng không có lẽ đã cướp đoạt viên dược hoàn cấp tiệt lưu này rồi. Tề Thiên và Lý Hoành Sơn ngay trong đêm vội vàng quay về Thủy Châu. Chuyện Liệp Báo cần làm còn quá nhiều, không có thời gian. Đương nhiên, chuyện Diệp Phàm giao phó cho, Tề Thiên cũng làm xong xuôi, từ trong đường xuống suối vàng bắt trộm ra 10 con cá ngê cổ lén lút đưa đến Sở Thiên Các Diệp phủ nuôi. Đương nhiên cũng tiện tay mang một con về căn cứ Lam Nguyệt Vịnh Thủy Châu để Thiết Chiêm Hùng nếm thử. Loại cá ngê cổ này là hàng quý có tiền cũng không mua được, mặc dù nói mùi vị thuần túy nhưng sự khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Người Hoa Hạ thích thưởng thức loại cảm giác mới mẻ và mùi vị cổ. Chủ tịch thị trấn Diệp, nghe nói tối qua hôm chủ tịch, bí thư các thị trấn đã tụ tập ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, thế nào hả? Mọi người vẫn hài lòng chứ? Hội nghị đảng ủy thị trấn còn chưa bắt đầu, Mâu Dũng nhàn nhã thở ra một vòng khói thuốc thuận miệng hỏi. Tối qua Mâu Dũng quay về thành phố, nửa đêm mới quay lại, nói là đã liên lạc với anh em Vương Thiên Lượng của Cục Tài chính, Vương Á Chiết của Cục Điện lực. Hai người bọn họ đồng ý gặp mặt rồi mới nói chuyện. Hài lòng, mọi nghĩ chỉ muốn đường, không có ai muốn tiền, anh nói xem như vậy có hài lòng không? Ai? Diệp Phàm không khỏi thở dài, vừa nghĩ đến chuyện chọc vào bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền bắt đầu có phiền phức rồi. Cũng không biết chuyện này nên giải quyết như thế nào, không có tiền cũng không thể đem số tiền mình cực khổ có được chia hết cho mọi người, trên đời này còn có công lý hay không? Diệp Phàm cảm giác bản thân giống như đã rơi vào cái lưới quan hệ, lưới tình cảm vô biên vô hạn, rất đáng ghét. Buổi tối hôm qua, trên bàn rượu, thần tài Triệu Bính Kiện cũng đến góp vui, nói. Chú Diệp, con đường của xã Sài Mộc đều trông cậy vào chú, hy vọng ngày mai tổ chuyên gia khi thiết kế quy hoạch có thể đem đoạn đường ngắn của xã Sài Mộc phát vào trong bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, dính chút may mắn của chú em, ha ha ha. Triệu Bính Kiện cười đến mức Diệp Phàm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thuận miệng hỏi. Anh Triệu, đoạn đường nhỏ từ thị trấn Quy Hồ đến xã Sài Mộc không biết rút cuộc xa bao nhiêu, anh cho thông tin chính xác, tôi sẽ sắp xếp. Diệp Phàm cũng không muốn đắc tội với thần tài ra từ huyện tới, hơn nữa Triệu Bính Kiện đối với mình từ trước đến nay cũng không tệ, tình nghĩa anh em vẫn phải coi trọng. Mặc dù nói xã hội hiện đại mọi người đều tương đối thực tế, không có bạn bè vĩnh viễn. Chỉ có lợi ích vĩnh viễn, nhưng Diệp Phàm không cho rằng như vậy, cho rằng tình nghĩa huynh đệ vẫn tồn tại, nếu không cõi đời này đã biến thành cái gì rồi. Đương nhiên, hắn cũng biết chuyện này chỉ có thể nói tương đối mà thôi. Nếu nói có tình cảm huynh đệ vĩnh hằng thì đó là chuyện không thể, chuyện này ngay cả bản thân Diệp Phàm cũng không thuyết phục được mình, nghĩ thầm, một đoạn đường nhỏ trong miệng anh Triệu có lẽ sẽ không có nhiều. Đây chính là vấn đề ánh mắt, đối với lãnh đạo trong huyện. 20, 30 ngàn mét chỉ xem là đoạn đường nhỏ, nhưng trong mắt cán bộ thị trấn lại là một con rồng dài. Đối với thị trấn có thu nhập tài chính đáng thương của mình thì 3,
bốn dặm đường cũng khó, chứ đừng nói là 20, 30. Chủ tịch thị trấn Diệp, khoảng 13 dặm, con đường đó huyện đã tu sửa khai thông rồi, nền đường cũng rộng 6 mét. Chỉ cần kéo rộng thêm dài thêm một chút là được, ha ha ha. Em trai Triệu Đính của Triệu Bính Kiện tận lực giả vờ thoải mái, chuyện này đương nhiên sợ nói nặng hù dọa Diệp Phàm. Cảm giác của Diệp Phàm vừa vặn ngược lại, giống như đột nhiên có gậy băng đâm vào lồng ngực, cảm thấy bực mình, thiếu chút nữa tức nghẹn, thầm mắng, bà cụ chúng nó, 13 cây số dài như vậy, có để bố mày sống sót được không? Chuyện này là ngoài kế hoạch, 13 km cho dù có nền đường rộng 6 mét rồi thì có lẽ cũng phải tốn khoảng 300 vạn. Thật sự xem chủ tịch thị trấn đáng thương như mình là thần tài có phải không? Nhưng nếu là em trai của anh Triệu, cũng không thể để gã mất mặt quá mức, nếu không sau này đắc tội với thần tài ra thì khó sống rồi. Tâm tư của Diệp Phàm thay đổi thật nhanh, nhìn lướt qua các vị bí thư trên bàn, thấy trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc vui mừng trên nỗi đau của người khác, mặc dù nói che giấu cực kỳ tốt, nhưng vẫn bị thuật xem tướng bén nhạy của Diệp Phàm cảm nhận được, lại càng giận điên lên, cứ cười đi. Toàn là đến chê cười tôi có phải không? Thật sự chọc giận bố mày chỉ sửa đường của Lâm Tuyền bố mày, xem các người có khóc không? Hừ, nghĩ thì nghĩ vậy, Diệp Phàm biết chuyện đó không có khả năng, nếu thật sự làm như vậy, có lẽ bọn người này sẽ tập trung lại đi lên huyện kháng nghị làm tuyệt thực ép quan rồi nên trên mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười nói. Anh Triệu, nói thật con đường đó nếu sửa đơn giản thì vẫn được, nhiều nhất là mười mấy vạn. Nếu như muốn làm giải nhựa mặt đường rộng 12 mét, thì anh là người chuyên xuất tiền, đối với phương diện sửa đường có lẽ cũng tương đối thành thục. Anh tính cho em xem con đường nhỏ 13.000 mét thì tốn bao nhiêu tiền. Diệp Phàm trả lời vô cùng khéo léo, nâng ngọn núi nóng bỏng tay này ném về cho Triệu Bính Kiệt, kêu y đưa ra ý kiến trước, nếu mình tính ra khoảng 300 vạn thì cũng ngại mở miệng. Nếu mở miệng cũng có chút mùi vị khiến người khác khó chịu. Chuyện như vậy, loại quan kinh nghiệm như Triệu Bính Kiện tuyệt đối sẽ không làm. Khoảng 300 vạn, chú Diệp, chuyện này tôi biết, chú cũng khó khăn, trong lòng anh Triệu biết rất rõ. Hơn 1.000 vạn chú kiếm được nếu cứ hắt như vậy, có lẽ ngay cả bọt cũng hoàn toàn không nổi lên. Đến cuối cùng con đường đó sửa cũng ra gì cả. Như vậy đi chú Diệp, tôi nghĩ cách phụ thêm cho chú 100 vạn, xem như là nể mặt anh Triệu. Còn lại trong xã bỏ ra một chút. Nếu không đủ tôi lại nghĩ cách. Ha ha, ai kêu Triệu Đính là em trai của tôi. Lời nói của Triệu Bính Kiện cũng vô cùng mượt mà, nhưng mở miệng như vậy lại khiến Diệp Phàm vốn không giàu có gì lại thêm đau lòng. Được, anh Triệu đã nói như vậy em cũng không có gì để nói. Ngày mai tổ chuyên gia nhất định sẽ đưa xã Sài Mộc nhét vào trong bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, anh Triệu yên tâm. Diệp Phàm cười nói, nhưng trong lòng lại đau lòng đến chết. Nếu như không có nhiều người ở đây như vậy có lẽ đã lập tức đứng lên chửi luôn rồi. Những lời này của Diệp Phàm thật sự khiến trong lòng Tống Ninh Giang cảm thấy dễ chịu hơn một chút, trong đầu lại suy tư, Diệp Phàm thật sự cũng khó khăn, xem ra vừa rồi cậu ta có thể lấy ra 130 vạn cho thị trấn Giác Lâm đã là nể mặt mình lắm rồi. Phải biết rằng Triệu Đại Thần Tài y ra tay cũng chỉ có 100 vạn, 100 vạn này còn là Triệu Đại Thần Tài mạnh mẽ ép ra. Ai? Triệu Đính người ta có anh là thần tài thật là tốt. Căn bản không cần mình lo lắng, Triệu Đại Thần Tài vừa ra tay đòi hơn 200 vạn có lẽ vẫn có khả năng. Mẹ nó, cái gì cũng thế đạo, toàn là quan hệ xã hội chó má, không có quan hệ căn bản không sống được. Nghe Diệp Phàm nói như vậy, bí thư Phí Quốc Tư trước kia ở xã Khanh Hương lại có vẻ lo lắng không yên, thầm nghĩ con đường trong xã mình vẫn chưa thấy tin tức gì, chủ tịch Diệp không lên tiếng có lẽ là không hát sướng rồi. Xem ra phải đi tạo dựng chút ít quan hệ mới được, bằng không không có chút giao tình, làm sao người ta phải để ý đến ngươi. Đây chính là bó tiền rất lớn, động một tí là khoản tiền trên 100 vạn rồi. Y cũng chỉ có thể thầm than thở Triệu Đính thật may mắn, trong lòng mơ hồ suy nghĩ linh tinh chuẩn bị quay về huyện tìm Phí Mặc nghĩ các tiếp, vì Triệu Bính Kiện chính là một tấm gương. Rất nhiều chủ tịch, bí thư trên bàn tiệc này đều đang động não. Diệp Phàm cũng biết có lẽ mọi người đều đang suy nghĩ làm thế nào đào tiền ra từ trong túi mình. Uống nhiều quá, cảm giác đầu óc choáng váng, người cũng có chút ngơ ngẩn, hoa mắt làm sao cảm giác trên bàn toàn là sói, hơn nữa là sói tham làm đến cướp tiền. Chủ tịch thị trấn Diệp, liên quan đến chuyện mở rộng mặt đường, anh nói cho mọi người nghe xem. Mậu Dũng khẽ nhấp một ngụm trà, lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ lung tung của Diệp Phàm.
Được, mọi người đều biết, thời gian trước con đường Đông Tỏa Dương của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta vì bị kẻ vô lại cố ý phóng hỏa, làm cho cả mặt đường không khác gì bị cháy, cho dù lúc ấy có để lại một số. Sau này người cứu hỏa vì cắt đứt thế lửa mà phá bỏ lộn xộn. Đồng chí của đội phòng cháy chữa cháy của huyện nói, lúc ấy chính vì mặt đường Đông Tỏa Dương quá chật, dẫn đến xe cứu hỏa không cách nào tiếp cận, cho nên mới tạo thành tổn thất lớn như vậy. Đề nghị chúng ta nhất định phải xây đường mới theo quy định phòng cháy chữa cháy, đường phố chí ít cũng phải đạt đến 12 mét mới được. Kỳ thực ngoại trừ phần đất chống tiếp giáp với mặt tiền cửa hàng hai bên, phần đất còn lại cũng chỉ còn lại 9 mét. Thời gian trước Bí thư Tần và Chủ tịch Thái theo như quy định, yêu cầu các tiểu thương ở đường Đông Tỏa Dương khi xây dựng nhà ở phải lùi về phía sau. Nhưng hiệu quả không lý tưởng, các tiểu thương của cửa hàng mặt tiền trên đường không chịu hiểu. Chuyện này cũng chỉ có thể tiến hành tự nguyện, vì lùi mặt tiền cửa hàng ra sau sẽ co rút không ít, tổn thất đương nhiên cũng lớn. Sau này thuê phòng gì đó nhất định sẽ ít đi không ít, mặt tiền cửa hiệu lớn lúc nào cũng tốt hơn mặt tiền cửa hàng nhỏ. Sau này vẫn tiếp tục cãi cọ, ông chủ cửa hàng mặt tiền khỏi đường, trong thành phố cũng không phát giấy phép xây dựng. Nếu cố chấp xây dựng thì sẽ ngăn lại. Cũng vì chuyện này mà các đồng chí của phương diện xây dựng và đồng chí của sở đất đai đã không ít lần phát sinh tranh cãi về Đông Tỏa Dương. Thậm chí phát triển đến sau này, đồng chí của sở tài nguyên xuống thực hiện pháp luật lại bị các chủ sở hữu đuổi đánh. Hôm nay vì thích ứng với yêu cầu phát triển xây dựng của đại thị trấn siêu cấp như Lâm Tuyền, bắt đầu từ Đông Tỏa Dương. Dự định của tôi là đem Đông Tỏa Dương tạo thành con đường huyết mạch số 1 mới nhất của Lâm Tuyền, các vị ủy viên cũng nghĩ xem. Sau khi đại quy hoạch Lâm Tuyền hoàn thành, Lâm Tuyền sẽ trở thành trung tâm của mấy thị trấn xung quanh. Sau này trạm trung chuyển giao thông sẽ đặt ở thị trấn Lâm Tuyền chúng ta. Lượng hàng hóa nhập vào xuất ra, dòng người, hậu cần, nhất định đều sẽ tăng trưởng, cộng thêm thành lập công ty ngành giấy Lâm Tuyền chúng ta, đầu tư giai đoạn đầu đạt đến hơn 4.000 vạn. Một khi nhà máy giấy được xây dựng, nhất định sẽ kéo theo các sản nghiệp ngành nghề có liên quan xung quanh cũng phát triển. Hình thành dây xích tuần hoàn và phát triển sản nghiệp cực tốt. Qua mấy năm, nhà máy mở nhiều hơn, kinh tế Lâm Tuyền nhất định sẽ đạt được phát triển chưa từng có, đến lúc đó Lâm Tuyền muốn mở rộng đường một lần nữa nhất định sẽ phiền phức, sẽ tạo thành vòng tuần hoàn xây dựng lại ác liệt. Hơn nữa, nếu mặt đường không mở rộng đến độ rộng quy định, tôi sợ sau này sẽ thường xuyên gặp cảnh kẹt xe. Xe cộ hỗn loạn sẽ tạo ra cục diện đáng sợ nguy hiểm nghiêm trọng đến tài sản, tính mạng của nhân dân bên đường. Cho nên, xuất phát từ tương lai của Lâm Tuyền, đề nghị của tôi chính là phải mở rộng con đường huyết mạch Đông Tỏa Dương đến 6 làn xe, đường chính rộng 20 mét. Cộng với đường dành cho người đi bộ có lẽ phải được 26 mét. Nếu kế hoạch này có thể thành công, sau này bất kể kinh tế Lâm Tuyền có phát triển mạnh thế nào, xe cộ tăng vọt như thế nào. Trong 30 năm có lẽ vẫn đáp ứng được. Còn về biện pháp lùi đường cụ thể, tôi đã in ra rồi, mời các vị ủy viên xem qua. Lời phát biểu của Diệp Phàm hết đợt này đến đợt khác, lúc thì sôi sục, lúc lại bình lặng, khi thì kích động, khi thì thở dài, thực sự đã vô cùng thuyết phục các vị đảng ủy viên đang ngồi ở đây, có chút hiềm nghi muốn tạo thế. Trong lòng các đảng ủy viên đang ngồi đều có chút kích động, giống như nhìn thấy một thị trấn Lâm Tuyền hoàn toàn tươi mới. Sau nửa giờ, chuyện liên quan đến dùng đất nhà máy giấy đổi lùi đường cửa hàng mặt tiền bắt đầu triển khai thảo luận. Chủ tịch Diệp, tôi có chút không rõ. Mặt đường thị xã sau khi mở rộng có lẽ 10 mét là đủ rồi. Theo như chiều rộng 12 mét mà bên phòng cháy chữa cháy trong huyện yêu cầu cũng tuyệt đối đủ rồi. Cứ yêu cầu mở rộng ra đến 26 mét có phải là có vẻ lãng phí không? Chuyện này cần số tiền lớn để làm hậu thuẫn, thị trấn chúng ta có năng lực đó sao? Tôi cảm thấy thế nào cũng có chút hoang đường. Khúc Anh Hà phản đối. Chương 312, xuất công không xuất lực. Đúng. Mặt đường rộng 26 mét cho dù là con đường mới nhất của huyện Ngư Dương chúng ta hình như cũng không lớn như vậy, có lẽ khoảng 20 mét thôi. Phương án này tôi nghĩ rất khó tiến hành, làm không tốt thì các cửa hiệu hai bên đường gây chuyện sẽ rất phiền phức. Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà người sướng người hát cùng song tấu với nhau. Làm việc gì cũng có khó khăn, không làm gì thì không có khó khăn. Thị trấn Lâm Tuyền chúng ta sau này sẽ trở thành trung tâm của thị trấn bên dưới Ngư Dương. Tôi nghĩ tư tưởng của chúng ta nên có tính nhìn xa hơn, không chỉ gói gọn trong vài năm mà cần phải nhìn xa hơn một chút,
làm sao phải đến 20 đến 30 năm sau không cần mở rộng đường lần nữa mới được. Làm như vậy cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều tài nguyên quốc gia. Hoa Hạ chúng ta mặc dù nói là đất nước rộng lớn, của cải dồi dào cũng sẽ có một ngày tiêu hao hết tài nguyên. Nếu có thể một bước đúng hạn đương nhiên là tốt nhất, tôi cho rằng nếu đã là mở rộng dứt khoát phải mang tính một lần, tránh để sau này chọc vào chuyện phiền phức. Diệp Phàm trả lời ngắn gọn dứt khoát. Tôi đồng ý với quan điểm của Chủ tịch Thị trấn Diệp, quốc gia tuy lớn nhưng Hoa Hạ chúng ta lại là một nước lớn lãng phí tài nguyên. Mọi người có thể thường xuyên nhìn thấy, lối đi dành cho người đi bộ trên đường đào rồi lát, lát rồi đào, hôm nay là cục điện báo đào chôn cắp điện, ngày mai lại là cục truyền thanh đào thông đường dây. Hôm sau lại là xây dựng thành phố đào để thông đường nước dưới đất, xây dựng cứ tái diễn như vậy tạo thành lãng phí cực lớn cho tài nguyên quốc gia. Tương lai của Lâm Tuyền vô cùng tươi đẹp, nếu có thể thực hiện bản kế hoạch đại quy hoạch của Chủ tịch Diệp thì xe cộ đoán chừng sẽ tăng trưởng gấp mấy lần, đây vẫn là xe cộ qua đường. Xã hội phát triển, nhân dân giàu mạnh, sẽ mua xe nhiều hơn. Cho nên, tôi ủng hộ mở rộng một lần đến 26 mét, theo quy hoạch đô thị nhỏ xây dựng lại đường mới của Lâm Tuyền chúng ta. Phó Bí thư Hạ Giai Trinh là nghiên cứu sinh, tầm mắt nhìn rất xa. Rất bội phục tư tưởng đi trước thời đại của Diệp Phàm nên lập tức ủng hộ. Đương nhiên, nếu nói Hạ Giai Trinh ủng hộ Diệp Phàm hoàn toàn vì thị trấn Lâm Tuyền thì không thể, bên trong đương nhiên cũng có trộn lẫn một chút tình cảm cá nhân. Từ lần trước sau khi khiêu vũ mặt kề mặt ở trong phòng ca múa san hô của Khanh Hương với Diệp Phàm, Hạ Giai Trinh đến hiện tại vẫn còn vương vấn không quên, trong lòng thường xuyên buồn bực tự hỏi mình rút cuộc đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào thật sự đã có tình cảm yêu đương chị em. Mình sắp 28 tuổi rồi, Diệp Phàm mới có 19 tuổi, cách biệt tuổi tác quá lớn, cảm giác không có khả năng và không gian phát triển. Qua 10 năm nữa khi mình đã biến thành thiếu phụ luống tuổi có chồng thì Diệp Phàm vẫn chỉ là một anh chàng 29 tuổi, tình yêu là thứ có thể thật sự đạt đến, vĩnh hằng, giống như biểu diễn trong TV sao. Chuyện này có lẽ không thực tế, đợi đến lúc mình già nua xấu xí, thì Diệp Phàm vẫn còn thanh niên, lúc đó mình nên làm thế nào? Có lẽ đến lúc đó sự nghiệp của Diệp Phàm đã bay lên như mặt trời mọc, tay giữ trọng quyền, quyền cao chức trọng, lởn vởn xung quanh đều là các em gái xinh đẹp đáng yêu, hắn còn có thể giữ lại người phụ nữ già nua xấu xí như mình không? Cho nên Hạ Giai Trinh suy đi tính lại, đêm không ngủ yên, cảm thấy mình vẫn không có khả năng kết đôi với Diệp Phàm, chuyện này quá không thực tế. Tình cảm là thứ có lúc muốn ngăn cũng không ngăn được, mặc dù nói Hạ Giai Trinh không có khả năng phát triển. Nhưng vẫn có thể ủng hộ trên sự nghiệp, vẫn tận lực ủng hộ Diệp Phàm. Đoán chừng cho dù thứ mà Diệp Phàm đề xuất không hề hợp lý thì bản thân vẫn sẽ mù quáng ủng hộ. Có lúc Hạ Giai Trinh cũng tự vấn lòng mình, bản thân có thể làm công chính hay không, có thể xuất phát từ đại nghĩa của quốc gia và đảng hay không, cuối cùng đưa ra kết luận là không thể. Chỉ cần là đề nghị Diệp Phàm đề xuất, bản thân tuyệt đối sẽ ủng hộ. Hơn nữa còn là tận lực ủng hộ. Bản thân còn vì chuyện này mà tìm ra một số lý do đường đường chính chính để ức hiếp bản thân. Ai? Thật ra Hạ Giai Trinh không biết bản thân đã sa chân vào bên trong, khi người ở trong cục diện mới không thể quan sát được toàn cảnh, không biết chân tướng thật sự, chỉ do thân đang ở bên trong chính là tình trạng trước mắt của Hạ Giai Trinh. Dùng bốn chữ hình dung chính là đương cục giả mê, người trong cuộc giả vờ không biết. Đúng, có thể xây dựng Lâm Tuyền chúng ta tươi đẹp như thành thị. Tôi ủng hộ vô điều kiện, nhưng chuyện liên quan đến lùi đường cũng cần phải làm như một việc lớn quan trọng, ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện gì sơ suất. Bây giờ rất nhiều nơi khi phá bỏ phát sinh chuyện máu chảy thậm chí là chết người, cho nên tôi hy vọng hội nghị đảng ủy phải thận trọng đối với chuyện lùi các cửa hàng mặt tiền, đưa ra phương án tiến hành thiết thực. Thiết Minh Hạ mặc dù nói đồng ý với kế hoạch mở rộng của Diệp Phàm nhưng cũng rất lo lắng đối với hậu quả xảy ra khi lùi cửa hàng. Nhìn thấy Hạ Giai Trinh và Thiết Minh Hạ đều phát biểu tỏ vẻ ủng hộ Diệp Phàm, cộng thêm bản thân Diệp Phàm là có ba người đồng ý, Mậu Dũng liếc mắt nhìn Phó Bí Thư Đảng ủy Tạ Đoan, ngoài miệng cười nói. Bí Thư Tạ cũng phát biểu đi. Y nghĩ thầm, nếu như Lão Tạ đồng ý thì mình quan sát một lát rồi mới quyết định, nếu Lão Tạ không đồng ý thì chỉ cần lải nhải mấy câu là được rồi. Nhưng nếu có thể xây dựng Lâm Tuyền lớn hơn tươi đẹp hơn cũng có một phần công lao của Bí Thư mình. Chỉ là chuyện lùi đường không dễ xử lý, chọc vào phiền phức thì lớn chuyện. Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Phó Bí Thư Đảng ủy Tạ Đoan vốn không muốn lên tiếng cũng đành phải bất chấp khó khăn, than thở, đúng là xui xẻo,
Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà rõ ràng là phản đối, bên này lại có hai người ủng hộ Diệp Phàm, cũng không biết bí thư Mâu Dũng có thái độ gì. Ai một vừa lên tiếng đã đắc tội với người khác rồi. Thái độ làm người của cha mình là không nghiêng về bên nào. Nhưng muốn làm một người hiền lành cũng khó quá, nếu trực tiếp biểu thị quyền vứt bỏ có lẽ cũng sẽ đắc tội, nói không chừng còn đắc tội với cả hai bên. Trong lòng Tạ Đoan cấp tốc suy nghĩ, cũng không thể gạt bỏ mọi người sang một bên. Gã một ngụm trà cố gắng để mình bình tĩnh lại, nói. Phương án của chủ tịch thị trấn Diệp, vừa rồi tôi cũng có xem qua, bản kế hoạch này vô cùng tốt đẹp. Nếu có thể thực hiện, Lâm Tuyền của chúng ta quả thực có thể so sánh với một thành phố nhỏ. Thành phố Phúc Xuân cách Lâm Tuyền không quá 40.000 thước chính là một thành phố cấp huyện có kinh tế tương đối phát triển, mặt đường mới xây của người ta nhìn qua quả thực rất đẹp, mỹ quan phóng khoáng. Tạ Đoan đầu tiên biểu dương kế hoạch của Diệp Phàm rất tốt, nhưng trong nháy mắt lại nhấp một ngụm trà nói tiếp. Nhưng thành phố Phúc Xuân của người ta có tiềm lực tài chính, tài lực hùng hậu. Nếu muốn mở đường thì liên quan đến rất nhiều phương diện. Vừa rồi Phó Chủ tịch Thiết cũng có nói qua rồi. Lùi đường lùi cửa hiệu chính là một vấn đề lớn. Có mặt tiền cửa hàng sâu không quá 7-8 mét. Nếu lùi toàn bộ cửa hàng thì sẽ mất mặt tiền, người ta nhất định sẽ không cam lòng. Cho nên, kế hoạch của Chủ tịch thị trấn Diệp rất tốt, nhưng muốn thực hiện lại cực kỳ khó khăn, nhưng tôi sẽ tuân theo quyết định của đảng ủy. Khó khăn dù lớn, chúng ta cũng phải gắng sức vượt qua có phải không? Ha ha ha! Tạ Đoan không thẹn là Tạ Đoan, con trai của Tiếu Diện Hổ Ngư Dương, Tạ Cường, kế thừa phong cách cũ của cha mình, mơ hồ có bóng dáng của Tạ Cường. Những lời này nói ra vô cùng chặt chẽ, giống như là ủng hộ kế hoạch của Diệp Phàm, lại giống như không có cùng suy nghĩ, lo lắng mặt tiền cửa hàng. Kết quả lại là phục tùng quyết định của đảng ủy, còn chưa quyết định thì làm sao có thể nói phục tùng, trong đáy lòng Diệp Phàm âm thầm oán hận, cảm thấy trong đảng ủy, có lẽ tâm tư của Tạ Đoan là phức tạp nhất, khó có thể mài. Tuy nhiên người này lại quan trọng nhất, bình thường mà nói, trải qua hội nghị đảng ủy, có lẽ Mâu Dũng sẽ có khuynh hướng nghiêng về bọn người Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà. Như vậy rất dễ tạo thành kết quả khó xử ba chọi ba, nếu Tạ Đoan vứt bỏ quyền biểu quyết, có lẽ chuyện còn trở nên phức tạp hơn, vì phiếu bầu của đảng ủy không quá nửa sẽ không được công nhận. Cho nên nhiệm vụ cấp bách vẫn là nghĩ cách kéo con hồ ly nhỏ Tạ Đoan về phía mình. Muốn kéo hắn qua là chuyện không có khả năng, nhưng đầu tiên phải giành được sự công nhận của gã, đó mới là mấu chốt quan trọng. Kế hoạch của Chủ tịch Diệp rất tốt đẹp, cũng là một phương án dũng cảm, tôi là bí thư đảng ủy của Lâm Tuyền. Có thể làm cho Lâm Tuyền trở nên tốt đẹp hơn, tôi đương nhiên rất ủng hộ. Nhưng chúng ta cũng phải coi trọng lo lắng của Phó Chủ tịch Hoàng và Phó Bí Thư tạm không thể xem như không quan trọng. Muốn làm một chuyện đại sự, tuyệt đối không thể chủ quan xem thường. Như vậy đi, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền tạm thời do Chủ tịch Diệp chịu trách nhiệm, còn chuyện lùi cửa hàng khỏi mặt đường cũng do cậu ấy toàn quyền chịu trách nhiệm, tôi sẽ ở bên cạnh giúp đỡ. Những lời này của Mâu Dũng đã quyết định phương án này. Cho nên phương án này được thông qua. Nhưng y cũng rất thông minh, vừa muốn để Lâm Tuyền trở nên tươi đẹp hơn, làm vui lòng thượng cấp, công trạng lớn lao này, y là bí thư của thị trấn đương nhiên cũng chiếm được phân lượng rất lớn. Còn nhìn về phương diện trách nhiệm mà nói y lại chút bỏ được gánh nặng, cũng như chuyện liên quan đến lùi cửa hàng khỏi mặt đường toàn bộ đều đổ lên đầu Diệp Phàm. Chủ ý của y chính là không dính tay vào, sau này có xảy ra chuyện gì, đồng chí Diệp Phàm ngươi mới chịu ảnh hưởng. Mình chỉ là ở bên cạnh hiệp trợ. Con người này rất nham hiểm, Diệp Phàm hận đến mức nghiến răng trèo trèo. Dẫu sao kỳ ngộ vốn tồn tại cùng nguy hiểm, Diệp Phàm cười nói. Được rồi, chuyện này do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm, chuyện sẽ kêu người đi làm, chỉ cần chịu làm, tôi tin rằng nhất định sẽ thành công. Lần này tôi hy vọng các vị đảng ủy viên ngồi ở đây có thể giúp đỡ tôi một tay, khi cần mọi người ủng hộ, hy vọng mọi người đừng thoái thác. Chủ tịch Diệp, đầu tiên tôi muốn biểu thị một chút. Chuyện này tôi không muốn tham gia, tôi biểu thị phản đối, xin chủ nhiệm Vương Nguyên Thành chính thức ghi lại. Nhưng tôi phục tùng quyết định của hội nghị đảng ủy, tôi chỉ quản lý những chuyện thuộc lĩnh vực nông nghiệp của mình. Hoàng Hải Bình dứt khoát biểu thị ý kiến phản đối của mình. Tôi cũng giống vậy, đối với chuyện mở rộng mặt đường đến 26 mét, tôi có suy nghĩ của mình, tôi vứt bỏ quyền biểu quyết, xin chủ nhiệm Vương ghi chép lại. Chủ yếu là vì tôi quản lý công tác nhân sự cụ thể của tổ chức,
gần đây sau khi sáp nhập thị trấn công tác nhân sự tổ chức trăm thứ phải lo, thật sự vô cùng bận rộn. Đặc biệt là bốn chức phó của xã Khanh Hương, thật sự là hao tổn tâm trí. Cho nên liên quan đến chuyện lùi cửa hàng khỏi mặt đường, tôi cũng dự định không tham gia, xin Chủ tịch Diệp thông cảm. Khẩu khí của Khúc Anh Hà tương đối uyển chuyển hơn một chút, không phản đối cũng không ủng hộ, dứt khoát vứt bỏ. Phó Bí thư Tạ Đoan cũng biểu thị vứt bỏ quyền biểu quyết, chuyên tâm sắp xếp phương diện nhân sự, đều lấy chuyện này làm lý do để không phải tham gia. Cuối cùng là Mâu Dũng, Diệp Phàm, Hạ Gia Trinh, Thiết Minh Hạ đồng ý, cũng ghi chép vào sổ. Được, nếu do tôi toàn quyền chịu trách nhiệm, tôi chuẩn bị gia tăng tốc độ thời gian tới đưa ra phương án thiết thực trước cuối năm, để các gia đình chịu hỏa họa đều có thể vui vẻ đón năm mới. Là chính quyền cơ sở nhất, lúc nào cũng phải làm được gì đó cho nhân dân. Trên khuôn mặt Diệp Phàm nặn ra một nụ cười, nhưng trong lòng hung hăng thầm mắng, đám quỷ lòng dạ nham hiểm, khi gặp chuyện thì làm rùa đen rụt cổ. Nếu không tham gia còn có thể, dù sao cũng được ghi chép vào sổ sách rồi, là sổ ghi chép chính thức của hội nghị đảng ủy thị trấn. Sau này có công lao gì thì đừng tới xin xỏ. Tuy nhiên Mâu Dũng đúng là kẻ giảo hoạt nhất, vừa muốn cướp công lại không tốn lực, xảy ra chuyện thì không chịu trách nhiệm. Chuyện tốt trên đời này để cho y chiếm hết đi. Sau khi hội nghị kết thúc, Diệp Phàm trực tiếp gọi điện thoại báo cáo đơn giản chuyện này với Chủ tịch huyện Trương Tào Trung và Bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương. Hai người này sau khi nghe xong suy nghĩ một lát cũng biểu thị ủng hộ, nhưng cứ luôn dặn dò là phải sắp xếp tốt chuyện lùi cửa hàng của nhân dân. 5 giờ chiều. Dưới sự giật dây của Mâu Dũng, Diệp Phàm và y cùng đến đại tử lâu của Mâu Dũng, tối nay phải gặp mặt anh em Cục trưởng Vương Thiên Lượng của Cục Tài chính thành phố, vì chuyện khu nhà ở của trạm phát điện, Diệp Phàm cũng thông suốt vác mặt mo đến. Không còn cách nào, hiện tại ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn mới biết tính quan trọng của tiền. Không quản lý việc nhà thì không biết củi gạo quý, bỗng chốc thiếu mất một khoản mấy trăm vạn tiền ủng hộ, ngày tháng trong thị trấn cũng không dễ sống. Ngay cả bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền mà mình đề xuất cũng chịu ảnh hưởng. Hai người ở trong phòng nhàn nhã uống trà đợi khách. Chủ tịch Diệp, nói với cậu một câu xuất phát từ đáy lòng. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, đều rất dễ kích động. Nhưng lát nữa khi anh em Cục trưởng Vương đến, tôi hy vọng cậu có thể tận lực khắc chế. Vì 10 vạn nhân khẩu của Lâm Tuyền chúng ta cậu phải để chữ nhẫn lên đầu mới được. Nếu không chuyện khu nhà ở của trạm phát điện thất bại, chúng ta sẽ không sống yên đâu. Mâu Dũng lộ ra vẻ rất chân thành nói với Diệp Phàm, kỳ thực y thật ra cũng có chút lo lắng chuyện khu nhà ở của trạm phát điện thất bại, đây là 500-600 vạn. Không có số tiền này, Chủ tịch Diệp Phàm cố nhiên là khốn khổ. Nhưng Mâu Dũng cũng không còn cách nào, nếu thị trấn Lâm Tuyền xảy ra vấn đề gì. Người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là Bí thư Mâu Dũng. Mâu Dũng cũng không muốn con đường quan chức cả đời của mình vì chuyện này mà đứt gánh, mặc dù y và Diệp Phàm có chia rẽ, thậm chí có những lúc âm thầm ra tay hãm hại nhau. Nhưng ở các phương diện đại sự, mục tiêu của hai người đều giống nhau, đều là vì muốn xây dựng Lâm Tuyền tốt đẹp hơn, trên mặt hai người rạng rỡ, khi thăng quan sức mạnh cũng tăng thêm rất nhiều. Bí thư Mậu, vị khách bí mật mà anh mời tới hiện tại có thể lộ chân tướng rồi. Đã đến lúc này rồi còn không nói ra. Tôi nhất thời có chút bối rối, làm chậm trễ người ta là đắc tội đấy. Diệp Phàm giả vờ có chút dáng vẻ gấp gáp. Ha ha ha, Chủ tịch Diệp, nói trước cho cậu biết sao. Người ấy chính là chú dượng của tôi tiên sinh Tiêu Bình Quốc, hiện giờ đang đảm nhiệm phó trưởng ban của ban tổ chức thị ủy. Chú ấy đến làm người hòa giải, tôi cũng phải tốn một phen khổ tâm. Cho nên hy vọng cậu đừng lãng phí công sức đó. Mâu Dũng hơi có vẻ tự đắc, vạch trần người giật dây, chính là phó trưởng ban của ban tổ chức thị ủy. Hừ, gia sản của tên nhãi này thật sự rất giàu có, không những có chú dượng Ngọc Hoài Nhân bí thư ủy ban kỷ luật đảng ủy thị ủy, bây giờ lại toát ra một chú dượng phó trưởng ban của ban tổ chức. Thằng cụ nó, chị em gái của mẹ y thật là nhiều, tất cả đều là quan béo. Trong nhà lại giàu có. Nghe nói mở công ty kinh doanh gì đấy, có tiền có thế như vậy có thể không thăng quan nhanh sao? Trong lòng Diệp Phàm tức giận bất bình, một cảm giác khổ sở xông lên trên đầu, cảm giác nếu bản thân thật sự muốn đánh nhau với Mâu Dũng thì không phải dễ dàng, thậm chí có chút cảm giác lấy trứng chọi với đá. Chương 313, Cục trưởng Tài chính thành phố cuồng ngạo. Không cần nói đến những người khác, chỉ cần chú dượng phó trưởng ban của ban tổ chức hừ một tiếng. Phí Mặc của Ngư Dương ngay lập tức giơ đại đao chém về phía mình.
Một trưởng phòng nhỏ thật sự không dám nói gì, có lẽ ngay cả Lý Hồng Dương đối mặt với thế lực gia tộc khổng lồ như thế cũng tự khiêm tốn bảy phần. Có thể chọc vào loại thế gia quan trường như vậy hay không, một gia đình mà đã có mấy người đều là quan, hơn nữa đều không ít thực quyền. Sau khi Mâu Dũng để lộ ra con át chủ bài này, tư tưởng của Diệp Phàm lại có một số chuyển biến, quyết định quan hệ với Mâu Dũng sau này nhất định phải tận lực làm cho khéo léo, không được xung đột trực diện với y. Đương nhiên, ở đây cũng có vấn đề góc độ, nếu vượt qua đường giới hạn của mình thì cũng bất chấp tất cả. Hiện giờ Mâu Dũng mời chú Dượng Tiêu Bình Quốc đảm nhiệm thường vụ phó trưởng ban tổ chức đến làm người hòa giải cũng là thích hợp nhất. Phải biết rằng, Tiêu Bình Quốc mặc dù nói chỉ là một cán bộ cấp phó ban, nhưng quan viên của ban tổ chức so với quan viên của các bộ phận khác vô hình lại cao hơn nửa cấp. Hơn nữa bọn họ lại là chức quan quản lý, không có một quan viên nào không muốn nịnh bợ bọn họ, đi đến đâu, các cán bộ của những bộ phận chính quyền đều ra sức săn đón. Nghe nói em trai của Vương Thiên Lượng cũng chính là phó cục trưởng của Cục Điện lực thành phố Vương A Chiết. Người này đang cùng với phó tổng giám đốc của tập đoàn điện lực thành phố Phạm Trọng Dương tranh giành vị trí tổng giám đốc tập đoàn điện lực thành phố Mâu Dũng, cho nên lúc này phó trưởng ban của ban tổ chức thị ủy có vẻ đặc biệt quan trọng. Tập đoàn điện lực thành phố Mâu Dũng là một xí nghiệp cấp dưới trực thuộc Cục Điện lực thành phố Mặc Hương, thuộc về phạm vi xí nghiệp nhà nước, cho nên khảo sát quan viên cũng thuộc về phạm vi của ban tổ chức thị ủy. Tiêu Bình Quốc đồng ý ra tay đoán chừng Mâu Dũng thật sự cũng tốn một phen khổ công. Nếu không chuyện giống như vậy không có quan hệ thân thiết, người bình thường đều không muốn tới góp vui. Làm người hòa giải cũng chính là việc dễ bị người ta ghen ghét nhất. Đương nhiên, cũng không lợi trừ Mâu Dũng lợi dụng thừa cơ hù dọa Diệp Phàm, khoe khoang một chút nội tình lợi hại của nhà mình. Thấy sắc mặt của Diệp Phàm khẽ thay đổi, trong đáy lòng Mâu Dũng sảng khoái giống như ăn một bát canh hạt sen vậy, nghĩ thầm, nhãi danh, bây giờ thì biết rồi chứ. Mở to mắt ra mà nhìn cho bố mày. Đừng không có chuyện gì mà gây chuyện với bố mày, mày còn chưa đủ tư cách đâu. Muốn chơi với bố mày, chỉ cần một câu nói cũng có thể đè bẹp con sâu đất như mày. Chính vào lúc này, điện thoại Mâu Dũng vang lên, có lẽ là chú Dượng Tiêu Bình Quốc đến rồi. Chủ tịch Diệp, cậu ngồi trước đi, tôi đi đón một người. Mâu Dũng vui tươi hớn hở, liếc nhìn Diệp Phàm, xem Diệp Phàm có hiểu chuyện hay không. Trưởng ban Tiêu đến rồi, tôi đi đón với anh. Tôi là hậu bối, làm như vậy cũng đáng. Diệp Phàm mỉm cười đứng dậy, giả vờ có chút dáng vẻ câu nệ, giống như có chứng sợ quan viên. Chuyện này, được rồi, cùng đi vậy, cũng tiện giới thiệu cho cậu làm quen một chút. Mâu Dũng kéo dài giọng nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm, mùi vị kiêu ngạo từ trên người tràn ra. Diệp Phàm giả vờ không nhìn thấy, đi sau người Mâu Dũng, nghĩ thầm, phó trưởng ban cấp phó ban thì kiêu căng cái rắm. Bố mày đây còn gọi phó chủ tịch tỉnh thường vụ là, anh, rồi, người ta mới là quan lớn cấp phó tỉnh chân chính. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn có tâm lý cung kính, nhớ đến chuyện gặp phó chủ tịch tỉnh Tề, trong lòng vẫn có chút hốt hoảng. Có lẽ lúc đó có đại ca Thiết Chiêm Hùng chống đỡ cho nên cũng can đảm hơn không ít, nếu kêu mình một mình đi gặp ông ấy, có lẽ cho mình 10 cái gan cũng không dám gọi, anh Tề. Nói đùa. Mình là một chủ tịch thị trấn nhỏ bé kêu phó chủ tịch tỉnh thường vụ người ta là, anh Tề, không phải là muốn chết hay sao? Nhưng đây cũng là chuyện tình cảm. Không lâu sau đã tới đại sảnh dưới lầu. Một người trung niên tướng mạo cương trực, đôi mắt lanh lợi, mặc trên người bộ Âu phục thẳng phao đi tới. Dượng, lâu rồi không gặp, gần đây công việc vẫn thuận lợi chứ, ha ha. Mâu Dũng vẫn biểu hiện vẻ thân mật trong sự vui tươi hớn hở. Hiển nhiên là muốn làm bộ làm tịch cho Diệp Phàm thấy. Tốt cả, thằng nhãi cháu thì vui rồi. Tiêu Bình Quốc nói đùa, ánh mắt đột nhiên quét nhìn về phía Diệp Phàm. Chờ Mâu Dũng giới thiệu sao, kỳ thực y đã đoán ra rồi, trong đáy lòng cũng không khỏi giật mình, trẻ quá, nghe Mâu Dũng nói tiểu tử họ Diệp này hình như xuất thân trong gia đình công nhân viên chức bình thường. Trong nhà cũng không có chỗ dựa nào chân chính. Làm sao có thể trẻ tuổi như vậy mà đã bò lên được vị trí chủ tịch thị trấn của một thị trấn lớn như vậy, thật không đơn giản. Người có thể ngồi lên được vị trí này khẳng định có chỗ hơn người. Nếu không có chút bản lĩnh nào thì tuyệt đối không có khả năng. Lý Hồng Dương của Ngư Dương cũng không phải kẻ ngu, tại sao yên tâm đem một thị trấn lớn như Lâm Tuyền giao cho hắn? Ai, Mâu Dũng đoán chừng là không sánh bằng hắn, có nhiều người giúp đỡ như vậy mà mông ngồi còn run rẩy. Nếu không phải nể thế lực của Mâu gia,
Mậu Dũng muốn ngồi lên chiếc ghế bí thư thị trấn Lâm Tuyền là không có khả năng. Nghe nói người này lần trước còn chọc giận Vương Thiên Lượng kẻ kiêu ngạo của cục tài chính phải bêu mặt vào bệnh viện, thật sự yêu nghiệt. Không đơn giản, tiền đồ sau này của tiểu tử này đúng là vô hạn. Tiêu Bình Quốc rất là khách quan tiến hành bình phẩm Diệp Phàm từ đầu đến chân, ánh mắt của người này rất sắc bén, là phó trưởng ban của ban tổ chức thị ủy, nhìn ai là nhìn chúng. Dượng, cậu ấy chính là chủ tịch thị trấn Diệp Phàm của thị trấn chúng cháu. Mậu Dũng giới thiệu xong lại quay đầu nói với Diệp Phàm. Chủ tịch thị trấn Diệp, vị này chính là trưởng ban Tiêu của ban tổ chức thị ủy. Xin chào trưởng ban Tiêu, tôi là Diệp Phàm của thị trấn Lâm Tuyền. Ngài gọi tôi là Tiểu Diệp là được rồi. Diệp Phàm rất nhiệt tình bắt tay, thái độ đặc biệt cung kính, đây thật ra xuất phát từ trong lòng chứ không phải giả vờ. Đối với quan viên chính quyền mà nói, quan viên của ban tổ chức chính là bộ gông xiềng trên đầu bọn họ, tuyệt đối không thể đắc tội, trừ khi không muốn mũ quan nữa thì có thể xem thường. Ừ, phó trưởng ban Tiêu liếc mắt nhìn Diệp Phàm, cố ý giả vờ có chút dáng vẻ thế lớn, muốn đánh đòn ra oai với Diệp Phàm trước mặt Mậu Dũng. Có lẽ là muốn thừa cơ hù dọa Diệp Phàm, ngầm ý là nói cho thằng danh vắt mũi chưa sạch nhà cậu biết, đừng tưởng rằng tuổi còn trẻ may mắn ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch thị trấn là bố mày đệ nhất thiên hạ rồi, phía trên còn có một bí thư, hơn nữa bí thư này còn là cháu ngoại của mình. Sau này phải mở mắt ra nhìn cho rõ, phải phối hợp công việc nhiều hơn với Mậu Dũng mới có đường đi của cậu, bằng không giật cái mũ quan nhỏ trên đầu cậu là chuyện rất dễ dàng. Lên lầu vừa ngồi xuống đã nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tiêu Bình Quốc vẫn oai vệ ngồi xuống. Diệp Phàm và Mậu Dũng sớm đã đứng dậy, có lẽ là anh em Vương Thiên Lượng đến rồi. Vương Thiên Lượng mặc dù nói là cục trưởng cục tài chính thành phố, nhưng Tiêu Bình Quốc cũng không có yêu cầu gì y. Thật ra chuyện của Vương A Chiết gần đây lại rơi xuống tay y, bằng không y cũng không dám oai phong như vậy. Dù sao Vương Thiên Lượng cũng là nhân vật quan trọng của thành phố, không thể xem thường. Cửa vừa mở ra quả nhiên là Vương Thiên Lượng với cái bụng bia bệ vệ, phía sau hiện ra một gương mặt gầy hơn một chút, gương mặt có mấy phần giống Vương Thiên Lượng. Có lẽ chính là người cố ý ngăn cản xây dựng khu nhà ở của trạm phát điện ở xã Khanh Hương, phó cục trưởng Vương A Chiết của cục điện lực. Bác Phương, hai người đến rồi, mời vào. Mậu Dũng hình như rất quen thuộc, kỳ thực y và Vương Thiên Lượng cũng không phải rất quen, chỉ là gặp qua thôi, vì để tăng cường thêm tình cảm mà dày mặt gọi bác. Mậu Dũng hôm nay cũng có tính toán của mình, muốn kiếm chút tiền tiêu từ chỗ thần tài ra của thành phố. Gần đây Diệp Phàm làm chủ tịch thị trấn, toàn quyền quyết định tài sản, quản lý tiền bạc rất chặt chẽ. Hơn nữa giám đốc sở tạm quyền của sở tài chính Trịnh Lực Văn Lạo là Diệp Phàm một tay đưa lên, ngay cả Mậu Dũng có muốn kiếm ít tiền tiêu thỉnh thoảng cũng cảm thấy không dễ dàng. Thực sự trong sở tài chính hiện tại trên thực tế cũng không có tiền, tiền sửa đường Diệp Phàm kiếm về đã được đóng băng trong một tài khoản. Ngoài Diệp Phàm ra bất cứ người nào cũng không thể đụng vào. Mậu Dũng cũng không thể mạnh mẽ cướp đoạt, y vẫn chưa đến mức vô sỉ như vậy. Cho nên Mậu Dũng trong cơn tức giận muốn mình ra mặt kiếm mười mấy vạn, sau đó rút ra cất trong kho bạc nhỏ của mình, bản thân muốn tiêu thế nào thì tiêu. Đương nhiên, cũng không phải nói Mậu Dũng muốn chiếm tiền của nhà nước làm của riêng, cá nhân Mậu Dũng cũng không thiếu tiền, chẳng qua là muốn tiêu tiền để giao thiệp giữa các bộ phận, đón tiếp qua lại. Trên quan trường Hoa Hạ, bình thường chỉ cần người đứng đầu có một chút thực quyền đều muốn làm cho mình một kho bạc nhỏ, dùng tiền dễ dàng như vậy để tương đối tự do. Nếu cần bên tài chính phát tiền thì sẽ phải xuất nhập sổ sách rất lằng nhằng, sao bằng dễ dàng lấy từ kho bạc của mình lấy tiền ra tiêu cho sảng khoái, sau đó lại lấy một khoản tiền ra thay thế. Cục trưởng Vương, xin chào, tôi là Tiểu Diệp của thị trấn Lâm Tuyền. Diệp Phàm bất chấp khó khăn, nghĩ thầm. Mình là vì nhân dân Lâm Tuyền mà cúi đầu, không phải vì bản thân mình. Hàn Tín còn có thể chịu nhịu chui qua háng, hà cớ gì Diệp Phàm xin lỗi vì nhân dân Lâm Tuyền thì tính là gì. Cho nên hắn khẽ khom người, trên mặt chất đầy sự vui vẻ, hiển nhiên vô cùng cung kính đưa tay ra muốn nghênh đón. Hừ! Trong lỗ mũi Vương Thiên Lượng hừ một tiếng, không thèm liếc mắt nhìn Diệp Phàm, đương nhiên càng không đưa tay ra bắt tay Diệp Phàm. Trực tiếp khẽ nghiêng người lướt qua người Diệp Phàm. Chào hỏi với Tiêu Bình Quốc. Vương A Chiết theo sát phía sau trái lại liếc mắt nhìn Diệp Phàm, ánh mắt đột nhiên lồi lên, lạnh lùng hừ nói. Cậu chính là hung thủ đả thương tiểu ba cháu tôi thành trọng thương, hiện tại vẫn đang nằm bệnh viện có phải không? Diệp Phàm vừa nghe thấy hỏa khí trong lòng đã cuồn cuộn bốc lên.
cái gì gọi là đả thương, còn là hung thủ gì đó chứ. Nhưng hắn nghĩ đến nhân dân Lâm Tuyền, nghĩ đến 500 vạn của trạm phát điện cuối cùng vẫn nhịn được, cười khổ trả lời. Cục trưởng Vương, chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm còn có thể khiến người ta vào viện, hình như còn muốn nham hiểm đưa người ta vào đại lao. Phó Cục trưởng Vương A Chiết không hề nể mặt, khí thế ép người, không khí thoáng cái đã trở nên gay gắt. Bác Vương, ngồi xuống trước, uống miếng trà hạ hỏa. Ha ha ha. Mậu Dũng đứng ra hòa giải, trong lòng kỳ thực sảng khoái muốn chết, nghĩ thầm, nhãi danh. Đây chính là báo ứng của Vương gia. Nhìn thấy chưa hả, sau này phải mở to mắt ra mà nhìn. Đắc tội cái gì thì đắc, không thể đắc tội với quyền thế, thật sự là quá sảng khoái. Nhìn thấy dáng vẻ quẫn bách của tiểu tử đó bây giờ, so với lúc XXX còn sảng khoái hơn. Tiêu Bình Quốc biết trong lòng anh em họ Vương tức giận, cho nên tạm thời cũng không lên tiếng, đợi bọn họ phát tiết một chút tức giận rồi nói. Hơn nữa Tiêu Bình Quốc cũng muốn tiếp tục chèn ép khí thế thiếu niên của Diệp Phàm, sau khi hoàn toàn chèn ép chế phục khí thế của người thanh niên này, sau này vô cùng có lợi đối với mở rộng công tác của cháu trai Mậu Dũng. Chuyện này, đúng, lúc đó tôi có chút kích động. Hôm nay đặc biệt xin lỗi Cục trưởng Vương. Diệp Phàm vội vàng đọc thanh tâm quyết, mạnh mẽ áp chế cơn tức giận cuồn cuộn trong người, ngoài mặt vẫn hết sức bình tĩnh. Chương 314, mùi vị tức giận tương đối nồng. Xin lỗi, Vương Thiên Lượng tôi thì có bản lĩnh gì? Tiểu ba phải vào bệnh viện, sau này còn phải ngồi đại lao. Bản thân tôi cũng phải vào bệnh viện, không dám. Vương Thiên Lượng lại có thể đem chuyện xấu của mình nói đi nói lại. Dù sao chuyện này người dân khắp thành phố hầu như đều biết, muốn giấu cũng không giấu được, lấy ra làm vũ khí sỉ nhục Diệp Phàm một phen trước, xuất lời ác liệt rồi hãy nói. Cục trưởng Vương, chuyện đó, chỉ là ngoài ý muốn, xin lỗi. Diệp Phàm vẫn cố gắng đè ép cơn tức giận đối phó, nghĩ thầm, bọn chúng mắng mình mấy câu còn được, nhưng vượt quá giới hạn đạt đến cực hạn thì tiểu gia ông sẽ không hầu được đâu. Mình không tin rời bọn họ thì không sống nổi. Nếu thật sự muốn sinh sự, chọc giận tiểu gia thì ngày mai sẽ bắt đầu quấy rối, để tên xấu xa Vương A Chiết không thể làm tổng giám đốc được. Mẹ nó, bố mày đã mất mặt đến mức này rồi, bố mày cũng không cần. Ta nhổ vào, phì. Xin lỗi, một câu xin lỗi là được rồi. Hừ. Vương Thiên Lượng hừ một tiếng đang muốn tiếp tục nổi đóa thì Tiêu Bình Quốc đột nhiên mở miệng, cảm thấy đã đến lúc. Khí thế của tiểu tử này cũng chèn ép đủ rồi. Nếu tiếp tục chèn ép nữa nói không chừng chọc giận hắn thật thì trái lại sẽ hỏng chuyện, sau này ngày ngày chống chọi với Mậu Dũng thì những ngày tháng tới của cháu mình ở Lâm Tuyền nhất định sẽ không yên ổn. Đây là đạo lý tức nước vỡ bờ, mấu chốt là phải nắm được lúc nào dừng lại, đó chính là học vấn lớn. Hiện tại Diệp Phàm bị áp chế, nếu trước khi hắn sắp bộc phát, mình ra tay nói giúp hắn mấy câu, có ơn thì báo là đạo lý mà nhân dân khắp Hoa Hạ đều biết. Sau này cuộc sống của Mậu Dũng cháu mình cũng sẽ thoải mái hơn. Đương nhiên, Tiêu Bình Quốc cũng biết lúc này thò đầu ra sẽ khiến anh em họ Vương bất mãn nhưng y cũng không sợ. Thứ nhất mình không có nhờ vả gì bọn họ, thứ hai thế lực của Mậu gia tuyệt đối vượt qua Vương gia, thứ ba mình không có ác ý. Phải biết rằng Vương Thiên Lượng vì tránh để cháu trai Vương Tiểu Ba gặp phải tai ương ngồi tù, gần đây phải xin xỏ khắp nơi nhưng hiệu quả cũng không tốt đẹp gì, vẫn chưa tìm được cách giải quyết. Cho nên Vương Tiểu Ba cứ nằm trong bệnh viện, giả vờ mắc bệnh. Mục đích làm như vậy chính là để trốn tránh phán quyết, công an huyện cũng không tiện lập tức khởi tố y, mà vì Vương Thiên Lượng liều mạng vận động, cho nên tư pháp huyện và viện kiểm sát cũng đành ở bên cạnh quan sát trạng thái. Nếu như Vương Thiên Lượng có thể vận động thành công thì không ra tay, dù sao Vương Thiên Lượng cũng là thần tài gia của thành phố. Nếu chọc vào chuyện này viện tư pháp và viện kiểm sát cho dù không phát biểu, có lẽ Cục trưởng Vương cuối cùng sẽ rút ra trên 100 vạn đến tạ lễ một phen. Bắt Vương Tiểu Ba nhét vào trong tù đối với viện tư pháp và viện kiểm sát mà nói không có có lợi ích gì, trái lại còn đắc tội. Không bắt vào thì 100 vạn tiền mặt rơi xuống đơn vị có thể làm được bao nhiêu chuyện. Cho nên trước mắt mấy đơn vị của huyện Ngư Dương đều không thể gây bất lợi cho Vương Tiểu Ba, tạm thời vẫn đang quan sát. Lại cộng thêm lần trước phó bí thư Tạ của thị ủy. Tư lệnh Cố hai đại thường ủy sau khi chuyện xảy ra cũng không hỏi gì nữa, mọi người cũng giả vờ như quên chuyện này để nó trôi qua. Nhưng chuyện này vẫn dính dáng đến Diệp Phàm, hắn là đương sự bên trong, nếu hắn khăng khăng không túm chặt không muốn buông tay thì viện tư pháp và viện kiểm sát cũng chỉ có thể chấp hành. Đương nhiên,
viện tư pháp và viện kiểm sát cũng không sợ bản thân Diệp Phàm, chỉ sợ thằng nhãi làm việc không suy nghĩ này trong cơn tức giận chạy đến phòng làm việc của hai thường ủy thành phố kêu oan. Để cho hai thường ủy nhớ lại chuyện này thì phiền toái. Cho nên nhân vật mấu chốt Diệp Phàm vẫn không thể đắc tội quá mức, muốn miễn cho Vương Tiểu Ba khỏi tai ương ngồi tù thì còn phải xem Diệp Phàm. Huynh đệ Vương Thiên Lượng cũng nghĩ đến phương diện này, nhưng luôn cảm thấy không thể hạ mặt xuống nói chuyện với loại hậu sinh, như vậy thì quá mất mặt. Cháu mình bị đánh, mình còn đi nhờ hung thủ bỏ qua, vậy sau này mình làm thế nào còn tung hoành ở thành phố Mặc Hương, làm thế nào ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Cho nên lâu như vậy Vương Thiên Lượng tìm người khác sắp xếp, chứ không tìm nhân vật chính Diệp Phàm. Hôm nay anh em Vương Thiên Lượng đến đây cũng muốn thăm dò xem ý tứ thái độ của Diệp Phàm. Hơn nữa nghe nói phó trưởng ban của ban tổ chức Tiêu Bình Quốc cũng đến, cho nên mới đáp ứng lời mời của Mâu Dũng. Ai ngờ vừa đến, nhìn thấy tên nhãi danh Diệp Phàm, hai anh em lại tức giận đến không kìm được đột nhiên bộc phát. Cho nên liên tiếp châm chọc nhắm thẳng vào Diệp Phàm, nhìn tình hình cũng khó có thể thu tay rồi. Khi Vương Thiên Lượng đang có chút hối hận, lúc này Tiêu Bình Quốc đột nhiên mở miệng chính là cơ hội chuyển ngoặt cho y. Tiêu Bình Quốc thản nhiên cười nói. Lão Vương, nào, ngồi xuống uống chén trà, đừng tức giận mà làm đau xương cốt. Người trẻ tuổi là vậy đấy, thỉnh thoảng kích động một chút. Chúng ta đều là bậc cha chú, nên rộng lượng tha thứ có phải không? Ha ha ha. Thấy Tiêu Bình Quốc mở miệng, anh em Vương Thị cũng nhân cơ hội rút lui, nhưng vẫn không thèm liếc nhìn Diệp Phàm, giả vờ như không có người này, buồn bực ngồi uống trà. Cục trưởng Vương, tôi cũng rất đáng tiếc với chuyện trước đó. Hậu bối tôi xin được phạt ba chén trước. Diệp Phàm mỉm cười giơ chén rượu lên uống một mình ba chén, nghĩ thầm ông mày là tể tướng, trong bụng có thể chống thuyền. Anh em họ Vương vẫn dửng dưng, Mâu Dũng thấy chàng diện có vẻ lạnh lùng, vội vàng cũng nâng chén rượu lên nói. Bác Vương, cháu cũng xin mời bác một chén. Được, Mâu Dũng, trẻ tuổi như vậy đã là bí thư của một thị trấn rồi, bác cũng chúc cháu từng bước thăng chức, ai. Mấy lão già chúng ta cũng không sánh được, lão Tiêu anh nói có phải không? Sắc mặt Vương Thiên Lượng dễ nhìn hơn, cố nặn ra nụ cười chạm chén với Mâu Dũng, vẫn là nể mặt Mâu Dũng. Bác Vương, nền tảng kinh tế của thị trấn Lâm Tuyển yếu kém. Không có chỗ kiếm tiền. Mấy nhà máy cũng nửa sống nửa chết, cháu ở đây cũng không dễ sống, cuộc sống thật gian nan. Hy vọng bác có thể để chuyện khu nhà ở của trạm phát điện thuận lợi xây ở xã Khanh Hương, cháu lại xin kinh bác một chén. Mâu Dũng lại nâng chén rượu lên. Mâu Dũng. Không phải bác muốn làm khó cháu, nhưng khu nhà ở của trạm phát điện thật sự không nên xây dựng ở Khanh Hương. Mọi người đương nhiên đều hy vọng xây ở khu gần sát Ngư Dương rồi. Dù sao cũng là huyện thành, cái gì cũng tốt hơn thị xã một chút, huống hồ xã Khanh Hương đã bị giải tán rồi, hiện tại còn không được xem là thị xã. Vương A Chiết và Vương Thiên Lượng liếc mắt nhìn nhau thỏa thuận là không được hứa hẹn. Mâu Dũng biết anh em Vương gia còn cơn lửa giận chưa cháy hết, liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm ngầm hiểu, giơ chén rượu lên nói. Cục trưởng Vương, kỳ thực thị trấn Lâm Tuyền sau khi sáp nhập với Khanh Hương, người xã Khanh Hương đến Lâm Tuyền cũng vô cùng thuận lợi, không đến nửa tiếng đường xe. Hơn nữa Khanh Hương lại nằm ở trạm thủy điện cấp 1, hai trúc thủy thuộc về tập đoàn điện lực các ngài, cộng thêm trạm phát điện, sẽ thành điểm trung tâm của ba nhà máy phát điện. Khu nhà ở gia đình đặt ở đó sẽ có lợi cho công nhân viên chức ổn định cuộc sống. Hơn nữa ở xã Mặc Hương, chính quyền Lâm Tuyền chúng tôi cũng có nhân viên liên quan ở đó, số lượng cũng không ít. Xã Khanh Hương cũng không phải tiếp tục suy sút, sau này vẫn tiếp tục giữ vững sức sống. Cho nên, vẫn xin Cục trưởng Vương thận trọng suy nghĩ chuyện xây khu nhà ở Khanh Hương, tôi mời Cục trưởng Vương một chén. Lời nói này Diệp Phàm nói rất thành khẩn, phân tích cũng đầy đủ, đầu tiên dùng lời nói trấn áp Vương A Chiết trước. Hừ, một vùng quê như Khanh Hương có thể so sánh với huyện thành Ngư Dương sao? Tôi không thể đem gia đình của 700-800 công nhân viên chức ra đùa giỡn được. Sau này công nhân viên bất mãn làm loạn thì ai chịu trách nhiệm? Còn nói về mời rượu thì xin miễn, rượu của cậu tôi không dám uống, không uống nổi, mùi vị rượu này quá sặc người. Tính xấu của Vương A Chiết lại nổi lên, lại bắt đầu trở mặt, thần thái trong mắt rất khinh thường, nhưng nhìn thấy Tiêu Bình Quốc ở bên cạnh, ngôn ngữ cũng không tiện quá mức kịch liệt. Thấy Diệp Phàm nâng chén rượu rất là lúng túng, trong lòng Tiêu Bình Quốc cũng hơi có chút tức giận, nghĩ thầm, hừ. Anh em Vương gia này cũng hơi quá đáng rồi,
Các ngươi không nể mặt tiểu tử họ Diệp này cũng phải suy nghĩ xem hôm nay ai đang ở đây. Chuyện gì cũng phải có mức độ, nếu vượt qua mức độ này thì có chút khó nói rồi. Tiêu Bình Quốc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng y cũng là một lão hồ ly, tuyệt đối sẽ không vì chuyện của Diệp Phàm mà đi đắc tội với anh em Vương gia. Nâng chén rượu lên cười ha ha. Lão Vương, các tiểu bối làm loạn chút mâu thuẫn, chúng ta là tiền bối có thể bỏ qua thì bỏ. Nào, mọi người cùng cạn một chén, thế nào hả? Trưởng ban Tiêu, rượu của anh tôi nhất định phải uống, chúng ta cạn chén trước. Anh em Vương gia nâng chén rượu cùng với trưởng ban Tiêu cạn một chén, dù sao bọn họ vẫn phải nể mặt Tiêu Bình Quốc. Sau khi đặt chén xuống, Vương Thiên Lượng lại nói. Nhưng rượu của chủ tịch thị trấn Diệp này thì xin miễn. Nói thật, cháu tôi vẫn còn nằm ở bệnh viện, nên không có tâm tình uống rượu với cậu, cũng không dám uống rượu với cậu. Người ta là người tài giỏi, chúng tôi không dám chọc vào. Vương Thiên Lượng không hề nể mặt Diệp Phàm, trong lời nói chứa đầy gai ngọn làm cho Tiêu Bình Quốc không khỏi nhăn mày, dứt khoát cũng không quản chuyện này nữa, xem anh em Vương gia muốn sĩ diện đến lúc nào nữa. Mâu Dũng vừa nhìn đã biết làm người hòa giải hôm nay không dễ, muốn để anh em Vương gia thật sự hết giận, mấu chốt vẫn do Diệp Phàm, ai gây chuyện thì người đó phải tự giải quyết. Dứt khoát ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói chuyện với chú Dược. Cục trưởng Vương, chuyện của Vương Tiểu Ba, các ngài cũng biết rõ. Lỗi sai cũng không nằm bên chúng tôi, nhưng lúc đó cũng có hơi kích động cho nên mới đặc biệt đến đây. Diệp Phàm cố gắng đến cuối cùng, trong lòng thầm mắng. Họ Vương kia, lưỡi dao sắp đến rồi. Xin lỗi, cục trưởng Vương, xin ngài nói chuyện khách khí cho. Đừng mở miệng là dở thói du côn du thực. Bạn bè của tôi đều là cán bộ nhà nước chân chính, không có tên vô lại du côn nào. Hơn nữa chuyện hôm đó cục công an cũng đã điều tra rõ ràng rồi, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Nếu như Vương Tiểu Ba không đúng, tôi dùng hình phạt riêng cũng không dẫn đến chuyện nổ súng sau đó, lúc ấy bạn tôi làm vậy chỉ vì muốn cứu tôi. Diệp Phàm cũng hơi tức giận nên trong giọng nói cũng không còn khiêm tốn như trước mà vặn ngược lại, tuy nhiên vẫn hết sức kiềm chế. Chương 315, trở mặt. Những chuyện khác không cần nói, chỉ cần cậu giải thích rõ với cục công an, cục kiểm sát nói đây là một chuyện hiểu lầm. Sau đó về huyện thành Ngư Dương xin lỗi Tiểu Ba cho tôi thì chuyện này nể mặt phó trưởng ban Tiêu mà bỏ qua. Vương Thiên Lượng phất phất tay giống như ra lệnh. Chuyện này e là khó làm. Đã là vụ án hình sự nên cho dù tôi muốn rút đơn kiện lại, nhà nước cũng sẽ truy cứu, vụ án hình sự không giống với vụ án dân sự. Về điểm này xin được giải thích với cục trưởng Vương, nếu nói là giải thích một chút còn được, cân nhắc mức hình phạt sẽ nhẹ hơn. Nhưng phải xin lỗi một tiếng, tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Diệp Phàm gắng vất vát, trong lòng thầm mắng, cuối cùng vì người dân Lâm Tuyền mà tranh đoạt một lần nữa, không được thì buông tay. Phía đông không sáng thì phía tây sáng, mình không tin ngoài y ra thì không còn cách nào. Không xin lỗi thì chuyện này không cần nói nữa, nhãi danh, đừng tưởng trèo lên được chiếc ghế chủ tịch thị trấn thì là đệ nhất thiên hạ, có người chức vị còn lớn hơn cậu. Nếu không xin lỗi thì quên đi, trưởng ban Tiêu, tôi kính anh một chén, hừ. Vương Thiên Lượng cũng khí thế hơn, hừ một câu uống rượu với trưởng ban Tiêu, không thèm để ý đến Diệp Phàm. Được rồi. Tôi muốn hỏi cục trưởng Vương, ngài chuẩn bị xử lý như thế nào? Diệp Phàm hỏi, trong giọng điệu bắt đầu hiện ra vẻ khó chịu rồi. Xử lý, với cậu sao? Có gì đâu mà nói thẳng một câu, cậu vẫn chưa đủ tư cách đâu. Kêu Lý Hồng Dương và Trương Tào Trung của Ngư Dương các cậu đến còn chưa ra gì. Vương A Chiết cay độc. Được, vậy xin hỏi cục trưởng Vương Thiên Lượng, 200 vạn mà các ngài hứa hẹn đến lúc nào mới đưa xuống, ngài sẽ không? Diệp Phàm chỉ nói ra nửa câu, ý tứ là ngài sẽ không quỵt nợ chứ. Xem ra muốn giải quyết hòa bình chuyện của Vương Tiểu Ba là không có khả năng, Diệp Phàm quyết định không van xin anh em Vương ra chó má này nữa. Con người ai cũng có sĩ diện, làm chuyện trái với lòng mình, chỉ bằng kiêu ngạo chơi với y một trận. Ha ha ha, yên tâm đi nhãi danh, 200 vạn của cậu hôm qua tôi đã quét xuống Ngư Dương rồi, có thể lấy ra được hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Vương Thiên Lượng tôi nói có trời đất chứng giám, không đến mức đi ăn chặn 200 vạn của cậu. Đồ nhãi con, chưa từng thấy tiền. Vương Thiên Lượng đắc ý cười sằng sặc không thôi, cái bụng nhúc nhích mỡ cũng run lên từng chập, làm Mâu Dũng có chút lo lắng không biết cái tảng thịt mỡ núc ních đó có rơi xuống không nữa. Được, tôi sẽ tự đi lĩnh về,
lần này làm cục trưởng Vương phải nhọc tâm rồi. Sự vật luôn thay đổi không ngừng, tôi tin rằng Mạc Hương vẫn là thiên hạ của đảng. Bàn tay không che hết được thiên địa nhật nguyệt. Biểu hiện sắc mặt của Diệp Phàm vô cùng lạnh nhạt, giơ chén rượu lên mời Phó trưởng Ban Tiêu Bình Quốc. Trưởng Ban Tiêu, vãn bối cuối cùng xin kính ngài một chén, chuyện tối nay đã làm phiền đến ngài rồi, vãn bối năng lực không đủ, không làm được chuyện, hại ngài phải phí công một chuyến. Nói xong một hơi cạn sạch, lại cùng chạm chén với Mâu Dũng rồi không thèm liếc nhìn anh em Vương gia, phủi tay áo đứng dậy bỏ đi. Vừa mở cửa ra đã nghe thấy một tiếng hỏi. Ủa, sao lại là anh? Thì ra có mấy người đang đứng bên ngoài, có lẽ cũng là tới ăn cơm. Một người trong đó chính là Tạ Vưu Liên, trên người mặc một chiếc váy màu vàng nhạt. À, xin chào Bí thư Tạ. Diệp Phàm vừa liếc nhìn đã thấy Phó Bí thư chuyên trách thứ hai của Thị ủy Tạ Quốc Trung đang đứng bên cạnh Tạ Vưu Liên, vội lên tiếng chào hỏi. Nghe hắn chào như vậy, anh em Vương Thiên Lượng và Tiêu Bình Quốc đang ở trong phòng đều âm thầm buồn bực nghĩ, Bí thư Tạ, không phải là Phó Bí thư Tạ Quốc Trung của Thị ủy chứ? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Nhưng nói không chừng nghe nói lần trước vì chuyện của Diệp Phàm mà Tạ Quốc Trung đã đặc biệt gọi điện thoại đến mắng té tát đám thường ủy của Ngư Dương. Ha ha ha, là cậu à? Tạ Quốc Trung cười ha ha, tiếng cười này càng khiến anh em Vương gia và Tiêu Bình Quốc sợ hãi ngồi không yên, vừa nghe giọng nói đã biết đó là Tạ Quốc Trung chứ còn ai. Cả đám hoảng sợ vội vàng chạy ra ngoài cửa, khẽ khom người chào hỏi, khuôn mặt tươi cười. Xin chào Bí thư Tạ. Bí thư Diệp. Sắc mặt của anh không tốt lắm, lẽ nào có ai chọc vào anh sao? Tạ Vưu Liên là người đơn giản, không che giấu gì, trực tiếp hỏi luôn vì cô thấy sau khi anh em Vương ra ra thì dáng vẻ đang bình tĩnh của Diệp Phàm chợt biến sắc. Tạ Vưu Liên sau khi nói xong, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn người vừa ở trong phòng chui ra, đoán chừng Diệp Phàm vừa bị ức hiếp bên trong rồi. Tạ Quốc Trung đương nhiên dày dặn kinh nghiệm hơn, ánh mắt khẽ lướt qua đã hiểu rõ. Liên tưởng đến tranh cãi của Diệp Phàm với người nhà Vương Thiên Lượng lần trước, có lẽ là bị anh em Vương gia đè ép. Anh em Vương gia bị Tạ Quốc Trung liếc nhìn như vậy, trong đáy lòng có chút chột dạ. Sợ Tạ Quốc Trung đột nhiên nhớ lại chuyện xấu xa của Vương Tiểu Ba cháu mình thì Tiểu Ba thật sự không còn cách nào phải ngồi nhà giam mấy năm rồi. Vương Thiên Lượng không có tự tin đối kháng với Tạ Quốc Trung. Dù sao người ta cũng là lão đại có vị trí cao thứ tư ở thành phố Mạc Hương, gia thế của Tạ gia cũng khổng lồ. Cũng không phải là thứ mà loại rễ cỏ bên ngoài như Vương gia có thể so sánh được. Ha ha ha, tối qua ngủ không ngon, cho nên cảm thấy hơi mệt. Tôi đi trước đây Bí thư Tạ, còn có vài việc gấp phải xử lý, mọi người từ từ ngồi chơi. Diệp Phàm cố nặn ra một nụ cười gật gật đầu, không thèm liếc mắt nhìn anh em Vương gia xoay người đi thẳng. Nhìn theo bóng lưng đi xa của Diệp Phàm, Tạ Quốc Trung mỉm cười không nói, nghĩ thầm, tính cách vẫn chưa gọt rũa. Còn phải tôi luyện nhiều, trong ánh mắt không giấu được tâm sự. Nhưng cũng không tệ, chí ít không có trực tiếp kể tội anh em Vương gia trước mặt mình, đúng là một hạt giống tốt. Tạ Vưu Liên không kìm được trách cứ nói. Hừ, sao giống như ăn đạn vậy, mình còn chưa chút giận với anh ta, làm gì vậy chứ? Cha, chúng ta đi thôi, đừng để ý đến hắn, kiêu ngạo gì chứ? Chẳng qua chỉ là một phó bí thư thị xã hơi to một chút mà thôi, có gì đâu mà kiêu ngạo. Cô Tạ, cậu ấy hiện tại đã là chủ tịch thị trấn rồi. Mâu Dũng ở bên cạnh chen miệng nói vào, muốn kích động cơn tức giận trong lòng Tạ Vưu Liên, có chút tâm tư quỷ dị. Y nghĩ thầm, xem ra Diệp Phàm và người nhà họ Tạ cũng không có nhiều giao tình, có lẽ lần trước bí thư Tạ chịu ra mặt toàn là do nể mặt Tạ Mi Nhi làm ông mày có hơi lo lắng. Hôm nay cũng có thu hoạch rồi. Chủ tịch thị trấn, lên chức nhanh thật, Vưu Liên, chúng ta đi, cha đói bụng lắm rồi. Tạ Quốc Trung hừ một tiếng gật gật đầu, mấy người vội vàng đi ra. Đi khỏi đại tử lầu Mạc Hương, Diệp Phàm càng nghĩ càng tức, cứ tìm cách đối phó với anh em Vương gia. Phiền đến lão ca Tào Vạn Niên của ban tổ chức trực tiếp chặn đường thăng quan của Vương A Chiết hình như không có nhiều tác dụng. Nếu Vương A Chiết không thăng quan, có lẽ sẽ càng chút giận lên người mình. Hạng mục trạm phát điện càng không có khả năng rơi vào xã Khanh Hương. Hơn nữa Tào Vạn Niên nghe nói gần đây luôn bận rộn với chuyện vận động bản thân lên chức trưởng ban tổ chức, lúc này đi làm phiền anh ấy cũng có chút không hay. Chuyện của người ta còn loay hoay đến bể đầu sức chán, làm gì còn thời gian để ý tới chút chuyện còn con của mình, chí ít cũng phải đợi sau khi anh ấy ngồi lên chiếc ghế trưởng ban rồi hãy nói. Cho nên con đường này không hay,
Diệp Phàm lập tức loại bỏ ra ngoài. Lão ca Vu Kiến Thần lại thuộc hệ thống công an, không giúp gì được nhiều. Cũng không thể kêu anh ấy vô duyên vô cớ đi điều tra nội tình của Vương A Chiết, chuyện này hình như có chút ép người quá đáng. Nhưng cũng phải có tính toán xấu nhất, nếu như anh em Vương gia khăng khăng muốn ngăn cản thì mình cũng không ngại xuất ra một số thủ đoạn nham hiểm, đương nhiên đây chỉ là dự tính xấu nhất. Không nghĩ nữa, quay về lĩnh 200 vạn Vương Thiên Lượng cấp đến huyện về Lâm Tuyền rồi hãy nói. Số tiền này để ở huyện nhất định không yên ổn, nếu bị Trương Tào Trung cắt mất thì đúng là khóc không ra nước mắt, Diệp Phàm lắc lắc đầu quyết định quay về huyện trước xem đã. Hơn 9 giờ tối, xe vừa mới lái đến thị trấn Vũ Khê thì điện thoại vang lên. Chủ tịch Diệp, anh đang ở đâu vậy, xin nhanh chóng quay về thị trấn. Đoàn Hải ở tổ công tác lo lắng kêu lên trong điện thoại, giống như đang hét. Hơn nữa thanh âm truyền ra trong điện thoại vô cùng hỗn loạn, giống như có mấy chục người đang ồn ào. Trong lòng Diệp Phàm chợt lạnh, có lẽ xảy ra chuyện rồi, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Đừng vội, từ từ nói xem nào. Diệp, chủ tịch Diệp, tối nay toàn thể nhân viên của tổ công tác nhà máy giấy chúng ta phối hợp với phó chủ tịch Tiêu, triệu tập cuộc họp các chủ cửa hiệu mặt tiền trên đường Đông Tỏa Dương để trình bày phương án của thị trấn cho mọi người biết. Nhưng vừa nói đến mặt tiền mỗi cửa hiệu phải lùi xuống độ sâu 10 mét, hiện trường nhất thời đã nổ tung. Tôi và phó chủ tịch Tiêu cố gắng ra sức giải thích, nhưng những chủ phòng đó căn bản không chịu nghe. Lúc đó đã loạn, sau này càng ngày càng loạn hơn, có người còn đập vỡ cả bàn ghế. Cũng không biết từ chỗ nào có một quyển sách vẽ mỹ nữ khêu gợi bay tới đập thẳng vào mặt phó chủ tịch Tiêu. Phó chủ tịch thị trấn Tiêu tránh không kịp, lỗ mũi bị đập trúng chảy máu ngay tại chỗ. Lấy giấy ra xoa xoa nói là phải tới bệnh viện kiểm tra, nhưng anh ấy vừa đi đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa. Có lẽ là... Đoạn Hải vừa nói đến đây, Diệp Phàm đã hỏi. Có nghiêm trọng không? Không nghiêm trọng, chỉ chảy mấy giọt máu thôi, nếu bình thường dùng giấy bịt lại một lát là không sao. Báo cho giám đốc Triệu chưa, kêu ông ấy sắp xếp mấy cảnh sát tới duy trì trật tự hiện trường, không được ra tay, mọi người phải kiên nhẫn. Diệp Phàm hỏi. Giám đốc Triệu đi tới vùng ngoại thành giải quyết công việc vẫn chưa quay về. Trong sở hiện giờ chỉ còn lại phó giám đốc sở Hồ Đức Lượng. Ông ấy tìm hiểu tình hình, nghe nói phó chủ tịch Tiếu đã vào bệnh viện, còn trong đám người hình như có một số đàn em của Tam Bá Lâm Tuyền, sau đó. Đoạn Hải nói đến đây có chút chần chừ, có lẽ có lời khó nói. Sau đó thế nào, mau nói đi, lúc này còn lề mề gì nữa. Diệp Phàm tức giận mắng. Sau đó ông ta nói hiện tại đã tan sở, sắp nửa đêm rồi. Trong sở chỉ còn lại một cảnh sát trực ban thôi. Tôi nói một người đến cũng được, y lại từ chối nói chuyện như vậy, cảnh sát tốt nhất không nên tham dự vào, sợ dẫn đến dân chúng càng bất mãn hơn. Vì sợ quần chúng tưởng rằng cảnh sát tới bắt bọn họ, phái sinh chuyện đổ máu thì phiền phức. Nói xong liền gác điện thoại, khi gọi lại thì điện thoại báo máy bận. Giọng nói của Đoạn Hải có chút khàn khàn quát lên. Được rồi, đừng hoảng hốt, 15 phút nữa tôi sẽ chạy tới, kêu mọi người cố gắng giữ bình tĩnh, đừng kích động đám chủ nhà đó. Chú ý bảo vệ an toàn bản thân, tôi sẽ kêu phó chủ tịch Thiết tới. Sau khi Diệp Phàm cúp điện thoại liền lập tức gọi cho phó chủ tịch Thiết Minh Hạ, hắn vẫn đang ở vùng ngoại thành, tạm thời không về được. Không thể làm gì khác hơn đành kiên trì gọi cho Hoàng Hải Bình, tên này sau khi nghe xong bèn cười lạnh, nói là chuyện lùi cửa hiệu. Từ đầu trong hội nghị đảng ủy y đã hứa hẹn không tham dự. Cũng không đồng ý đi làm chuyện này, sau đó nói không rảnh rồi cúp điện thoại, khiến Diệp Phàm tức đến nỗi suýt đập nát điện thoại. Sau đó gọi cho Hạ Giai Trinh, cô ta vừa nghe nói lập tức đã chạy đến. Mẹ nó, Hoàng Hải Bình, mày đợi đó, là một lãnh đạo thị trấn, cho dù có mâu thuẫn, lúc khẩn cấp cũng phải đứng ra, đằng này lại quăng gánh đi. Hồ Đức Lượng xem ra cũng không phải là con chim tốt. Trước đây tranh giành chiếc ghế giám đốc sở với Triệu Thiết Hải thất bại, hiện giờ cả ngày có vẻ bệnh tật, làm gì cũng không có sức lực. Hừ, nếu ông đã muốn bệnh vậy tôi sẽ để ông nằm bên nghỉ ngơi cho tốt rồi hãy nói. Diệp Phàm tăng tốc đến tốc độ kinh người, dùng tốc độ 90 km lái xe như bão táp. Quốc lộ đá vụn vẫn chưa giải nhựa, mặt đường không vượt quá 8 mét, bình thường tốc độ cũng chỉ có 35 km. Những tay đua xe máy điên cuồng nhiều nhất cũng chỉ chạy với tốc độ 80 km, nhưng Diệp Phàm lúc này không để ý đến những chuyện đó, trong lòng gấp gáp chỉ biết nhấn ga,
chiếc xe giống như mũi tên được dây cung bắn đi, điện thoại lại vàng lên, không có cách nào đành phải bắt máy. Đoạn Hải kêu lớn. Chủ tịch Diệp, mau gọi cảnh sát, Phó Bí Thư Hạ bị đánh rồi. Tôi tới ngay lập tức, bình tĩnh một chút, mẹ kiếp. Diệp Phàm buông tục đặt điện thoại xuống, chân ga bị hắn đạp đến tận đáy, lao đi với tốc độ cao nhất. Ngay vào lúc này, trước mặt lại có một đường rẽ, một chùm tia sáng yếu ớt lóe lên. Dưới ưng nhãn thuật Diệp Phàm lờ mờ nhìn thấy hình như là một chiếc xe ba bánh, phía trên còn đứng đầy người, có lẽ có 7-8 người. Mắt nhìn đã thấy đụng rồi, muốn tránh cũng không kịp. Mọi người trên xe Lam cũng phát hiện chiếc xe trước mặt giống như đạn pháo đâm tới, khiếp sợ la lên, Diệp Phàm không chút nghĩ ngợi liền ngoặt tay lái, chiếc xe đột nhiên đổi hướng lao ra bên ngoài. Một tiếng ầm lớn vang lên, chiếc xe giống như viên đạn bay ra khỏi nòng súng, lao đi về phía bên dòng suối, lăn lông lốc mấy vòng, phát ra tiếng động loảng xoảng rồi mới dừng lại, chìm nghỉm xuống suối. A, mau cứu người! Chiếc xe ba bánh không bị gì phanh gấp lại, mười mấy công nhân nhanh chóng nhảy xuống lao đến bên dòng suối. A, hình như là xe của chủ tịch thị trấn Diệp, trời ạ! Nhanh lên, mẹ kiếp, nhanh lên! Một tiếng hét vang lên, thì ra là thanh âm của Ngọc Tiêu. Ngọc Tiêu cũng là thành viên tổ công tác nhà máy giấy, từ trạm cơ khí nông nghiệp điều tới. Sau khi đi mấy chuyến với Diệp Phàm sớm đã đối đãi với Diệp Phàm giống như thần linh. Đặc biệt là lần đầu tiên đến nhà máy giấy, chủ tịch Diệp chỉ cần mấy cước đã dẹp yên được mọi chuyện, một mình mà thản nhiên đối phó với mấy trăm tên công nhân. Loại khí phách này khiến một quân nhân giải ngũ như Ngọc Tiêu bội phục, có cảm giác như thần tượng. Tối nay Ngọc Tiêu dẫn công nhân của nhà máy giấy đến tăng ca trên công trường của Quỷ Anh Than trong đêm, vừa vặn muốn đi vận chuyển ít đồ, ai ngờ trên đường đèn xe lại hư. May mà còn mang theo đèn pin, kết quả góp lại dùng đèn pin chiếu đường cho xe, không ngờ lại đâm vào xe của chủ tịch thị trấn Diệp. Nhưng vì mấy hôm trước vừa có mưa to, cho nên nước trong suối Lâm Tuyền cực kỳ hung dữ. Chiếc xe nổi bong bóng chìm xuống đáy suối. Xui xẻo là đoạn mặt nước đó ở suối Lâm Tuyền bình thường độ sâu cũng phải 6 mét, mấy hôm nay lại cộng thêm nước suối hung hãn, sâu thêm đến 7-8 mét. Mau quay về thị trấn kêu người tới cứu. Ngọc Tiêu lo lắng hét to, khàn giọng, trong lòng chìm xuống tận cùng, có lẽ hy vọng còn sống của chủ tịch Diệp là rất mong manh. Mười mấy người trên chiếc xe Lam phía sau cũng nhảy xuống cùng tìm kiếm. Đừng kêu nữa, Ngọc Tiêu, tôi ở đây. Lúc này đột nhiên trong đám cỏ tranh bên cạnh con đường quốc lộ sát bên dòng suối truyền đến thanh âm khàn khàn. A, là chủ tịch thị trấn Diệp. Ngọc Tiêu vui mừng như điên, lập tức xông tới. Thì ra khi chiếc xe bắn ra khỏi đường quốc lộ, Diệp Phàm dù sao thân thủ rất cao, thân thủ quốc thuật thất đoạn, đương nhiên cũng không phải lên thiên đàng. Trong nháy mắt hắn đã tung cửa xe dùng lực nhảy từ trên xe xuống, nhưng vì nhảy xuống quá mạnh. Lại cộng thêm trời tối đen nên cũng không nhìn thấy tình hình ở dưới. Cơ thể đập vào đống đá hỗn độn có chút choáng váng, chỗ bắp đùi và cánh tay tê dại. Lúc đang mê man thì nghe thấy tiếng Ngọc Tiêu gọi nên tỉnh táo lại một chút. Chủ tịch Diệp, anh không sao chứ? Ngọc Tiêu hỏi, chúng tôi lập tức đưa anh tới bệnh viện. Được rồi, có lẽ không việc gì, khiêng tôi về trước đã. Đúng rồi, tới Ủy ban Nhân dân thị trấn trước, tôi có việc phải làm rồi mới đến bệnh viện. Diệp Phàm cảm thấy xương cốt trên người mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Nghe Diệp Phàm nói vậy, mấy công nhân của nhà máy ba chân bốn cẳng khiêng Diệp Phàm lên chiếc xe Lam chạy thẳng về ủy ban thị trấn, còn mấy chiếc xe Lam phía sau cũng đi theo hộ tống. Diệp Phàm trong lời nhậm chức chủ tịch thị trấn hôm đó đã hứa hẹn trước cuối năm phải để công nhân nhà máy cầm được 2 tháng tiền lương, ngoài ra còn thêm một phong bì 100 đồng về nhà ăn Tết. Lời hứa hẹn này thoáng cái khiến uy tín của Diệp Phàm tăng cao trong nhà máy giấy Lâm Tuyền. Hơn nữa gần đây tập đoàn giấy Thái Hưng Thủy Châu của Hồ Thế Lâm gia nhập, nghe nói sẽ rót vào gần 2.000 vạn để đổi mới toàn bộ nhà máy, khiến các công nhân nhà máy giấy đột nhiên nhìn thấy hy vọng về cuộc sống hạnh phúc. Cho nên thời gian gần đây các công nhân nhà máy giấy vô cùng nghe lời và tích cực, có thời gian đều tới công trường Quỷ Anh Than làm việc. Hơn nữa còn không lấy tiền, mọi người đều vui vẻ làm việc. Ngoài miệng luôn khen ngợi Diệp Phàm là chủ tịch thị trấn biết làm việc. Chỉ có 1.000 công nhân viên chức của nhà máy sắt Kim Ngưu Ngư Dương đối diện với nhà máy giấy Lâm Tuyền đều sắp buồn bực muốn chết, tiền lương cũng chỉ có thể cầm được khoảng 100 đồng. Dương mắt nhìn nhà máy giấy sống dậy, các công nhân sắp cầm được 2 tháng tiền lương,
ngoài ra còn có một phong bao 100 đồng về nhà ăn Tết, nhưng nhà máy sắt của mình thì không thấy động tĩnh gì, đã mơ hồ có người ngồi không yên. Mưa gió ngập đầu chính là tình trạng hiện nay của nhà máy sắt Kim Ngưu, cũng may mà nhà máy là xí nghiệp của huyện, trực thuộc Ủy ban Kinh tế Thương mại huyện quản lý. Có lẽ chủ nhiệm Tần Chí Minh vừa mới nhậm chức còn nhức đầu, có thể ăn Tết vui vẻ hay không còn khó nói. Vì chủ nhà của các cửa hiệu trên đường đến tương đối nhiều, có một nhà đến mấy người, hợp lại có gần 400 người. Trong phòng họp lớn của chính quyền Lâm Tuyền nhiều nhất có thể ngồi được trên 100 người, cho nên lúc đầu sau khi Đoạn Hải và Tiếu Trường Hà thương lượng, dứt khoát bày ghế ở chỗ trống trong sân lớn của ủy ban, kéo điện làm việc ngoài trời. Chương 316, thủ đoạn. Sau hai lần đổi lái thì đến cổng trụ sở chính quyền, bên trong đang đứng đầy người hò hét. Ngọc Tiêu dẫn mười mấy công nhân nhà máy giấy đưa Diệp Phàm tiến vào, thấy một nhóm người còn mang theo một người có chút quỷ dị như vậy, đám người kia cũng nhanh chóng tránh ra. Tất cả mọi người đều cảm thấy khá kỳ quái, không biết chủ tịch Diệp vừa nhắc đến chính là người này, thậm chí còn thầm nghĩ, hừ. Còn dám đem công nhân nhà máy giấy đến định đánh nhau sao? Bên mình có 400 người, muốn đánh nhau cũng phải nhìn chứ. Thấy mấy người trong cùng còn chưa chịu tránh ra, Ngọc Tiêu hét lớn. Mọi người mau tránh ra, chủ tịch Diệp vì trở về gấp để giải quyết mà xe cũng lật xuống suối rồi. Hiện giờ ngay cả bệnh viện cũng không đi để về giải quyết cho mọi người, các người còn muốn thế nào đây? Các người còn phải là người không? Nghe Ngọc Tiêu vừa nói vậy, hơn 20 mấy thanh niên công nhân nhà máy giấy đều hò hét trợ uy. Quả nhiên giống lên như vậy cũng khiến Diệp Phàm vào được vòng tròn trong cùng. Bốn đám thanh niên công nhân nhà máy giấy Ngư Dương cũng không dễ chọc vào, trước kia chuyện gây sự đánh nhau cũng như cơm bữa. Đặc biệt là năm nay nhà máy giấy chỉ sản xuất cầm chừng, công nhân không có việc làm, mỗi tháng chỉ nhận hơn 100 đồng chưa đủ tiền uống rượu. Vì thế đám thanh niên này đang ôm một bụng lửa giận đã lâu, nói đến đánh nhau là bừng bừng khí thế, đã có 7, 8 người bị bắt vào cục cảnh sát, bây giờ còn đang ăn cơm trong tù. Đối mặt với đám người chán đời này, cho dù là một vài nhân vật có máu mặt trong thị trấn cũng cảm thấy sợ hãi, vì vậy Diệp Phàm có thể thuận lợi tiến vào đến trong cùng. Tiến vào thì thấy Đoàn Hải và Hạ Giai Trinh đang bị dồn chặt vào giữa, có một gã thanh niên còn xé ống áo của Hạ Giai Trinh, bọn Đoàn Hải và Đỗ Bằng cũng không khá hơn bao nhiêu, Diệp Phàm nhất thời bốc hỏa. Mặc dù thân thể hắn còn đang đau nhức đến mềm nhũn ra nhưng vẫn hét lớn. Thả bọn họ ra, nếu người nào không buông tay thì Ngọc Tiêu, anh cứ gọi mấy người tới đánh gãy chân cho tôi. Phản rồi, nơi này chính quyền thị trấn, không phải chỗ để các người tùy tiện dương oai. Có gì cứ bình tĩnh nói chuyện, đừng động tay chân giống bọn lưu manh thế. Diệp Phàm vừa hét lên như vậy, Ngọc Tiêu lập tức bảo mấy người hùng hổ tiến lên. Tuy nhiên không chờ đến bọn họ, mấy người kia đã sớm buông tay rồi đứng qua một bên. Đám người này vốn là tiểu đệ của hai trong Lâm Tuyền Tam Bá là Tiêu Hổ Thạch và Hồ Thất, vốn nghĩ nhân cơ hội chính quyền bắt lùi cửa hàng nên ra tay kiếm chút tiền. Cả bọn vừa thấy Diệp Phàm, người mà ngay cả lão đại như Tiêu Hổ Thạch và Hồ Thất cũng rụt vòi thì đều rụt vòi, có ai dám ngốc nghếch đi gây chuyện với người chỉ cần một cây đũa cũng có thể đánh gãy xương tay của nhân vật thứ tư trong giới đại ca của thị trấn là Tiếu Đại Xuyên. Tuy nói tiểu tử này hiện giờ vừa bị lật xe đang bị thương, cánh tay còn chảy máu nhưng vẫn hết sức uy vũ. Khỉ con tốt nhất là đừng đi đụng vào lão hổ, gây chuyện chẳng may lại bị gậy đập ngược vào đầu thì xong đời. Chuyện đám côn đồ này thường làm chính là hù dọa dân chúng hiền lành, nếu chân chính gặp người mạnh thì lại mềm như bún. Tuy nhiên Diệp Phàm nhận ra một gã mập trong đó tên là Hồ Nhị Quý bởi vì chuyện đánh nhau ở quán cơm Xuân Hương lần trước tên tiểu tử này đã bị mình nắm lấy tay kêu như heo chọc tiết nên nhớ kỹ. Xem bộ dạng Hồ Nhị Quý chắc là kẻ cầm đầu gây náo loạn vừa rồi, nghĩ tới đây Diệp Phàm chỉ vào gã kêu lên. Hồ Nhị Quý, đi ra ngoài, nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Diệp Phàm hiểu rất rõ đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Diệp, Chủ tịch Diệp, chúng tôi đều có cửa hiệu trên đường. Hồ Nhị Quý bị Diệp Phàm chỉ vào không thể làm gì khác hơn là dày mặt đi ra, lấm lét trả lời. Diệp Phàm suýt phì cười, thầm nghĩ bản thân đúng là có oai để dọa người, đối với bọn càn quấy này đúng là nhiều khi phải dùng quyền đầu để nói chuyện, dùng đạo lý quả thật không ăn thua. Đúng là có cửa hiệu nhưng chính quyền đâu có đoạt cửa hiệu của các người. Lâm Tuyền đang mở rộng đường xá để nối thông với các nơi, lượng xe sẽ gia tăng rất nhiều, trong đó con phố Đông Tỏa Dương sẽ là đường chính,
vì thế mọi người nên suy nghĩ cho sự an toàn của thị trấn mà mở rộng đường. Chuyện hỏa hoạn lần trước ai cũng biết sự nguy hại của mặt đường nhỏ, ngay cả xe cứu hỏa cũng không vào được, nếu không sẽ không cháy nhiều nhà như thế, ai, lại còn cả chết người. Mọi người thử nghĩ xem, chẳng lẽ còn muốn để cho thảm cảnh xảy ra lần nữa xem. Tôi biết tất cả mọi người không muốn lùi cửa hàng bởi vì tiền thuê một tháng cũng được mấy trăm đồng. Thật ra thì mảnh đất mà các người chuyển đến cũng không tồi, bởi vì ở đó chính quyền cũng chuẩn bị xây một cái chợ nhỏ, sắp xếp các cửa hàng với nhau để buôn bán. Hôm nay tôi bị thương là vì muốn trở về nhanh để giải quyết chuyện này, xe cũng đã lật trong suối, ai? Không nói nữa, quá mệt rồi, tôi phải vào viện băng bó đã. Tôi chỉ nói một câu, nếu đồng ý lùi cửa hàng thì ngày mai tới trụ sở chính quyền để tiến hành làm thủ tục. Lùi bao nhiêu mét vuông thì sẽ nhận đền bù tái định cư bấy nhiêu, hơn nữa còn phụ thêm mỗi mét vuông 300 đồng. Diệp Phàm vừa nói xong thì trong đám đông lập tức xôn xao. Có người hỏi, Chủ tịch Diệp có giữ lời không, lùi bao nhiêu đền bù bấy nhiêu, còn phụ thêm tiền sao? Dĩ nhiên là giữ lời, nếu người nào đồng ý lùi thì sáng sớm ngày mai tới đây hoàn thành thủ tục. Sau đó sẽ do các đồng chí bên Sở Tài nguyên tiến hành đo đạc để trả tiền. Nhưng phải nói trước, hợp đồng là hai bên tự nguyện ký kết, sau khi ký xong thì không thể hủy bỏ. Các người thử nghĩ đi, nếu như sau này đổi ý lại tới đây gây chuyện thì Diệp Phàm tôi sẽ lập tức ra lệnh cho Triệu Thiết Hải bắt người, đến lúc đó đừng kêu xin. Diệp Phàm nói rất nghiêm khắc. Tính toán của hắn là đầu tiên phân hóa một bộ phận, sau đó trong đám người còn cứng đầu lại phân hóa tiếp. Cứ như vậy sẽ làm cho số người phản đối càng ngày càng ít. Chuyện này thì Vương Nguyên Thành nói rất có đạo lý. Một số chủ hiệu không thể xây lại cửa hàng chắc sẽ đồng ý đầu tiên vì bọn họ sau khi lùi cửa hàng cũng có trong tay hơn một vạn đồng, đến nơi đền bù ít nhất cũng có thể xây được một cái nhà nho nhỏ để trú thân. Sau khi dần dần phân hóa hết thì chắc là còn một đám nhỏ cứng đầu, đối với bộ phận này thì chỉ còn cách cưỡng chế vậy, nhiều lúc hoàn cảnh phi thường cũng phải áp dụng biện pháp phi thường. Diệp Phàm cũng không phản đối sử dụng loại thủ đoạn này đối với những người ngoan cố, bọn họ kéo dài đến lúc đó cũng chỉ nghĩ cách lấy thêm tiền của chính quyền mà thôi, đối với đám người không có cái nhìn đại cục thì hắn cũng không thương xót, tuy nhiên chuyện để đến lúc đó hãy nói. Hồ Nhị Quý, chuyện hôm nay đến đây coi như xong, nói mọi người về đi, tôi còn phải vào bệnh viện. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Hồ Nhị Quý gằn giọng, trong 400 người đến đây thì thật ra phần lớn đều chọn thái độ đứng xem. Dân chúng một khi tụ tập đông người thì chưa chắc đã sợ chính quyền, tuy nhiên bọn họ lại sợ ác ôn trên đường. Hồ Nhị Quý chính là em trai của Hồ Thất, có lẽ là đầu lĩnh của đám chủ cửa hiệu mặt đường, buộc gã đứng ra giải tán mọi người là hợp lý nhất. Cái này gọi là lấy độc trị độc, Diệp Phàm trong lòng cũng có chút cảm thán, quan viên chính phủ người ta không sợ, mà lại sợ du côn, chẳng lẽ quan viên chính phủ không bằng du côn, thật ra dân chúng nhiều khi cũng như bọn vô lại làm loạn. Lấy du côn đối phó với vô lại là vừa. Tuy nhiên sau đó hắn lập tức lắc đầu, điều này chính là như mọi người thường nói, gà có đạo của gà, chó có phép của chó. Hồ Nhị Quý rất không cam lòng, giả tảng đứng đó như không nghe thấy, cặp mắt đảo tới đảo lui nhìn đám đông. Làm sao vậy, Nhị Quý, có phải muốn gọi anh cậu tới đây quậy không? Diệp Phàm trầm mặt, giọng nghe vẻ u ám. Được rồi, Chủ tịch Diệp cũng bị thương. Mọi người trở về nhà đi thôi, có gì hãy nói sau. Hồ Nhị Quý thấy Diệp Phàm muốn gọi anh trai mình ra thì đành phất tay gọi mọi người trở về, mọi người nghe lời gã cũng bắt đầu tản đi. Chủ tịch Diệp, vẫn là anh có cách, tôi chỉ là một cô gái, về chuyện này đúng là không bằng các anh, ai? Hạ Gia Trinh sau khi băng bó lại cho Diệp Phàm thì thở dài. Ha ha, bí thư Hạ nói sao vậy, cán bộ nữ có ưu thế của cán bộ nữ. Các cô còn gánh đến nửa bầu trời kia mà, có khi lấy nhu khắc cương còn tốt hơn ấy chứ. Diệp Phàm trêu đùa. Anh còn đó mà cười, Chủ tịch Diệp, xe của anh còn có thể dùng được nữa không? Hạ Gia Trinh quan tâm mà hỏi. Chắc 7, 8 phần là hỏng rồi, ai? Mấy chục vạn mà chỉ mấy giây là đi tong, có vớt lên cũng là đống sắt vụn rồi, đáng tiếc. Diệp Phàm đau lòng. Tuy rằng tiền thuê dãy cửa hàng mặt tiền của Sở Thiên Các Diệp Phủ mỗi năm cũng được 150 vạn. Nhưng còn phải trả công cho những người làm thuê ở đó, còn phải dành cho Trần Khiếu Thiên dưỡng thương. Còn dư lại 3-40 vạn thì đều đầu tư vào nhà máy giấy nhỏ ở khu Bàn Long chỗ thành phố Mạc Hương mà vẫn còn chưa đủ.
Chuyện này đúng là phòng dột lúc trời mưa, xe này nghe Lô Vĩ nói là đã cải tiến lại hết 7, 80 vạn. Bây giờ kiếm được 7, 80 vạn để mua xe là chuyện không thể nào. Hiện giờ mình tốt xấu gì cũng là một chủ tịch thị trấn. Chiếc xe Santana của Thái Đại Giang thì đã bị Mâu Dũng tranh mất, còn để lại cho Diệp Phàm chính là chiếc Mitsubishi ậm ạch của Tần Chí Minh hay dùng trước kia. Chiếc xe này chắc đã hỏng rồi, trong thời gian ngắn thì muốn mua xe mới là không thể. Vào thời gian cuối năm còn rất nhiều chuyện phải lo. Giám đốc Sở Tài chính Trịnh Lực Văn mấy ngày gần đây đang rầu rĩ vì lúc Diệp Phàm nhận chức chủ tịch thị trấn đã khẩu suất cuồng ngôn. Lúc đó hắn chỉ mấy câu đã ném đi 100 vạn, đồng ý phát lương còn nợ mấy tháng cho nhân viên thị trấn lẫn công nhân nhà máy giấy, lại thêm cả bao lì xì Tết. Hắn còn mạnh miệng hứa hẹn là sẽ thực hiện vào trước Tết, nhưng tài chính của thị trấn bây giờ chỉ còn chừng 10 vạn, lấy đâu ra 100 vạn mà hoàn thành. Vì vậy ngay cả Trịnh Lực Văn cũng đều cho rằng lúc đó Diệp Phàm chỉ nói đại mà thôi, đến cuối năm không thực hiện được thì e là có công nhân gây chuyện. Nhân viên chính quyền tuy nói không dám làm loạn trước mặt nhưng sẽ thì thụt sau lưng, điều này đúng là làm Trịnh Lực Văn hết sức khổ sở. Diệp Phàm lại không muốn động đến khoản tiền dùng để sửa đường nên Trịnh Lực Văn đúng là gần đây ăn không ngon ngủ không yên, thậm chí còn tính toán trường hợp xấu nhất là sẽ đi hỏi vay anh trai Trịnh Khinh Vượng. Chủ tịch Diệp, anh phê bình tôi đi, công tác của tôi làm không tốt mới tạo thành cục diện bị động như vậy, còn hại ngài lật xe suýt nữa xảy ra chuyện. Đoàn Hải ủ rũ cúi đầu đứng trước Diệp Phàm, cảm thấy rất hối hận vì chủ tịch Diệp đã tín nhiệm mình như thế mà mình lại làm hỏng chuyện. Đỗ Bằng bên cạnh cũng cúi gằm, nắm chặt tay khổ sở. Các anh không làm chuyện gì sai cả, chuyện tối nay đúng là khó làm, cho dù tôi có mặt ở ban đầu cũng chưa chắc có thể khống chế tốt cục diện. Chuyện này đúng là làm khó các anh, chẳng phải phó chủ tịch Tiếu cũng rút lui sao, các anh có thể kiên trì ở lại hiện trường bảo vệ tốt phó bí thư Hạ, tôi phải ghi công cho các anh mới đúng chứ. Bỏ đi, thử suy nghĩ xem có cách nào xử lý tốt chuyện này không mới là quan trọng. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi làm Đoàn Hải rất kích động. Đỗ Bằng, phải bám sát chuyện xây dựng ở Quỷ Anh Than, thời gian dọn mặt bằng mất khoảng bao lâu? Diệp Phàm hỏi. Chắc còn khoảng 10 ngày nữa mới xong, hiện giờ tất cả công nhân nhà máy giấy đã ra trận rồi, mỗi ngày chia làm 3 ca luân phiên nhau. Bọn họ đều rất tích cực, không cần chúng ta nói cũng đều nỗ lực làm việc, chỉ sợ chuyện xây dựng nhà máy bị thất bại. Tuy nhiên, Đỗ Bằng nói tới đây hình như có chuyện gì khó khăn nên khá ấp úng. Tuy nhiên cái gì, nói ra xem nào. Diệp Phàm cười nói để Đỗ Bằng bình tĩnh lại. Vốn Vương Nguyên Thành đã đặc biệt dặn dò Đỗ Bằng nhất định phải tôn kính chủ tịch Diệp như cha mình. Vì thế nên trong lòng gã vẫn cảm thấy hơi sợ hãi đối với Diệp Phàm. Xế chiều ở công trường có một người tự xưng là phó tổng giám đốc của công ty Vũ Thần tìm tôi, yêu cầu tiếp nhận lại hạng mục xây dựng nhà máy giấy. Y còn lấy ra danh thiếp bảo là có quan hệ với Phí Vũ Vân của Phí gia ở Ngư Dương, tôi không dám đồng ý mà nói là chuyện này ngài chịu trách nhiệm. Chủ tịch Diệp. Cả Quỷ Anh Than sau này sẽ phải tiến hành xây dựng quy mô lớn, muốn vậy phải có máy móc cơ khí mới phù hợp với quy chuẩn. Vì thế thỉnh cầu chính quyền phải nhanh chóng đầu tư về phương diện này nếu không thì tổn thất về kinh tế mỗi ngày có thể lớn hơn 10 vạn. Đỗ Bằng có chút lo lắng nói. Ừ, xây dựng mới một khu công nghiệp cũng phải đến cả ngàn vạn tài chính, không thể qua loa. Chuyện này tôi sẽ nhanh chóng triển khai, anh không cần phải lo lắng. Chuyện cần làm trước mắt là phải san phẳng Quỷ Anh Than, tôi yêu cầu các anh lần này phải làm lớn, đừng giới hạn trong phạm vi nhà máy giấy. Diệp Phàm nói vẻ kỳ quái khiến Đoàn Hải và Đỗ Bằng đều cảm thấy hơi mơ hồ, Đoàn Hải ngập ngừng hồi lâu rồi cũng hỏi vì nếu không sợ hiểu lầm ý của Diệp Phàm lại gây ra phiền toái. Chủ tịch Diệp, nếu như chỉ làm trong khu vực nhà máy giấy sẽ tiết kiệm được không ít tiền, nếu như mở rộng ra sẽ tăng thêm rất nhiều chi phí. Tuy nói hiện giờ nhà máy giấy có hơn 1.000 người hỗ trợ nhưng chỉ riêng tiền cơm mỗi ngày cũng đã là một khoản không nhỏ. Ngày mai có thể còn phải mời máy móc tới đào, chi phí thuê mỗi ngày một máy cũng phải vài trăm đồng, 10 ngày liên tục cũng tới cả vạn đồng, cực kỳ tốn kém. Không có chuyện gì, Đoàn Hải, anh không nên chỉ để ánh mắt nhìn vào mỗi khu vực nhà máy giấy, thử nhìn xung quanh có thấy trống nhiều không, ha ha. Diệp Phàm làm ra vẻ cao nhân, quay đầu lại nói. Máy đào chẳng phải ở công trường đá vụn của thôn đập Thiên Thủy cũng có sao, mượn tới dùng là được, đừng nên đi thuê, như vậy là chúng ta có thể tiết kiệm được một phần tiền rồi.
Diệp Phàm cười nói, hơi có mùi vị thần bí. Ngẩng đầu mà nhìn thì dĩ nhiên là có thể nhìn xa. Đoàn Hải và Đỗ Bằng lẩm bẩm như ngộ ra điều gì đó. Tuy nhiên Đỗ Bằng vẫn thắc mắc chuyện máy móc. Chủ tịch Diệp, làm sao người ta cho chúng ta mượn không được? Ha ha, động não thì bọn họ khẳng định cho mượn. Diệp Phàm vẫn cười cười khiến. Đỗ Bằng và Đoàn Hải lại cảm thấy chủ tịch Diệp đang đề điểm vấn đề này. Thật ra thì Diệp Phàm cũng muốn kiểm tra xem hai người này rốt cuộc có đầu óc hay không để sau này còn trọng dụng. Nếu như người quá đần không biết biến hóa thì sau này cũng phải suy nghĩ, nếu như trung thành mà không có đầu óc cũng vô dụng. Ý của ngài là dùng đá vụn đổi lấy chi phí mượn máy. Đoàn Hải nhanh nhạy nói trước. Ha ha ha, không tệ, có thể nghĩ ra cách này. Đá vụn chứ không phải đá khối, chúng ta xây dựng nhà máy chắc chắn sẽ cần một khối lượng lớn đá vụn, trải đường, san mặt bằng, sâu nhà cũng không thể thiếu nó. Đem chi phí thuê máy đổi thành đá vụn để bọn họ dùng thì thành rồi, tất cả mọi người đều có lời phải không? Dĩ nhiên tiền xăng dầu máy đào và phí sửa chữa cũng như tiền công thợ lại thì phải do chúng ta xuất ra. Diệp Phàm nói ra. Thật ra thì Diệp Phàm rất khôn khéo, nếu như bảo thẳng đi tìm Lý Tuyên Thạch để mua đá vụn thì e là có người kiếm cớ nói này nọ. Bởi vì thị trấn Lâm Tuyền có tới mấy dòng suối. Trong mỗi suối đều có rất nhiều đá cuội và cát nên cũng có tới mấy công trường khai thác. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm cả vào công việc xây cất của Quỷ Anh Than, tuy nhiên công trường khai thác của Lý Tuyên Thạch là lớn nhất, chất lượng đá vụn cũng là thuần khiết nhất. Hơn nữa cũng ở công trường này mới có máy đào do Lô Vĩ tặng, tuy là đồ cũ nhưng còn rất tốt. Chương 317, bàn lớn có thể dùng làm giường. Được rồi. Để tối nay tôi liên hệ với chủ tịch thôn Lý bàn bạc việc mượn máy. Đoàn Hải vốn quen với Lý Tuyên Thạch vì đã cùng làm việc ở thôn Đập Thiên Thủy. Gã cũng nghĩ đến quan hệ của chủ tịch Diệp và Lý Tuyên Thạch nên hiểu rõ bên ngoài tuy nói vậy nhưng bên trong kỳ thật là chiếu cố làm ăn, trong lòng cảm thán chủ tịch Diệp cao minh, vừa chiếu cố làm ăn vừa không để cho người ngoài nắm được điểm yếu vì đúng chuyện này tiết kiệm được cho Quỷ Anh Than không ít tiền, thật ra thì hai bên cùng thắng. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm vốn định lập tức chạy tới huyện hỏi số tiền đánh cuộc với Vương Thiên Lượng để sửa đường, tuy nhiên lại lo lắng Đoàn Hải và Đỗ Bằng có chuyện nên đành ở lại. Hắn cũng tranh thủ trục chiếc xe lên, nhờ sự giúp đỡ của Lý Tuyên Thạch, hơn nữa nước cũng đã rút không ít nên chiếc xe được kéo thuận lợi lên đến đường lớn. Cũng không tệ lắm. Toàn thân xe còn chưa móp méo do mấy cây thép bảo vệ lúc trước Lô Vĩ cải tiến đã phát huy tác dụng, chỉ hơi vặn vẹo biến hình một chút. Tuy nhiên điện thoại di động bên trong thì đã hỏng hoàn toàn, chuyện này còn phải báo cáo lên cho Thiết Chiêm Hùng. Bởi vì nghe Tề Thiên nói loại điện thoại này là đồ chuyên dùng của Liệp Báo, chắc bên trong còn có một số tính năng đặc biệt không thể lộ ra ngoài. Vừa khéo gặp được ông chủ Dương của xưởng sửa chữa ô tô ở Phúc Xuân đến Lâm Tuyền làm khách, nghe nói chuyện chủ tịch Diệp lật xe cũng tới tham gia náo nhiệt. Sau khi xem xét chiếc xe của Diệp Phàm, ông chủ Dương cười nói. Muốn sửa chữa hoàn toàn thì tốn ít nhất 15 vạn, hơn nữa cũng phải chừng nửa năm, bởi vì động cơ đã ngấm nước nên phải xử lý rất lâu. Đã mất 15 vạn sửa chữa sao không bằng mua quách xe mới, đã sửa rồi thì dĩ nhiên không thể dùng xe mới, không biết có ai muốn mua lại không, nếu có mình bán đi kiếm món tiền coi như là an ủi. Diệp Phàm nghĩ thầm, cười nói. Ông chủ Dương, ông là người sành sỏi trong chuyện này, ông thử nhìn xem xe tôi giờ bán được bao nhiêu. Xe anh không tệ, nguyên giá của nó chừng 40 vạn, sau khi cải tiến rất nhiều thì giá trị chừng 70-80 vạn. Diệp tiên sinh cũng là tay chơi đấy, xe ngâm vào trong nước như vậy mà không bị giã ra. Không tệ, ông chủ Dương khen. Điểm này ông chủ Dương lại nói sai rồi, xe này không phải của tôi, là của một người anh em tặng cho, tôi làm sao mà mua nổi xe này, ha ha. Diệp Phàm cười giải thích tránh cho người khác không biết chuyện lại nghĩ lung tung. Chắc chắn người ta sẽ nghĩ, anh chỉ là một chủ tịch thị trấn nho nhỏ, làm sao có thể sắm được xe 70-80 vạn, cho dù là xe của chủ tịch huyện Ngư Dương cũng chỉ là Santana 40 vạn. Trong này nhất định là có chuyện mờ ám, nếu như là xe nhà nước thì nói rõ anh là chủ tịch thị trấn mà không quan tâm dân chúng sống chết ra sao để một mình hưởng thụ. Nếu là xe tư nhân thì vấn đề còn lớn hơn, càng có nhiều chuyện để nói. À, khó trách. Ông chủ Dương cười nửa miệng, tựa hồ không tin tưởng lắm. Xe tốt như vậy sao người ta dám tùy tiện cho anh mượn,
suy nghĩ một lát rồi ông chủ Dương có chú ý. Tuy nhiên hiện giờ xe này đã bị hư hại nặng, nếu như sửa chữa nhiều nhất bán được 25 vạn, phí sửa chữa chiếm khoảng 15, vậy giá chỉ còn 10 vạn mà thôi, ha ha ha. Ha ha ha, 10 vạn thì đành chịu rồi, nếu không người anh em của tôi lại mắng cho là đồ phá gia chi tử. Xe này sửa chữa lại thì là xe mới rồi, hơn nữa mới đi chưa đầy nửa năm, cũng chưa chạy được bao nhiêu. Nếu không được giá 20 vạn tôi tuyệt đối không bán. Diệp Phàm đã sớm tính kỹ, ông chủ Dương mặc dù che giấu rất tốt nhưng một tia tham lam vẫn hiện lên nét mặt, bị thuật ưng nhãn của hắn thấy được. Thuật ưng nhãn rất thần kỳ, ứng dụng để nắm bắt sự biến đổi của nét mặt người khác rất tốt, nếu như hành khí thì không để sót một biến hóa nào của đối phương. Thuật này chắc chắn sẽ giúp đỡ rất lớn cho Diệp Phàm về sau khi quan sát trên quan trường, về những phương diện khác thì cũng không nhiều công dụng, chỉ là cảm giác nhạy bén hơn người thường một chút, cũng không thể nhìn thấu vật trong đêm tối như trong chuyện võ hiệp. Tuy nhiên thuật này nếu dùng trong đêm tối thì đúng là hiệu quả nên đi làm đạo tặc là rất thích hợp. Diệp Phàm thậm chí hoài nghi lão tổ tông nhà họ Phí sáng chế ra thuật này có phải là một tay tổ về phương diện này hay không, nghĩ đến đây hắn liền vội vàng gạt đi. 20 vạn, quá mắc, tuyệt đối không ai muốn mua. Ông chủ Dương nhướng mày nói vẻ kiên quyết nhưng trong lòng đã có tính toán. Chiếc xe Mitsubishi này là hàng nhập khẩu nguyên gốc, tuy nói đã bị hư hại nhưng chỉ cần tiêu tốn khoảng 7, 8 vạn là có thể sửa chữa tốt. Nếu như Diệp Phàm chịu bán với giá 10 vạn, cộng thêm với mình bỏ ra 7 vạn sửa chữa nữa thì tuyệt đối có thể bán được 35 vạn. Ông chủ Dương cũng phải thật lòng thừa nhận là chiếc xe này lúc đầu cải tiến rất tốt, cho dù xưởng sửa chữa của mình cũng không thể xuất ra loại hàng như vậy. Hiện giờ người say mê loại xe cải tiến này cũng không ít, nếu may mắn gặp khách có thể bán được 40 vạn là cũng có thể, vì thế mà ông chủ Dương mới lộ ra một tia tham lam như thế. Cho dù là đồng ý mua với giá 20 vạn thì cũng kiếm được 7 vạn, cuộc mua bán này vốn là một chuyện làm ăn rất có lời. Không được 20 vạn thì tôi để sửa chữa rồi sử dụng vậy. Diệp Phàm tỏ thái độ kiên quyết, quay sang nói với Lý Tuyên Thạch. Tuyên Thạch, đem chiếc xe này tới thành phố Mạc Hương đi tìm một nhà máy đại thu ô tô chính quy để sửa lại cho tốt, nếu như có nhà máy nào chuyên về loại xe này thì càng tốt. Ông chủ Dương là thương nhân lão luyện, lập tức lên tiếng. Lực vạn là tuyệt đối không thể, nếu như chủ tịch Diệp thật có thành ý thì tôi có thể liên lạc người mua. Tuy nhiên tôi đoán nhiều nhất là 17 vạn, nhiều hơn nữa chắc là không được. Ông chủ Dương cũng hơi dao động, thấy Lý Tuyên Thạch đang chỉ huy người kéo xe, nếu quả thật đi mất thì đúng là lỡ mất một chuyến làm ăn lớn. Như vậy đi ông chủ Dương, tôi cũng không có nhiều thời gian để thương lượng, tôi lùi một bước, chiếc xe này bán với giá 17 vạn rưỡi, nếu ông chủ Dương đồng ý thì đem đi, còn không tôi lập tức đưa lên thành phố. Diệp Phàm kiên quyết, trong giọng nghe không chút dư âm để thương lượng. Đến cuối hắn còn bồi thêm một câu. Tuy nhiên phải trả tiền mặt, tôi không ghi nợ. Được, chủ tịch Diệp, 17 vạn thì tôi sẽ lập tức đưa đi, tiền mặt giao luôn. Ông chủ Dương còn ảo tưởng có thể hạ thêm được chút nữa. Không được, quá ít, để tôi đưa xe về thành phố. Diệp Phàm cũng không muốn dây dưa nhiều, tuy nhiên có thể thêm được 1.000 thì biết là 1.000. Được rồi, chuyện coi như thành, chúng ta làm thủ tục giao tiền. Ông chủ Dương gật đầu vẻ đau lòng, chiếc xe bị hư hại mà vẫn phải mua với giá 17 vạn rưỡi. Lúc Diệp Phàm trở về phòng làm việc thì thấy Phương Nghê Muội đang dọn bàn, thuận tay rót cho hắn chén trà rồi định đi ra vì giờ cô thấy hơi sợ hãi mỗi khi ở gần. Sắc lang này lá gan quá lớn, lần trước ở phòng làm việc mình đã bị bế đặt lên bàn, quần suýt nữa cũng bị xé rách. Chuyện này quả thật là hoang đường, một đại chủ tịch thị trấn mà dám làm ra chuyện như vậy. Dĩ nhiên Phương Nghê Muội cũng không phải là không muốn, thật ra bên trong nội tâm cũng mơ hồ có một tia khát vọng. Tuy nhiên cô cũng không muốn làm chuyện này trong phòng làm việc, thứ nhất là không có tâm lý, thứ hai là nếu như không cẩn thận truyền ra ngoài thì chỉ có nước nhảy lầu. Vì thế hiện giờ trong lòng Phương Nghê Muội rất phức tạp, mỗi khi nhìn thấy Diệp Phàm lại vừa mừng vừa lo. Cô vừa rót trà vừa len lén liếc nhìn Diệp Phàm đang an vị trên ghế, mắng thầm, vừa giống heo lại vừa đầu đất. Hôm nay mình mặc y phục đặc biệt bảo chị gái đến thành phố Mạc Hương mua cho mà không thèm liếc một cái, còn chờ cái gì nữa sao, đúng là ngốc mà. Diệp Phàm đang nhíu mày suy nghĩ, liếc sang Nghê Muội bên cạnh thấy cô có vẻ hơi u oán liền thuận tay sờ mông một cái.
Làm Phương Nghê muội nhảy dựng lên, gương mặt hồng rực lườm hắn một cái cháy mặt rồi định chạy vụt đi. Ha ha, đi đâu, đây là phòng anh, đến đây không định lưu chút kỷ niệm gì đã muốn đi, anh đâu dễ gạt như vậy chứ. Diệp Phàm cười âm hiểm rồi kéo mạnh một cái khiến Phương Nghê muội ngã nhào vào lòng. Anh chưa hiện giờ về phương diện này đã cực kỳ lão luyện, bàn tay vừa đưa ra thì đã trúng ngay phần bụng của Phương Nghê muội, lật luôn cái quần dài ra để lộ cặp đùi thon dài. Buông em ra đồ sắc lang. Phương Nghê muội liều mạng giãy giụa. Cô không giãy giụa còn tốt, vừa giãy giụa thì cặp mông tròn căng gây ra ma sát thân thể Diệp Phàm làm cái bên dưới lập tức có phản ứng dựng ngược lên chống vào mông Phương Nghê muội. Phương Nghê muội đột nhiên bị một cây gậy chọc vào thì kêu không ra tiếng, toàn thân bên dưới cảm thấy nóng ran. Thân thể cô thoáng cái đã mềm nhũn, đang đứng thẳng đột nhiên ngồi phịch vào lòng anh chứ làm cây gậy chọc ngay vào đúng mục tiêu. Tuy nhiên may mắn còn cách mấy tầng ngăn cách nên cây gậy kia mới bị đè ép xuống. Hai người ngồi yên lặng như vậy một lúc lâu, không ai dám lên tiếng chỉ e phá vỡ sự kích thích lẫn lãng mạn trong không gian đặc thù của phòng làm việc. Một lúc lâu, Diệp Phàm tỉnh ngộ lại, cảm giác đặc biệt tiếc nuối, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Nếu được chơi ở phòng làm việc thì thực sự kích thích, cứ kìm hãm như vậy thật sự khó chịu quá. Hắn cười dâm đãng. Nghe muội. Làm vài cử động nữa đi. Đừng mơ, em không động đấy, để xem anh làm thế nào. Phương Nghê muội chưa từng can đảm như vậy, ngay cả lời này cũng dám nói ra, cảm giác trên mặt nóng bừng như bốc lửa, thậm chí còn đưa tay lên mặt xem có cháy không. Đến cuối cùng cô còn bồi thêm một câu tí nữa làm anh chư hóa đá. Cho heo treo mõm luôn, ha ha ha. Phương Nghê muội cười vẻ yêu mị, lập tức nghĩ đến tam thập lục kế tẩu vi thượng sách. Cứ mập mờ như vậy e là sẽ chọc cho người khác thật sự ra tay, tuy nói mình cũng rất muốn nhưng ở chỗ này thì đúng thật là cô không dám tiếp nhận. Hơn nữa trong lòng Phương Nghê muội cảm thấy làm chuyện này vẫn còn hơi sớm, cô muốn sao cho khi hai người hòa hợp phải thực sự chín muồi để nhớ mãi không quên. Dám mắng anh, vậy thì đừng trách nhé, ừ, cái bàn này là do chính em đi mua, không tệ. Có phải đã tính là tùy thời có thể dùng làm giường không, không tệ. Không tệ. Vừa làm việc vừa trải chiếu, Nghê muội quả là chu đáo, ha ha ha. Hắn biết phòng làm việc của mình sau khi sửa chữa thì cách âm rất tốt nên cười váng lên dâm đãng làm Phương Nghê muội lạnh toát, lồng ngực phập phồng khó kìm được ý xuân. Anh dám. Phương Nghê muội nghiêng người qua định nghĩ chạy nhưng một cô gái làm sao có thể tránh khỏi ma thủ của một cao thủ thất đoạn. Diệp Phàm nhảy vọt qua ghế như sói bắt thỏ túm lấy Phương Nghê muội đã vọt đến bên cửa. Cái miệng hung hăng cắn mút ép Phương Nghê muội vào sát tường. Hai người bắt đầu cuồng nhiệt, thân thể Phương Nghê muội bắt đầu run lên thở dốc, chiếc lưỡi nhỏ thơm tho quấn lấy không ngừng nghỉ với lưỡi của Diệp Phàm, trong phòng làm việc chỉ còn tiếng thở dốc. Anh chưa còn cảm thấy chưa đủ, đang chuẩn bị bế xốc Phương Nghê muội lên bàn, tái diễn chiêu lấy bàn làm giường. Cộc, cộc, cộc. Tiếng gõ cửa dồn dập dội vào. Mẹ kiếp, còn để cho người ta sống hay không chứ? Diệp Phàm giận muốn điên lên, thật muốn mở cửa đánh chết tại chỗ người gõ. Vào lúc thời khắc mấu chốt này mà bị phá đám thì đúng là không có đàn ông nào chịu nổi, huống chi đồng chí Diệp Phàm ngày hôm qua ở thành phố Mạc Hương bị anh em nhà họ Vương chọc tức đang đầy một bụng lửa giận cần phát tiết. Dĩ nhiên Diệp Phàm cũng không dám làm gì quá mức trong phòng làm việc, chỉ là nghĩ đùa giỡn với Phương Nghê muội thôi. Tuy nhiên làm quá cũng nghiện, chỉ muốn đi tới. Hắn vừa mở cửa đã thấy Trịnh Lực Văn vội vã vọt vào, thở không ra hơi. Chủ tịch Diệp, việc lớn không ổn, vừa rồi không liên lạc được với anh, hiện giờ các chủ hiệu phải lùi nhà đã tập trung đầy phòng họp, tí nữa thì đánh nhau. Đừng hoảng hốt, uống trà đã rồi kể xem có chuyện gì. Diệp Phàm bảo Phương Nghê muội rót chén trà rồi đi ra ngoài. Trịnh Lực Văn giờ phút này lòng như lửa đốt, cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiều. Nếu không biết hai vị này vừa rồi làm cái gì trong phòng chắc rất cả mắt kính. Buổi sáng tôi cùng Đoàn Hải, Đỗ Bằng ở phòng họp chuẩn bị tiền để chờ các chủ hiệu tới ký giấy lùi nhà. Lúc đầu cho là hôm nay sẽ không có mấy người tới vì hôm qua nhìn tình huống cũng không có mấy người muốn lùi nhà. Đang uống trà nói chuyện phiếm thì đột nhiên có một nhóm nói đồng ý lùi nhà, chúng tôi cũng rất cao hứng liền lập tức sắp xếp đồng chí ở Sở Tài Nguyên đi đo đạc rồi trở về ký giấy, ký xong thì lập tức giao tiền. Lúc mới bắt đầu có một số chủ hiệu chắc là còn e dè, sợ ký giấy không lấy được tiền, sau chứng kiến có người vừa ký xong thì lập tức nhận tiền mới biết lời của chủ tịch Diệp là thật.
trong khoảng thời gian ngắn thì cả một đám đông tràn vào. Các chủ hiệu trên đường Đông Tỏa Dương ước chừng khoảng 300 hộ, buổi sáng đã tới 200 hộ, mọi người một phen bận rộn ai ngờ sau đó lại có chuyện phiền phức. Lúc trước vì chuyện đường xá mà 100 vạn của thị trấn thoáng cái đã phát xong, cứ một hộ gần 3 vạn. Hiện giờ trong thị trấn đúng là không có tiền, còn lại 4 gia đình cũng đo xong không thấy chúng tôi lấy tiền ra thì bắt đầu mắng chửi. Nói chính quyền là đồ lừa đảo, chủ tịch Diệp như tên câu cá, phát tiền cho mấy người trước để làm mồi còn sau đó thì phủi tay. Kỳ quái, buổi tối hôm qua còn ầm ĩ không lùi, hôm nay làm sao thoáng cái đã nhiều người đồng ý lùi sâu như vậy, các anh có phát hiện gì lạ không? Diệp Phàm bực bội, cảm thấy trong chuyện này có chút quỷ dị. Phát hiện, đáng tiếc quá muộn, đồng chí ở Sở Tài Nguyên lúc này mới phát hiện ra là có nhiều chủ hiệu chiều sâu cửa hiệu tới cả ngàn mét, chiều rộng cũng hơn 4 mét, thậm chí là 10 mét. Trịnh Lực Văn tức giận nói. Anh nói chiều sâu của bọn họ đạt tới ngàn mét, nếu vậy thì tiền bồi thường sẽ tăng vọt rồi. Diệp Phàm hiểu ngay, thầm hối hận mình đã sơ suất việc này để những người chủ hiệu lợi dụng. Không sai. Với chiều dài như vậy và 4 mét chiều rộng thì tiền bồi thường cũng lên tới cả 3 vạn đồng một cửa hàng. Cho dù là đất ngay mặt tiền lấy ra bán đấu giá cũng chỉ cao hơn giá này một chút. Tiền của bọn họ không chỉ kiếm ở đó, chính quyền chúng ta đã đồng ý bồi thường cho bọn họ diện tích đất như cũ ở nhà máy giấy. Đất ở chỗ đó cũng không tệ, ở ngay trên vịnh rồng, rất có giá, mỗi mét vuông khoảng 200, nếu nhận bồi thường 40 mét vuông thì có thể kiếm được 1 vạn. Tổng cộng là 3 vạn rồi. Chương 318, loại thuốc đặc biệt chính là tượng trưng cho phẩm quan. Với chính sách như vậy thì tổn thất của chính quyền là quá lớn. Với 100 hộ còn lại ước chừng chúng ta sẽ phải xuất ra thêm 200 vạn, chúng ta phải đi đâu tìm khoản tiền lớn như vậy, trừ khi, ai? Trịnh Lực Văn nói tới đây thì đau lòng như muốn ngã gục, nếu thị trấn không có tiền thì cuộc sống giám đốc Sở Tài chính như gã cũng khó qua. Ngày ngày đều có người tới thúc giục tiền, nhưng không có bột sao gột nên hồ, mấy ngày gần đây ngay cả đi trên đường cho đàng hoàng Trịnh Lực Văn cũng không dám. Ừ, chuyện này lúc ấy chúng ta cũng không điều tra kỹ càng, để cho các chủ hiệu lợi dụng sơ hở như vậy để cho xuất hiện lỗ thủng tài chính. Giờ nói gì cũng đã muộn, nếu làm ngược lại càng không sáng suốt, chỉ đành đâm lao phải theo lao. Lực Văn, chỗ tiền của Cục trưởng Tài chính Vương đã đến thị trấn chúng ta chưa vậy? Diệp Phàm hỏi. Rất hối hận vì mình quá non nớt để xảy một ly đi một dặm. Chưa nghe thấy huyện báo xuống, hơn nữa nếu có chắc cũng không còn nguyên, thế nào chẳng bị huyện khấu trừ đi. Ngư Dương chúng ta vốn nghèo có tiếng, một khoản tiền lớn như vậy mà không bị khấu trừ đi vài phần tôi tuyệt đối không tin. Lệ trước đến giờ tiền từ thành phố cấp xuống đến thị trấn may ra chỉ còn một nửa, đó như là một quy tắc ngầm rồi. Tuy nhiên khoản tiền 100 vạn mà Bí Thư Dương chỉ đích danh thì chắc chắn sẽ rót trực tiếp xuống cho chúng ta, tuy nhiên số tiền này chắc là sẽ phải cho vào bên chỗ xây dựng ở Quỷ Anh Than, hiện giờ bên đó chỉ mới có 200 vạn của Chủ tịch Hồ. 200 vạn mà huyện hứa cũng chưa có tin tức, mà chắc là chỉ còn một nửa mà thôi, nếu như động vào đó e là công nhân nhà máy sẽ làm loạn. Hơn nữa, tôi cho là ngài phải tự mình lên huyện một chuyến mới ổn, để càng lâu thì số tiền đó càng bị tiêu hao đi. Trịnh Lực Văn lo lắng, chỉ sợ khoản tiền 200 vạn này mà không đến thì không biết xoay sở ra sao. Ừ, vào xế chiều tôi sẽ chuẩn bị lên huyện. Tuy nhiên chuyện lùi cửa hiệu, nếu không có chính sách ưu đãi như vậy thì chắc mấy chủ hiệu cũng không nhiệt tình như vậy đâu. Nên nói dù sao cũng là một chuyện tốt, hiện giờ vấn đề mấu chốt chính là tiền, để tôi suy nghĩ kỹ xem. Diệp Phàm rít một hơi thuốc thật sâu rồi đập bàn. Lực Văn. Xem ra không thể làm gì khác hơn là động vào khoản tiền mà tập đoàn Nam Cung Quyên sửa đường rồi. Đầu tiên phải dập được đám lửa này đã rồi hãy nói, nếu không thì còn rắc rối. Đây là mật mã, anh lập tức báo với ngân hàng huyện rút tiền. Tôi đoán ngân hàng cũng không có sẵn nhiều tiền mặt như vậy, cứ gọi các chủ hiệu nhận chuyển khoản đi. Như vậy sao được, Chủ tịch Diệp, động đến khoản tiền sửa đường đó không ổn đâu. Lần trước Bí Thư Mâu không động vào đó được đã cay cú lắm rồi, nếu giờ mình động vào chắc chắn sẽ sinh chuyện. Trịnh Lực Văn lại càng lo lắng, mặt trắng bệch ra. Không sao, trước khác nay khác, tôi tin Bí Thư Mâu sẽ hiểu chuyện, đây là chúng ta xuất lực vì chuyện xây dựng của thị trấn. Lực Văn, chuyện này tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Diệp Phàm vung tay lên.
anh lập tức đi thông báo rõ cho các chủ hiệu còn lại để họ yên tâm. Có thể lấy đi cũng tốt, tôi chờ xem bọn họ còn có chiêu gì nữa không, hừ. Nhìn Trịnh Lực Văn đẩy cửa đi, Diệp Phàm mặt tối sầm lại, tự mắng mình đúng là nhổ lông nhạn. Đang lúc trầm ngâm thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, xem ra muốn tìm một chỗ yên tĩnh là không thể. Vào đi. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói một tiếng. Nguyên lai là chủ tịch thôn Mã Cái Thiên của trại Thạch Bình. Người này cười híp mắt như đang có việc mừng, khom người tiến vào trước bàn, xun xoe. Diệp, chủ tịch Diệp, trước hết là phải chúc mừng lão nhân gia ngài thăng chức. Mã Cái Thiên này trước kia ăn nói thô kệch, giờ ngay cả lão nhân gia cũng nói ra khiến Diệp Phàm giật mình. Hắn đoán chắc là chuyện Tề Thiên lần trước rút súng vẫn ám ảnh nên chủ tịch thôn Mã mới thận trọng như thế. Tuy nhiên cũng hơi kỳ lạ, cha nuôi Mã Đức Lâm của y là cục trưởng cục tài chính thành phố tiền nhiệm, hiện giờ Vương Thiên Lượng đã lên chức vậy Mã Đức Lâm đi đâu? Không phải là bị giáng chức rồi đày đến cục giáo dục hay cục máy móc nông nghiệp rồi chứ? Hiện giờ Mã Cái Thiên mất đi ngọn núi lớn nên bộ dạng lại càng tỏ ra cung kính giống như lão thái giám làm Diệp Phàm suýt phì cười. Tuy nhiên hắn không cười mà đột nhiên nhớ ra trước kia Mã Cái Thiên đã hứa là lấy về 100 vạn để đổi lấy một danh hiệu nhân viên tài vụ tiên tiến của tỉnh. Dĩ nhiên khi đó cũng là mình buộc y đồng ý, hiện giờ cha nuôi Mã Đức Lâm của y đã ngã thì 100 vạn này chắc là ngâm nước nóng rồi. Tuy nhiên thấy Mã Cái Thiên vốn được xưng tụng là đã thân mật qua cả một hàng phụ nữ, Diệp Phàm. Chợt cười ma mãnh. Lão nhân gia, chủ tịch Mã, anh không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi đâu có giả vậy. Chủ tịch Mã đúng là xui xẻo đến đúng lúc Diệp Phàm đang lo chuyện tiền nong đến tẻ ra quần. Diệp Phàm đã quyết định đem vị sát thủ chị em này ra chỉnh một phen để hạ hỏa. Không, lão, ha ha ha. Chủ tịch Diệp, tôi nói ở đây là ngài rất lão luyện rất công tác. Mã Cái Thiên vỗ mông ngựa, xem ra tâm tư đồng chí lão Mã không hề thô kệch như vẻ ngoài. Tuy nhiên thấy bộ dạng này của lão Mã, trong lòng Diệp Phàm dự cảm có chuyện tốt phát sinh, ném điếu thuốc qua cho y. Ngồi đi chủ tịch Mã, có chuyện gì nói thẳng ra, gần đây trong thị trấn rất nhiều chuyện phiền toái, Ai? Diệp Phàm cố ý thở dài để thử xem phản ứng của đồng chí lão Mã, nếu có chuyện gì mừng chắc chắn y sẽ lộ ra. Để an ủi mình, chuyện đưa than trong ngày tuyết giá này lợi hại hơn bình thường rất nhiều, đồng chí lão Mã chắc cũng biết được chuyện lùi đường gặp rắc rối. Mã Cái Thiên quả nhiên trúng kế, cười híp mắt nói. Chủ tịch Diệp, không cần phiền, tôi hôm nay đến đây hỏi là chuyện này. Cái gì, có dám mau thả ra đi. Diệp Phàm ra vẻ trầm mặt, thật ra là cố ý giả vờ. Mã Cái Thiên há mồm ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên một đại văn nhân tốt nghiệp Đại học Hải Giang như Diệp Phàm sổ ra một câu thô tục như vậy, nhất thời không thích ứng được đứng được ra đó, hầm nghĩ, mẹ kiếp. Ông mày là một nông dân, có mà cả ngày đánh rắm, chủ tịch Diệp nghe nói tốt nghiệp Đại học Hải Giang, làm sao lại có thể nói ra câu đó, chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây, chắc là chuyện lùi đường đã ép cho chủ tịch đến hồ đồ rồi. Chủ tịch Mã đang suy nghĩ thì Diệp Phàm lại xoay mặt cười nhạt, lập tức thể hiện phong phạm cao thủ thất đoạn làm lão Mã cả kinh, quái thai rồi, chủ tịch Diệp đảo mắt một cái lại giống như chưa thay đổi, trầm ổn như ngọn núi, ép cho mọi người vãi cả ra quần. Xem ra mình nghĩ nhiều rồi, làm quan đúng là quan làm quan, đổi mặt còn nhanh hơn cả đi tiểu. Chủ tịch Mã, có phải tôi vừa nói vậy đã làm anh sợ? Ha ha ha, lão Mã ơi là lão Mã, tôi cũng là người mà, cũng có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, mắng một câu thô tục thì có gì kỳ quái. Ngoá nó, đời này chẳng lẽ chỉ để cho Mã Cái Thiên nhà anh chửi mà không cho phép tôi phóng túng, nói phải không đồng chí lão Mã? Diệp Phàm ra vẻ như một bạn bè bằng vai khiến Mã Cái Thiên nghe mà mắt dạ, thầm nghĩ, xem ra chủ tịch Diệp cũng là tương đối tốt, không tệ, thành thật, có thể nhìn đến loại thô kệch như lão Mã ta. Không giống chủ tịch Thái Đại Giang trước kia, mở miệng là đạo mạo quan cách mà trong lòng thúi hoắc. Bí thư Tần thì càng quỷ quái hơn, nói xong không để cho người khác phải thắc mắc gì nhưng sau đó lại thấy không phải vậy, người này nghĩ sao nói vậy. Xem ra trong chữ quan quan có hai cái miệng chữ khẩu cô, dĩ nhiên so với một người thô kệch như mình lợi hại hơn nhiều. Y suy nghĩ miên man một hồi rồi vội vàng nói. Chủ tịch Diệp, tôi mới là một người thực sự thô kệch, ngài là sinh viên đại học, thời cổ gọi là tú tài. Tôi sao có thể so sánh với ngài được, ha ha.
Lần trước chẳng phải ngài đã đồng ý cho tôi một danh hiệu nhân viên tài vụ công tác tiên tiến của tỉnh, vì thế, hắc hắc. Tôi tới đây là muốn hỏi chuyện này có hay không, tôi nằm mơ cũng muốn thấy nó, ha ha ha. Mã Cái Thiên nhếch miệng cười thật ngọt, khôi phục vẻ mặt quê mùa vờ vịt. À, anh đã lấy được 100 vạn. Diệp Phàm mừng rỡ, đoán là Mã Cái Thiên đã lấy được 100 vạn kia, nếu không sao có gan tới đòi phần thưởng. Hắn thầm nghĩ, mẹ kiếp, đừng bảo là danh hiệu tiên tiến của tỉnh, vì 100 vạn này thì cần lão tử khóc trước mặt ngươi cũng được. Ừ, ừ. Mã Cái Thiên gật đầu như gà mổ thóc, chỉ thiếu nước quỳ xuống. Ở đâu? Diệp Phàm dục, vào lúc cần tiền này thì mặc xác phong độ của cao thủ thất đoạn, trong lòng cảm thán mình chỉ là một tục nhân, không cách nào thoát phàm. Buổi sáng nay đã báo là nhập vào sổ sách tài chính của Sở Tài chính Lâm Tuyển chúng ta rồi, hắc hắc. Chủ tịch Diệp, vì việc này tôi đã tốn không ít khí lực để tiền rót thẳng không qua huyệt, ngài bảo giám đốc sở kiểm tra xem, chắc tiền đã vào chương mục. Mã Cái Thiên ra vẻ khó nhọc, nói đến sùi bọt mép. Ngó thấy Diệp Phàm lơ đãng nhíu mày mới nhớ ra mình có vẻ hơi đắc ý quá, lập tức có vẻ ngượng ngùng vớt phát. Chủ tịch Diệp, tôi nói hơi quá, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Nhớ gì, anh là công thần tôi phải ghi công cho anh, ha ha ha, thưởng cho anh một gói này. Diệp Phàm kéo ngăn kéo, tiện tay rút ra ném cho Mã Cái Thiên một gói Trung Hoa đặc biệt. Mã Cái Thiên kích động run run cầm bao Trung Hoa, có chút được yêu mà sợ. Y châm một điếu cười nói. Diệp, chủ tịch Diệp, thuốc này nghe nói rất quý, một bao phải hơn mười mấy đồng. Thật ra thì Mã Cái Thiên không phải là quan tâm giá tiền bao Trung Hoa này. Chủ yếu là ý nghĩa của bao thuốc này, tiền thì đồng chí lão Mã cũng kiếm được không ít, cha nuôi trên cục tài chính cũng rót cho không ít lợi lộc. Phải không vậy, ha ha, không phải đâu, không phải đâu. Diệp Phàm nói hai lần liên tục làm Mã Cái Thiên ngẩn người. Cứ lật đi lật lại bao Trung Hoa để xem, tuy thấy bao thuốc này không giống bình thường mà không dám lên tiếng. Lần trước nhờ công trạng đột phá cho Tề Thiên và Lý Hoành Sơn, Diệp Phàm dày mặt thử hỏi đoàn trưởng Thiết xem có loại đại hùng miêu đặc biệt hay không, còn muốn là loại chuyên cung cấp cho vĩ nhân để hút thử. Ai ngờ lão ca Thiết Chiêm Hùng lập tức mở miệng cười mắng. Tiểu tử ngươi, thật tham a, chẳng lẽ là muốn làm vĩ nhân, nếu không vì chuyện gì mà lại muốn bắt chước phong thái vĩ nhân. Nếu vào thời xưa là có thể lôi ra ngõ môn phân thây rồi biết chưa, ha ha ha. Y nói xong cười một tràng dài, đang định cúp điện thoại mà vẫn không đả động gì chuyện có thuốc hay không. Diệp Phàm nóng nảy, lẩm bẩm. Có gì giỏi đâu, chẳng phải lần trước thiếu tá Tạ Tốn ở Dương Đầu Phong vẫn lấy cho em đấy thôi. Anh là đại tá đoàn trưởng mà lại không bằng một thiếu tá nơi xó xỉnh. Còn trâu bò gì nữa, cái gì mà lính đặc biệt cái rắm. Hắn mặc dù nói khẽ nhưng vẫn bị Thiết Chiêm Hùng thính tai nghe được, gắt gỏng. Cái gì, tiểu tử ngươi đừng có nói lén sau lưng, thuốc của Tạ Tốn là do người ta dùng tính mạng đổi về. Lúc ấy anh cũng nghe Cố Thiên Kỳ kể lại rằng Tạ Tốn vì mấy bao thuốc mà suýt mất mạng. Suýt mất mạng sao? Diệp Phàm nghi ngờ. Ai, lão đệ ngươi sống trong phúc mà không biết phúc a. Lần trước tập đoàn quân số 2 của quân khu lĩnh Nam có một lần hành động nhỏ là phối hợp với lính biên phòng nước bạn để truy quét buôn lậu, đồng thời điều tra các vấn đề về biên phòng. Xui xẻo chính là Tạ Tốn cũng được tăng cường cho một tiểu tổ truy quét, vừa vặn gặp được một nhóm buôn lậu lớn có đầy đủ súng ống hiện đại của Mỹ. Nói thật, tiểu liên tự động của bộ đội chúng ta còn chưa bằng súng kiểu mới của Mỹ trong tay bọn buôn lậu. Súng của bọn chúng có uy lực mạnh, tốc độ nhanh, tầm sát thương cũng xa hơn. Lúc đụng độ thì hỏa lực đối phương ép tới cho tiểu tổ của Tạ Tốn không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên Tạ Tốn rất dũng cảm, liều mạng bắn chết ba tên A, ha ha ha. Thiết Chiêm Hùng nói tới đây cũng có vẻ thưởng thức. Bắn chết ba tên, đúng là hợp với phong cách của Tạ Tốn, ha ha ha. Diệp Phàm cũng thấy điều này hợp với khí thế của Tạ Tốn. Không sai, tiểu tử kia đoạt lấy một khẩu trung liên rồi chạy vọt lên một cây lớn. Nhờ nó che chở bắn cho bọn buôn lậu không ngóc đầu lên được. Vì thế gã được thưởng huân chương chiến công hạng 2, Cố Thiên Kỳ trong buổi mừng công uống rượu vào cao hứng sẽ đặc biệt tặng gã một cây thuốc đặc biệt. Thiết Chiêm Hùng nói tới đây thì có vẻ mừng vui khi thấy người gặp họa, Diệp Phàm không nhịn được tiếp lời nói. Có phải sau đó Cố Quân Kỳ hối hận muốn chạy làng không? Đúng, đúng, quá đúng, Cố Thiên Kỳ đường đường là một thiếu tướng tập đoàn quân. Cấp bậc so với anh còn cao hơn,
sáng hôm sau khi tỉnh lại thì nói không còn nhớ gì, đơn giản chính là muốn trốn nợ. Sau đó Tạ Tốn đến phòng làm việc, Cố Thiên Kỳ cứ luôn khen hành động của gã mà không đả động gì đến chuyện thuốc, Tạ Tốn nóng ruột nhưng cũng chỉ trơ mắt không dám nói. Đồng chí lão đệ có thể còn chưa biết, trong quân đội thì loại thuốc này chính là một bảo bối, rút ra một điếu là có thể có phong quang của một tướng quân. Đừng bảo Tạ Tốn chỉ là một thiếu tá nho nhỏ, cho dù một thiếu tướng sư trưởng cũng không có loại hàng này. Thử hỏi thiếu tướng sư trưởng Triệu Côn của thành phố Mạc Hương các cậu nhìn thấy nó có chảy rãi ra không? Ha ha ha! Đáng tiếc y chưa đủ cấp bậc để được phân, có thèm quá thì lên cấp trên kiếm chút dầu đèn mà thôi. Tập đoàn quân nửa năm cũng chỉ được phân 2, 3 cây, bình thường đều che che giấu giấu chỉ sợ người khác xin bớt. Cố Thiên Kỳ lại đặc biệt keo kiệt. Lão ta ngay cả thuốc cho bản thân còn chưa đủ, lấy đâu ra cho người khác kiếm sái, bị người trong quân gọi là Cố lão khu, lão Cố keo kiệt cũng như đại ca gọi Triệu bản chỉ là Triệu lão khu vậy, nguyên nhân đều là vì thuốc lá. Tuy nhiên tiểu tử Tạ Tốn tiểu tử kia cũng rất quỷ quái, lúc đến phòng của Cố Thiên Kỳ làm như vô tình bảo hôm qua lúc uống rượu ở trụ sở của tướng quân Triệu Quát hình như tướng quân đã nói gì đó. Gã vừa nói xong thiếu chút nữa làm Cố Thiên Kỳ nghẹn chết. Hung hăng trừng mắt rồi kéo bàn bất đắc dĩ lấy thuốc ra cho gã, méo miệng hô. Cút đi cho ông mày, ngoá nó, lại cả gan dám lừa gạt trên đầu ông mày, cút, cút. Tạ Tốn lấy được rồi thì vội vàng đứng nghiêm chào, dĩ nhiên là cút thẳng, gã chỉ e Cố Thiên Kỳ đổi ý lấy lại 7, 8 bao thì hỏng bét. Tuy nhiên loại thuốc đặc biệt mà Cố Thiên Kỳ có cũng chỉ mới là cấp thấp, vốn loại thuốc đặc biệt này có loại Trung Hoa đặc biệt và Đại Hùng Miêu đặc biệt. Loại tốt nhất dĩ nhiên là loại Đại Hùng Miêu đặc biệt, loại này thì ngay cả như chủ tịch hay bí thư tỉnh ủy một năm cũng chỉ được một cây. Chương 319, đưa cả con gái vào miệng sói. Trong quân đội, tư lệnh chính ủy đại quân khu một năm có 2 cây. Đại tá, thiếu tá từ trung tướng trở xuống gì đó chỉ có thể nhìn thèm, giống như tư lệnh Triệu tướng quân của căn cứ Lam Nguyệt Vịnh một năm có một cây loại mặt hàng cao cấp này. Ai, tiểu tử Tề Thiên này thật là ngốc. Nếu trèo kéo được tiểu thư Triệu tứ có phải có được mấy bao thuốc đặc biệt cao cấp rồi không? Triệu Quát rất cưng chiều nha đầu Triệu tứ đó, nha đầu này làm loạn gì cũng sẽ không xuống tay, một cây thuốc có lẽ không thành vấn đề, phải biết rằng Triệu gia còn có cả thượng tướng quân ủy viên. Ha ha ha! Thiết Chiêm Hùng tùy tiện nói ra khiến Diệp Phàm âm thầm kinh hãi, thì ra trong một bao thuốc lá lại cất giấu nhiều ngóc ngách khó hiểu như vậy, phẩm cấp chính là loại thể hiện, ngay cả hút một điếu thuốc cũng có tính phô trương. Diệp Phàm giả vờ như không hề để ý, vô tình nói. Kêu nhà máy thuốc lá sản xuất nhiều hơn là được rồi, việc gì phải làm thần bí như vậy, chỉ là bao thuốc, chứ có phải kim cương đâu. Cần gì phải chia rõ phẩm cấp như vậy. Hừ, tiểu tử nhà cậu, kêu tôi nói cậu thế nào chứ? Cậu tưởng là loại thuốc lá này làm ra như vậy sao? Vấn đề chủ yếu nhất của loại thuốc này chính là tượng trưng thân phận. Sản lượng có lẽ cũng không thể cao hơn. Dù sao công nghệ chế tạo cũng không đơn giản. Thiết Chiêm Hùng cười mắng, yên lặng một lát trong điện thoại rồi đột nhiên giống như nhớ ra gì đó, cười quỷ dị. Chú em, chú không phải muốn loại thuốc đặc biệt này sao? Bên trong liệp báo thật ra có người có, tuyệt đối là mặt hàng cao cấp chính tông, nhưng phải xem chú em có bản lĩnh có thể lấy được hay không, hắc hắc hắc. Diệp Phàm cảm giác trong giọng nói của Thiết Chiêm Hùng có ẩn chứa âm mưu nào đó, nghĩ thầm, mình không mắc mưu đâu. Không hút là không hút, chỉ có mấy bao thuốc, anh Thiết không biết lại muốn như thiêu thân gì đó sao. Mình không thể mắc lừa được. Tuy nhiên hắn vẫn có chút hiếu kỳ, muốn hỏi ra đến cùng. Trong liệp báo, anh là lớn nhất rồi, lẽ nào còn có đại thần giấu mặt nào sao? Ha ha ha, tôi lớn nhất, đây chỉ là hiện tượng bên ngoài thôi. Tinh anh của toàn quân tập trung trong binh đoàn liệp báo chúng ta, thần tiên bên trong có rất nhiều. E rằng chỉ cần không thuận mắt đại đội trưởng thì tiểu tử cậu sẽ đắc tội, có thể bị lột ra đấy. Thiết Chiêm Hùng rất đắc ý, nhắc đến liệp báo trong lòng y lại không kìm được, bắt đầu khoe khoang. Không thể nào, em nói anh Thiết nghe, em tốt xấu gì cũng là một cố vấn cấp bậc thiếu tá. Nghe Tề Thiên thổi phồng nói chức vụ của em cùng cấp bậc với phó đoàn trưởng mã của liệp báo. Không phải là đại ca lấy ra hù dọa em đấy chứ. Diệp Phàm giả vờ không tin, lắc lắc đầu. Ai nói là dọa cậu, cậu là một thiếu tá cố vấn chính tông, binh đoàn liệp báo so với quân đội bình thường có cấp bậc cao hơn không ít. Đặc biệt là cậu lại đeo quân hàm thiếu tá cố vấn,
cùng cấp bậc với Triệu Côn thiếu tướng sư đoàn trưởng của sư đoàn dã chiến đóng quân ở thành phố Mạc Hương. Nhưng thần linh bên trong Liệp Báo nhất định cũng có cô nương họ Mai, chú em có thể chưa nghe nói đến, vóc người không cần phải nói, rất xinh đẹp, giống như tiên nữ trên trời. Tuổi tác chỉ lớn hơn chú một chút, chú em, có cần tôi nói mấy câu, cho hai người xứng đôi gặp mặt không? Thiết Chiêm Hùng cười khan, cuối cùng cũng lòi đuôi, thì ra là muốn làm bà Mai. Nếu nói ra có lẽ sẽ chấn động tướng quân Triệu Quát đến rất răng hàm, vỡ mắt kính của Cố Thiên Kỳ. Họ Mai, mẹ kiếp, lẽ nào chính là nha đầu Mai ra Mai Diệp Thu, chính là con cọp cái suýt rút súng bắn mình trong phòng hát kính tạc chó má gì đó tối hôm đó, Diệp Phàm cả kinh, chân không khỏi lảo đảo. Nhớ đến chuyện Tề Thiên kể cô gái đó có thể rút ra con dao găm quân đội Thụy Sĩ truy đuổi con sói háo sắc nào đó, chuyện này nếu không có trái tim băng giá thì không làm được. Thật ra Tề Thiên thổi phồng có hơi quá mức, con sói xui xẻo quấy rầy Mai Diệp Thu tối hôm đó, đương nhiên cũng bị Mai Diệp Thu đá cho mấy cước. Sau đó món đồ chơi ở chỗ đúng quần thiếu chút nữa bị Mai Diệp Thu đá thành thái giám. Còn về chuyện vặt lông chỉ là lời nói uy hiếp của Mai Diệp Thu dưới sự kích động lúc đó, cũng không có thật sự thi hành. Đương nhiên, anh chứ lúc đó thật sự bị các nữ binh cấp dưới của Mai Diệp Thu nhổ lông quần, cho nên sau này truyền đi càng ngày càng thần bí. Các dị bản khác nhau, đến miệng Tề Thiên thì biến thành Mai Diệp Thu cầm con dao găm Thụy Sĩ trong tay làm lông người đó. Diệp Phàm hoảng hốt vội vàng kêu lên. Dừng lại, anh Thiết, em vẫn còn muốn giữ lại cái mạng nhỏ này lại tiếp tục sống. Các nữ sĩ quan trong Liệp Báo mặc dù nói xinh đẹp như tiên, có thể so sánh với tiên nữ, nhưng cũng hung hăng như hổ, em mới ra đời năm 1976, không thể so sánh được. Diệp Phàm vừa kêu lên xong. Thiết Chiêm Hùng đã vui vẻ, cười điên cuồng không thôi. Nhãi danh nhà cậu, ngay cả mình cầm tinh con gì cũng quên rồi sao, năm 1976 không phải cầm tinh con rồng sao? Rồng lẽ nào còn thấp hơn hổ? Thật đúng là, muốn đem cậu đi hù dọa các đại lão ra, các cô gái dù hung dữ nhưng chúng ta phải xem cô ta như ngựa mà thuần phục mới được, cậu nói anh Thiết nói có đúng hay không? Nếu không dứt khoát các thứ đó đi để cho ra môn đỡ mất mặt. Thiết Chiêm Hùng vừa nhắc đến đàn bà nhất thời lại hào hứng, có lẽ nữ nhân bị y hại cũng không ít, có mùi vị miệt thị con gái trong thiên hạ. Cũng không phải là thứ gì tốt, Diệp Phàm âm thầm cằn nhằn một câu, nhưng ngoài miệng vẫn âm thầm khen tặng. Đúng vậy, cây côn của anh Thiết là vô địch thiên hạ, tiêu diệt hết con gái trong thiên hạ, ha ha ha. Nhãi danh cậu, kêu tôi nói cậu thế nào đây, anh Thiết không có xấu xa như cậu nghĩ đâu. Nhưng đời người... Lúc nên tung hoành thì phải tung hoành có phải không? Người làm nên chuyện lớn đều là hạng người tiêu dao, đàn bà vốn thích hào kiệt. Nhưng phải chú ý có chừng mực, ha ha, đến lúc thích hợp thì phải dừng lại. Thiết Chiêm Hùng cười khan. Sau đó Tề Thiên đến Lâm Tuyền đưa cho Diệp Phàm đầy một dương thuốc lá đặc biệt, trong đó có 6 cây thuốc Trung Hoa đặc biệt, còn có 4 cây đại hùng miêu loại dài, khiến Diệp Phàm cảm giác như nằm mơ, nghĩ thầm, quái, Thiết Chiêm Hùng chẳng qua chỉ là một đoàn trưởng. Mặc dù nói rất oai phong nhưng cấp bậc cũng nhỏ quá, ngay cả quân hàm cũng chỉ là một đại tá. Theo như thứ tự lý luận mà y nói liên quan đến thuốc lá đặc biệt hôm qua, hình như cấp bậc còn chưa đủ đến mức có loại thuốc lá cấp bậc Trung Hoa bình thường nhất. Hôm nay đưa tới một dương thuốc lá đặc biệt, bên trong hình như có 4 cây thuốc đại hùng miêu cao cấp nhất, loại mặt hàng chỉ có vĩ nhân hút. Nghe nói loại này sĩ quan quân đội cấp bậc thượng tướng một năm cũng chỉ có con số định mức 1, 2 cây. Chuyện này đúng là kỳ quái, không biết y kiếm từ chỗ nào, có lẽ cũng mất một phen khó nhọc. Lẽ nào là ép từ trong tay Mai Diệp Thu, nếu nói trong tay nha đầu Mai ra đó có cất giữ loại hàng cũng có khả năng, vì người ta có ông nội cấp bậc quân ủy. Nhưng thoáng cái đã kiếm được 4 cây thì thật sự không đơn giản, đây lẽ nào là hàng người ta cất giữ 2, 3 năm? Hình như không đúng lắm, hàng cất giữ 2, 3 năm có lẽ đã mốc meo từ lâu rồi, làm sao có thể còn hút được nữa? Sau này khi đem chuyện đó hỏi Tề Thiên, gã cũng chỉ gật đầu cười quỷ dị không nói gì, nói là có đánh chết cũng không dám nói ra, vẫn xin đại ca Diệp Phàm đừng làm khó em út, vì Liệp Báo có kỷ luật. Kỷ luật cái rắm, hút một điếu thuốc còn nói kỷ luật. Diệp Phàm cười mắng, nhưng nhìn thấy Tề Thiên và Lý Hoành Sơn cứ dương mắt nhìn dương thuốc đặc biệt của mình chằm chằm, trong lòng không khỏi cả kinh, thầm mắng, lại chiêu mộ được 2 sói rồi, bố mày khó khăn lắm mới liếm mặt kiếm được mấy cây thuốc như vậy. Còn muốn cầm đi nịnh bợ lãnh đạo.
không thể để những con sói này ăn bớt hút sạch được. Hơn nữa loại thuốc lá này hút cũng không thoải mái, cũng không biết có phải thật sự kiếm từ chỗ nha đầu Mai ra đó không. Thật sự nếu kiếm từ chỗ cô ta, sau này có lẽ chọc phải chuyện phiền toái rồi. Anh Thiết à anh Thiết, tư tưởng làm bà Mai của anh thật sự không được đâu. Hắn vội vàng rút ra loại trung hoa đặc biệt mỗi người 2 bao, đương nhiên kêu Lý Hoành Sơn cũng cầm về đưa cho Lý Tuyên Thạch 2 bao, mới xem như đuổi được 2 con sói tham lam đó, trong lòng đau xót cứ kêu gào uất ức. Diệp Phàm lập tức gọi điện cho Trịnh Lực Văn, kêu gã đi kiểm tra tiền đã nhập vào sổ sách chưa, đừng để giữa đường bị mấy con sói chặn lại một đoạn là phiền phức. Phải biết rằng bây giờ tiền chưa đến tay thì không tính là tiền, ở giữa còn có rất nhiều biến số. Chủ tịch thôn Mã, xin hỏi một vấn đề không lễ phép. Không biết cục trưởng Mã Đức Lâm thăng chức đến chỗ nào rồi? Diệp Phàm thật sự không biết Mã Đức Lâm đã đi đâu. Thành phố lớn như vậy, bản thân mình rất bế tắc ở phương diện tin tức. Ha ha ha, cậu nói cha nuôi của tôi sao, ông ấy vừa thăng lên phó chủ tịch thành phố, đang ở thành phố Mạc Hương chúng ta. Nhưng món tiền đó thật sự không phải từ thành phố xuất ra, là cha nuôi kiếm được từ một người bạn cùng lớn lên với nhau. Mã Cái Thiên muốn đắc ý để lộ ra một phen, nhưng ở trước mặt Diệp Phàm lại không dám, cho nên chỉ có thể lộ ra một chút trên mặt, dáng vẻ có hơi tức cười. Anh Mã, muốn cười thì cứ cười đi, không sao đâu, con người tôi tương đối thoải mái. Nhưng có chút kỳ quái, người bỏ tiền ra rút cuộc là thần thánh phương nào, phải biết rằng 100 vạn không phải là con số nhỏ. Hơn nữa tại sao y lại cấp số tiền đó cho một nơi xa xôi hẻo lánh như chúng ta, bên trong nhất định có gì đó. Chủ tịch thôn Mã, có phải muốn làm tôi hồ đồ có phải không? Nếu có thể nói thì cứ nói, tôi cũng vô cùng hiếu kỳ, nếu không thể nói thì không nói, chuyện này tôi có thể hiểu. Ha ha ha, lần này Diệp Phàm lại vui vẻ cười, không phải cười khổ mà là vui sướng, lại quăng ra một bao thuốc đặc biệt cho Mã Cái Thiên. Lần này quăng ra là loại thuốc Trung Hoa đặc biệt cao cấp, thuộc về loại chỉ có quan lớn chức vụ trưởng ban của tỉnh mới được chia mấy bao để hút, chức phó thì không có phần. Đương nhiên loại thuốc chỉ có vĩ nhân cấp cao hút Diệp Phàm vẫn bí mật cất trong phòng, không nỡ để nó cho người khác. Ồ, bao thuốc này không giống với bao thuốc vừa rồi. Chủ tịch Diệp, tôi là người thô kệch, anh có thể nói một chút, lẽ nào trong loại thuốc này có bí mật gì sao? Mã Cái Thiên là một người thẳng tính, cũng không kìm được hỏi ngọn nguồn. Ha ha ha, là loại cấp trên hút, bí mật. Chỉ cho anh 2 bao thôi. Diệp Phàm tiện tay chỉ lên trời, nói vậy khiến Mã Cái Thiên cười cười trong lòng giống như con mèo đi bắt mồi cẩn thận đem 2 bao thuốc lá giống như kho báu cất vào trong túi ra. Không lâu sau Trịnh Lực Văn gọi điện tới, vui mừng nói là đã nhập sổ được 100 vạn, xuất xứ hình như là Hải quan Thủy Châu. Hải quan Thủy Châu, chuyện này thật sự kỳ lạ. Hải quan tại sao có thể xuất tiền đập xuống nơi xó xỉnh như Lâm Tuyền để sửa đường, trong lòng Diệp Phàm suy nghĩ, gật gật nhìn Mã Cái Thiên nói. Chủ tịch thôn Mã, không sai, lại dính vào lãnh đạo của hải quan. Ha ha, nói gì vậy, là cha nuôi tôi dẫn đường, phó giám đốc hải quan của Hải quan Thủy Châu Miêu Nhâm Đạo tiên sinh rút ra. Nói là quà sinh nhật của tôi, ha ha ha, món quà này cũng nặng quá. Mã Cái Thiên nhếch miệng cười hớn hở. Quà sinh nhật, anh Mã, quà sinh nhật của anh thật đáng giá, món quà 100 vạn. Đồng chí Mã, sinh nhật anh là lúc nào, nói cho tôi nghe xem, cần chính quyền thị trấn chúng tôi tặng món quà gì cho anh. Diệp Phàm vừa nghe thiếu chút nữa chấn động đến rụng hàm. Mã Cái Thiên là con người thô kệch giống như Hắc Lý Giật, vào sinh nhật người ta đưa tới 100 vạn, mặc dù nói bản thân Mã Cái Thiên không cầm được nhưng về danh nghĩa vẫn là của y, cõi đời này thật quá điên cuồng. Nếu người ta đã tặng số tiền lớn như vậy, chính quyền thị trấn cũng nên biểu hiện lòng thành có phải không? Nếu không sẽ làm tê tái lòng của ngưu nhân Mã Cái Thiên. Thật ra Diệp Phàm không biết là Mã Cái Thiên vì kiếm được 100 vạn này cũng rất khó khăn, ngay cả con gái cũng kính dâng lên, nếu không người ta cho dù có quan hệ vô cùng thân thiết với Phó Chủ tịch tỉnh Mã Đức Lâm cũng sẽ không quăng ra món quà lớn như vậy. Đừng thấy Mã Cái Thiên là một con người thô kệch nhưng con gái của Mã Cái Thiên là Mã Thiến Thiến lại có dáng người vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt lung linh, dáng người đầy đặn giống như con lai. Mã Thiến Thiến học ở Học viện Tài chính Kinh tế Thương Hải của tỉnh Nam Phúc, là trường chuyên lớn chính tông. Mã Cái Thiên đi tìm cha nuôi Mã Đức Lâm kiếm chút tiền, trên thực tế Mã Cái Thiên là con riêng của Mã Đức Lâm, nhưng Mã Đức Lâm sợ người khác nhận ra gây chuyện ồn ào.
cho nên từ trước đến nay vẫn để con riêng của mình đóng ở trại Thạch Bình của thị trấn Lâm Tuyền. Về kinh tế có thể quan tâm hết mức, cho nên ở phương diện tiền bạc, Mã Cái Thiên cũng không túng thiếu thứ gì. Nhưng Mã Cái Thiên cũng không biết Mã Đức Lâm là cha ruột của mình, vì mẹ Mã Cái Thiên là Lan Tuyết Mai không nói với y. Còn người cha hiện tại của Mã Cái Thiên là Lôi Thổ Đôn, là một người nông dân hiền lành thật thà, suốt đời ở nơi xó xỉnh trại Thạch Bình, cũng rất ít khi lên huyện thành, là một người đàn ông thật thà chất phác, đánh ba gậy cũng không dám đánh rắm. Bà xã Lan Tuyết Mai nhảy ra bờ tường, y cũng không biết, còn tưởng là hạt giống mình gieo trồng, nảy mầm ra loại biến dị. May mà dáng người Mã Cái Thiên cũng có chút tương tự Lôi Thổ Đôn, đều thô kệch. Cho nên Mã Cái Thiên từ khi sinh ra đến nay, mặc dù nói tướng mạo lớn lên không giống Lôi Thổ Đôn, nhưng dáng người thật sự giống Lôi Thổ Đôn. Cho nên Lôi Thổ Đôn bất kể đi đâu cũng mở miệng tán dương con trai Mã Cái Thiên di truyền rất tốt, dáng người hắn quả thực không khác gì mình. Khi còn trẻ khiêng một con lợn rừng 300 cân thoăn thoắt bước đi, không khác gì thân thủ của mình. Đương nhiên, nói đến những chuyện này cũng là những chuyện xưa cũ không có giá trị, Mã Đức Lâm lúc đó vừa mới tốt nghiệp cao đẳng đã được phân xuống thị trấn Lâm Tuyền, vừa vặn được chính quyền thị trấn phân xuống trại Thạch Bình, thì gặp được thiếu phụ Lan Tuyết Mai vừa mới kết hôn được 10 ngày. Mã Đức Lâm vừa nhìn thấy đã bị bộ ngực cỡ lớn 40B như tàu chiến của Lan Tuyết Mai làm cho choáng váng, lại cộng thêm đóng ở thôn, cứ như vậy, thường xuyên qua lại, tình trạng ý thiếp dần dần cũng có tình cảm, rồi câu được lẫn nhau. Đối với Lan Tuyết Mai mà nói, bản thân lúc đó cũng chỉ mới 18 tuổi. Trại Thạch Bình lúc đó nghèo nổi tiếng, đừng nói những thứ khác, có lúc ngay cả tiền mua muối ăn cũng không có. Vì vậy Lôi Thổ Đôn ngoài biết trồng khoai lang, ngô, gạo thì không có tài nghệ gì khác. Người dân quê ngoài nuôi mấy con lợn đổi lấy ít tiền mua dầu ăn, kiếm vài tấm vải thì không còn kiếm được chút tiền nào từ chỗ khác. Hơn nữa Mã Đức Lâm vừa mới tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp, dáng người cũng rất đẹp trai. Quan trọng là y là cán bộ của chính quyền thị trấn, là cán bộ ăn lương nhà nước. Lan Tuyết Mai lúc ấy đã động lòng rồi, nếu có thể dính vào một cán bộ như vậy, đối với gia đình mình mà nói cũng sẽ có rất nhiều lợi ích. Cho nên cứ như vậy nhen nhóm lửa tình với Mã Đức Lâm. Một người thì thích bộ ngực đặc biệt lớn, một người thì thích tiền và thế của y. Nhưng Mã Đức Lâm cũng không tệ, mỗi tháng đều kiếm ít tiền lương đưa cho Lan Tuyết Mai, y là cán bộ đóng ở thôn, vì vậy luôn kiếm được rất nhiều lợi ích. Chỉ cần chính quyền thị trấn có chia lợi ích gì xuống thì nhất định sẽ nghĩ đến Lan Tuyết Mai đầu tiên. Nhưng không lâu sau Mã Đức Lâm gặp được vận may được điều chuyển đi, nhưng hạt giống y để lại trong bụng Lan Tuyết Mai lại mọc rễ nảy mầm, cuối cùng sinh ra Mã Cái Thiên. Lúc mới đầu ngay cả Lan Tuyết Mai cũng không biết Mã Cái Thiên là hạt giống của Mã Đức Lâm, còn tưởng là của Lôi Thổ Đôn, nhưng trong lòng đã có hoài nghi rồi. Cho đến sau này khi Mã Cái Thiên được mười mấy tuổi, có một ngày vô tình ở thị trấn Lâm Tuyền lại gặp được Mã Đức Lâm hiện giờ đã lãnh đạo huyện, lúc ấy Mã Đức Lâm vừa nhìn thấy Mã Cái Thiên đã ngây người sửng sốt. Trong tiềm thức như có mách bảo, Mã Đức Lâm lập tức cảm thấy thích Mã Cái Thiên, ngay lúc ấy nói là muốn nhận Mã Cái Thiên làm con nuôi. Lãnh đạo huyện nói muốn nhận Mã Cái Thiên làm con nuôi, người đàn ông thật thà Lôi Thổ Đôn còn biết nói gì, chỉ có thể vui cười hớn hở, thiếu chút nữa cười lệch cả miệng. Lúc ấy người của trại Thạch Bình đều nói Mã Cái Thiên, gặp được vận may cực lớn mới có thể khiến lãnh đạo huyện vừa nhìn đã muốn nhận làm con nuôi. Kết quả ngay cả họ cũng đổi thành họ Mã. Lôi Thổ Đôn vì tương lai của con trai có thể kiếm được tiền đồ rộng mở, hơn nữa dù sao Mã Cái Thiên còn có ba đứa em, đi một người thì vẫn có người ở lại cho nên cũng không đi tính toán những chuyện này. Lúc ấy vì muốn kiếm ít tiền đi gặp cha nuôi, Mã Cái Thiên cũng đưa con gái Mã Thiến Thiến theo. Vừa vặn gặp người bạn cũ là phó giám đốc hải quan Thủy Châu là Miêu Nhâm Đạo đến nhà chơi. Miêu Nhâm Đạo vừa nhìn đã để ý đến con gái Mã Thiến Thiến của Mã Cái Thiên. Bị đôi mắt dáng người xinh đẹp của cô gái này hút hồn. Sau này nghe nói Mã Cái Thiên đang muốn kiếm tiền sửa đường, trong lòng khẽ động có ý tiếp xúc. Có người đưa tiền, Mã Cái Thiên đương nhiên là vui mừng hớn hở. Hai người thường xuyên qua lại thì mắc vào nhau. Miêu Nhâm Đạo mặc dù nói là đồng bạn lớn lên từ nhỏ với Mã Đức Lâm nhưng kỳ thực lại nhỏ hơn Mã Đức Lâm 3, 4 tuổi, năm nay cũng mới 42 tuổi. Vừa vặn bà xã mới chết, vì vậy triển khai thế tấn công mãnh liệt về phía Mã Thiến Thiến. Miêu Nhâm Đạo mặc dù là phó giám đốc hải quan Thủy Châu, nhưng lại có rất nhiều tiền. Thường xuyên mượn cớ nói là dẫn cháu gái đi chơi,
cứ như vậy đến ngày thứ 10 thì cô gái nhà quê từ một xó xỉnh chui ra Mã Thiến Thiến cũng bị tiền làm cho mở mắt. Không lâu sau thì chúng viên đạn bọc đường của Miêu Nhâm Đạo sầu thương nhớ mong. Cho nên 100 vạn của Miêu Nhâm Đạo mặc dù nói dùng danh tiếng của hải quan đều làm quà sinh nhật cho Mã Cái Thiên, nhưng sau này có lẽ nên gọi là nhạc phụ thì đúng hơn. Nhưng Miêu Nhâm Đạo có nói trước, số tiền này phải dùng trên con đường của trại Thạch Bình, do Mã Cái Thiên tự chịu trách nhiệm. Trong chuyện này có mở ám hay không, Diệp Phàm làm sao biết rõ, nhưng cười cười bỏ qua. Nếu Mã Cái Thiên đã kiếm được 100 vạn đưa tới thì chiết khấu lại cho y 10 vạn tiền hoa hồng cũng là bình thường, Diệp Phàm cũng không có ý kiến gì. Chương 320, 100 vạn đổi lấy chủ nhiệm cấp ban. Anh Mã, anh ngồi chơi lát đã, để tôi hỏi cấp trên năm nay có danh hiệu gì cho thị trấn chúng ta không? Sau khi chào hỏi, Diệp Phàm gọi điện cho Vương Nguyên Thành. Chủ nhiệm Vương, sắp cuối năm rồi, năm nay có danh hiệu nào rơi xuống thị trấn chúng ta không? Đương nhiên cấp bậc càng cao càng tốt. Trong huyện được không? Vương Nguyên Thành có chút kỳ quái, chủ tịch thị trấn Diệp tại sao lại đột nhiên quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này? Phải biết rằng chuyện lùi đường đến hôm nay vẫn còn ồn ào. Trong huyện dùng làm gì, lên trên đi, tốt nhất là trong tỉnh, xem có hay không. Mã Cái Thiên ngồi ở cái bàn nhỏ đối diện ra sức căng tai ra nghe Diệp Phàm nói. Trong tỉnh thì để tôi điều tra thêm, danh hiệu trong tỉnh vô cùng ít. Vì nếu trong tỉnh có danh hiệu gì bình thường mà nói đều bị huyện chặn lại rồi, rất khó rơi vào thị trấn chúng ta. Vương Nguyên Thành cau mày gọi Phương Nghê Muội vội vàng đi kiểm tra. Có rồi, thật ra có một cái, là biểu dương nhân viên công tác của chính quyền thị trấn chúng ta, tên là khen thưởng cán bộ thị xã ưu tú tỉnh Nam Phúc. Vương Nguyên Thành đột nhiên kêu lên trong điện thoại. Tốt, tốt, giữ lại danh hiệu đó, tôi có việc cần dùng. Diệp Phàm cười nói, trong lòng nhẹ nhõm, cuối cùng đã không thất hứa với Mã Cái Thiên. Nếu không người ta kiếm được 100 vạn mà danh hiệu tiên tiến tỉnh mình hứa hẹn trước đó không rơi vào tay, mình không thể thất hứa được, nếu không sẽ làm lạnh lòng cấp dưới. Hắn quay đầu nói với Mã Cái Thiên. Chúc mừng chủ tịch thôn Mã, anh lập tức trở thành cán bộ thị xã ưu tú tỉnh Nam Phúc rồi. Ha ha ha, từ trên tỉnh phát xuống. Bình thường mà nói loại phần thưởng này đều do chủ tịch huyện đích thân trao tặng, anh cứ đợi lĩnh thưởng đi. Thật sao? Phần thưởng cán bộ thị xã ưu tú tỉnh Nam Phúc, cảm ơn, cảm ơn. Mã Cái Thiên kích động đến mức đôi môi run rẩy, vô tình lại rút chiếc bút máy hiệu anh hùng đã mài đến cũ rích ở trong túi áo, vuốt ve trong tay, giống như đang sờ mông nhân tình của mình. Trước mắt Diệp Phàm tựa hồ lại hiện ra cảnh tượng kiều diễm của Mã Cái Thiên với số 002, cũng chính là vợ nhị quý tử ở trại Thạch Bình tên là Thúy Liên. Lúc ấy Yêu Côn Phạm Võng còn nói Thúy Liên từng dùng cây bút anh hùng này để thủ dâm. Chọc đồng chí Mã tát cho cô ta một cú trời giáng, liền cố ý cười quỷ dị hỏi. Anh Mã, chiếc bút máy anh hùng của anh dùng lâu lắm rồi, đã cũng như vậy thì tôi dứt khoát phát cho anh một cái mới được. Được rồi, dùng nó lâu nên quen rồi, ha ha, quen rồi. Mã Cái Thiên cầm chiếc bút anh hùng tình cảm sâu nặng. Loại bút anh hùng này dễ dùng không? Diệp Phàm lại hỏi. Dễ dùng, rất thuận tay. Chỗ nào ngứa ngáy còn có thể dùng để gãi, ha ha. Đồng chí Mã khôi phục lại vẻ mặt thật thà, thật sự giống như một lão nông dân quê chất phác, hiền hậu. Nhưng Diệp Phàm biết tâm linh của đồng chí Mã hoàn toàn trái ngược với vẻ bề ngoài, nếu không làm sao có thể kiếm được một lớp tình nhân, còn muốn kiếm đủ một hàng. Cái gì là 001, 002, 003, 004 đều có cả. Thúy Liên chính là 002 chính tông, xếp sau vợ của lão Mã. Ngày xưa được gọi là nhị phòng, địa vị cũng không thấp. Lão Mã cũng xem như là người phong lưu, so với một chủ tịch thị trấn là mình thì ghê gớm hơn nhiều. Diệp Phàm thật sự muốn hỏi 007 là ai, nhưng cuối cùng vẫn kìm nén không mở miệng, cứ để y duy trì một luồng sức mạnh thần bí đi. Có lẽ như vậy càng có mùi vị hơn. Nhưng sau mấy phút, chủ nhiệm Vương Nguyên Thành lại gọi điện đến, ấp a ấp úng nói là, phần thưởng cán bộ thị xã ưu tú tỉnh Nam Phúc. Do tỉnh tặng gì đó đã bị bí thư Mâu Dũng chỉ đích danh cho đồng chí Trịnh Tuyết Muội chủ nhiệm của ban sinh đẻ có kế hoạch rồi. Danh sách cũng báo lên rồi, cho nên năm nay không có bằng khen cấp tỉnh. Trịnh Tuyết Muội, đây là chuyện gì vậy? Trịnh Tuyết Muội không phải là tình nhân của nguyên chủ tịch thị trấn Thái Đại Giang sao? Sao lại lôi kéo quan hệ với Mâu Dũng? Lẽ nào là Thái Đại Giang đòi cho cô ta?
Không thể nào, Thái Đại Giang và Mâu Dũng căn bản không có giao tình gì. Mâu Dũng không thể nào nể mặt ông ta được. Chuyện này thật đúng là quái lạ, không phải là bộ ngực 39B của Trịnh Tuyết Muội lại lao vào lòng Mâu Dũng rồi chứ? Có lẽ không phải, Mâu Dũng là thái tử gia cấp thành phố chân chính, làm sao có thể để ý đến loại hàng xấu xí già nua như Trịnh Tuyết Muội được chứ? Nhưng chuyện này cũng khó nói, cây củ nào cũng có tình yêu, có lẽ mình đa tâm rồi. Trong đáy lòng Diệp Phàm oán thầm cảm thấy thật đau đầu, biết ăn nói thế nào với đồng chí Mã về phần thưởng cấp tỉnh này, người ta là đại công thần kiếm được 100 vạn, không nói là phần thưởng cấp tỉnh, mà là cấp bộ cũng xứng đáng. Hơn nữa đồng chí Mã hiện tại vẫn còn trơ mắt ngồi ở góc ghế xa nhìn mình chằm chằm, thật là phiền toái. Được rồi, cứ để cho người ta. Diệp Phàm buông điện thoại xuống, trong đầu suy nghĩ một hồi về lợi ích có thể kiếm cho lão Mã, đột nhiên trước mặt sáng ngời, quyết định nhanh chóng, cười nói. Chủ tịch thôn Mã, đi, chúng ta đi gặp bí thư Mâu. Gặp bí thư Mâu, tôi. Mã Cái Thiên đột nhiên nhăn nhó giống như cô gái, xem ra có chút sợ hãi thái tử gia Mâu Dũng. Làm gì vậy, đừng như đàn bà thế, đi. Diệp Phàm cười mắng. Được, tôi đi với anh. Mã Cái Thiên đứng lên buồn bực đi theo Diệp Phàm. Hai người đi tới phòng làm việc của Mâu Dũng. Chủ tịch thị trấn Diệp, chuyện lùi đường sáng nay có chút ồn ào, có xử lý được không? Mâu Dũng cười thân mật hỏi. Về cơ bản xử lý được rồi, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Vị này là chủ tịch thôn Mã Cái Thiên của trại Thạch Bình chúng ta, cũng là cán bộ chính thức của sở tài chính thị trấn Lâm Tuyền chúng ta, vẫn đóng ở trại Thạch Bình nghèo khó, thật là khó khăn. Diệp Phàm giới thiệu. Xin chào bí thư Mâu. Mã Cái Thiên lập tức khom người xuống cười thật thà bắt chuyện. Lúc này đồng chí Mã lại khôi phục lại thần sắc của một người nông dân, thuận tay rút ra bao thuốc cấp thấp trong hai bao thuốc mà Diệp Phàm đưa cho, xé ra một bao, rút thuốc đưa tới. Mâu Dũng cũng không nói gì, sau khi nhận lấy tự nhiên đợi Mã Cái Thiên bật lửa châm thuốc, nhưng sau khi rít một hơi, lông mày đột nhiên nhíu lại. Ánh mắt mơ hồ liếc nhìn điếu thuốc quan sát kỹ càng, nghĩ thầm, sao mùi vị lại có chút giống như loại thuốc đặc biệt, nghe nói loại thuốc này cán bộ cấp bộ. Cấp tỉnh nửa năm mới được chia một cây. Kỳ quái, xem ra sau lưng chủ tịch thôn Mã này cũng có chỗ dựa to lớn rồi. Y thuận miệng khen. Không tệ, mùi vị rất thuần khiết. Ha ha, đây là chủ tịch thị trấn Diệp mới cho. Tôi làm sao có thể hút loại thuốc đắt tiền này, bình thường đều chỉ hút mẫu đơn 3 đồng 5 một bao. Mã Cái Thiên thuận miệng trả lời, trong lòng cũng có chút cao hứng. À... Mâu Dũng hừ một tiếng lơ đãng quét mắt nhìn Diệp Phàm không nói gì, trong lòng lại âm thầm suy đoán, kỳ quái, lần trước tên họ Diệp này cũng đưa cho mình hút loại thuốc này, nói là bạn trong quân đội đưa. Lần này còn đưa cho chủ tịch thôn Mã Cái Thiên một bao. Chứng tỏ hắn có không ít loại thuốc này, có lẽ có mấy bao. Số thuốc này rút cuộc ở đâu ra? Lẽ nào sau lưng tiểu tử này thật sự có một pho tượng chân thần, không hiện ra? Sau này mình phải kiềm chế một chút. Không được không cẩn thận đắc tội với thần tiên gì đó. Ha ha ha, ăn bớt từ chỗ người bạn thôi. Trong ngăn kéo còn có mấy bao, đợi lát nữa sẽ đưa cho bí thư Mâu hai bao. Diệp Phàm cười ha ha, có chút đau lòng khi phải đưa thuốc của mình, nhưng Mã Cái Thiên đã nói, không đưa hai bao cho Mâu Dũng cũng ngại, nếu làm vậy có vẻ mình lại quá keo kiệt. Vậy, tôi từ chối là bất kính rồi, ha ha. Mâu Dũng cười nói, bí thư Mâu. Chủ tịch thôn Mã là một đồng chí tốt. Cắm rễ ở trại Thạch Bình nghèo khó đã mười mấy năm rồi. Trại Thạch Bình là thôn của dân tộc Sa, đó là nơi kinh tế vô cùng lạc hậu, vì sự nghiệp dân tộc hài hòa của đảng ta, anh ấy vẫn kiên trì cắm chốt ở nơi khó khăn nhất, gian khổ nhất nhưng chủ tịch thôn Mã vẫn không có một lời oán trách, lấy gian khổ làm niềm vui. Không những kiếm tiền khai thông con đường máy cày từ trại Thạch Bình đến xã Khanh Hương, hơn nữa lần này vì hưởng ứng kế hoạch, đại quy hoạch Lâm Tuyền, đặc biệt đã chạy lên chạy xuống, vô cùng vất vả. Cuối cùng kiếm được 100 vạn, hôm nay đã nhập vào sổ sách của sở tài chính thị trấn chúng ta. Không dễ dàng, một cán bộ thôn lại làm được chuyện này, thật sự có thể xem là điển hình cho cán bộ khắp thị trấn học tập. Theo lý mà nói lẽ ra nên đánh giá anh ấy là cán bộ tiên tiến. Chí ít phải cấp tỉnh, nhưng danh sách của thị trấn chúng ta có hạn, năm nay hình như không có chỉ tiêu. Tôi nghĩ chúng ta vẫn phải tranh thủ một chút, xem có thể giành được về một chỉ tiêu không. Những lời khen ngợi này của Diệp Phàm khiến trong lòng Mã Cái Thiên nóng hầm hập,
thiếu chút nữa là rụng tim. Đúng, chủ tịch thôn Mã thật sự là điển hình học tập của các đảng viên chúng ta. Nếu mỗi một chủ tịch thôn trong thị trấn chúng ta đều tận tâm tận lực làm tốt công tác giống chủ tịch thôn Mã, thì thị trấn chúng ta sớm đã thường thường bậc trung rồi. Không sai, chuyện đề cử chủ tịch thôn Mã phiền chủ tịch thị trấn Diệp đi làm, dốc toàn lực tranh thủ được một chỉ tiêu về đây. Trong lòng Mâu Dũng kinh ngạc, quan sát lại một lần nữa người đàn ông thô kệch này, cảm thấy người này rất giống Đồ Tể, cười giống như một lão nông chất phác, không ngờ năng lượng lại không nhỏ. Phải biết rằng để kiếm được 100 vạn là chuyện không đơn giản, ngay cả bản thân Mâu Dũng, cả nhà đều làm quan chức, nhưng trước mắt cũng chỉ mới kiếm được 100 vạn về cho thị trấn, chứng tỏ muốn kiếm được 100 vạn không dễ dàng như vậy. Trong lòng cũng đang thầm mắng tiểu tử Diệp Phàm này đúng là số đỏ, khi chuyện lùi đường chưa thể dàn xếp thì lại toát ra một người đưa tiền đến. Kỳ thực chuyện lùi đường phát sinh, Mâu Dũng lúc nào cũng chú ý, khi nghe lưu trì của phòng tổng hợp báo cáo tình hình. Tâm tình của Mâu Dũng rất phức tạp. Tại sao vậy chứ? Nếu như nhân cơ hội này làm lớn chuyện ra thì tuyệt đối có thể lật ngã được một đối thủ mạnh mẽ như Diệp Phàm, nhưng nếu thật sự làm lớn chuyện này ra, người đứng đầu Lâm Tuyền là mình cũng không thoát khỏi liên quan, Diệp Phàm ngã rồi, có lẽ mình cũng bị xử phạt. Cho nên Mâu Dũng suy đi tính lại, quyết định tạm thời lấy bất biến ứng vạn biến, quan sát sự phát triển của chuyện này. Giống như con sói già ngủ đông trong bóng đêm, tùy cơ hành động. Mâu Dũng cũng biết rõ, lần này Diệp Phàm nhất định phải động đến số tiền sửa đường rồi. Quả nhiên, không lâu sau có người của Sở Tài chính mật báo, nói là Trịnh Lực Văn lấy chiếc thẻ là tập đoàn Nam Cung Quyên tặng đến ngân hàng chuyển khoản. Hiện tại Diệp Phàm có quá nhiều nhược điểm bị Mâu Dũng nắm được, trong lòng vô cùng sung sướng. Cho nên trong ánh mắt nhìn Diệp Phàm giống như Phật Tổ đang nhìn Tôn Ngộ Không diễn trò. Chương 321, có muốn động thủ hay không? Y nghĩ thầm, con khỉ con Diệp Phàm này, mày có muốn nhảy thế nào cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Tổ đâu. Chỉ cần ông Mâu nhà ngươi chịu ra tay, cái mũ quan của mày sẽ lập tức bay mát. Chú dượng ông là bí thư ủy ban kỷ luật chuyên điều tra mũ quan trong thành phố. Tạm thời quan sát một chút, nếu sau này nghe lời, ông có thể bỏ qua cho mày. Nếu không nghe lời thì, hừ. Bí thư Mâu, chủ tịch thôn Mã đã làm được cống hiến kiệt xuất như vậy. Tôi cảm thấy nên giao thêm trọng trách cho anh ấy. Lấy anh ấy làm tấm gương, phát động tất cả cán bộ toàn thôn trấn học tập theo tác phong, tinh thần này. Vì sự nghiệp nông thôn của Lâm Tuyền chúng ta mà mở rộng cống hiến nhiều hơn. Nông dân giàu mạnh, thị trấn chúng ta giàu mạnh, anh nói có phải không? Diệp Phàm nghiêm túc đề nghị. Đúng, nên như vậy, đối với các công thần chúng ta phải khen thưởng, đối với các đồng chí có sai lầm, chúng ta cũng phải nghiêm khắc phê bình. Nói tóm lại là vì công tác của thị trấn chúng ta, vì các hạng mục sự nghiệp kinh tế của thị trấn chúng ta mà giành được đột phá lớn hơn. Chúng ta cũng nên làm như vậy. Người có công thì khen thưởng, người vô công thì phê bình. Tôi không thích là người ba phải chuyện gì cũng không làm. Mâu Dũng lại nhảy một hồi về phương diện tư tưởng chính trị, thể hiện nhận thức của một bí thư như mình về chính sách của đảng. Đúng, lời của bí thư Mâu tôi nghĩ cán bộ thị trấn đều nên học tập, lúc nào có thời gian rảnh. Tôi muốn tổ chức cho cán bộ toàn thị trấn học tập chính sách của đảng, nói chuyện với lãnh đạo. Tiến thêm một bước nhận thức sâu sắc hơn của các cán bộ đối với công tác nông thôn. Đem công tác nông thôn đặt ở vị trí trọng tâm, chứ không giống như hiện tại có một số cán bộ chỉ biết múa mép khua môi, muốn đem công tác và trách nhiệm rơi vào thực tế. Mỗi người có cương vị, nhiệm vụ của riêng mình, phải kiên trì bảo vệ tốt cương vị của mình, cùng nhau tìm kiếm sự phát triển lớn hơn. Đối với những đồng chí lạc hậu thì phải tiến hành giáo dục tư tưởng. Nếu không thấy hiệu quả, nên đổi thì phải đổi, mạnh mẽ thúc đẩy công tác của thôn xã thị trấn chúng ta tiến lên giai đoạn mới. Diệp Phàm sau khi cảm giảm mấy câu liền quay đầu nói. Bí thư Mâu, anh xem chủ tịch thôn Mã cần phải thích hợp với cương vị nào hơn. Anh ấy là một nhân tài, chúng ta không thể lãng phí được. Cậu là chủ tịch thị trấn, cậu tự xem đi. Mâu Dũng lại đánh một gậy che trở về, nghĩ thầm, hừ. Lại muốn cướp vị trí đây, muốn cướp thì tự mày đi mà sắp xếp, như vậy cũng xem như mày tự đề cử. Sau này chỉ tiêu bên mày cũng ít đi một phần. Ha ha ha, thị trấn chúng ta vì gia tăng công tác của cán bộ thôn, hiện tại sau khi xã Khanh Hương sáp nhập, số lượng các thôn tăng lên 80 cái. Trong cán bộ thôn chỉ riêng bí thư chi bộ và chủ tịch thôn đã đạt gần đến 200 vị. Còn không tính các chức vụ như đại đội trưởng dân binh.
quản lý cán bộ thôn cũng là vấn đề lớn, năm nay hội nghị công tác nông thôn của đảng vừa mới triển khai không lâu. Nói rõ đảng đã đưa vấn đề nông thôn đặt ở vị trí rất quan trọng. Cho nên, thị trấn chúng ta cũng không thể lạc hậu. Lại là thị trấn rất lớn, cán bộ thôn nhiều như vậy mà không có một tổ chức quản lý chuyên môn cũng không được. Cho nên tôi định xây dựng một tổ chức chuyên môn quản lý cán bộ thôn, tên là Hội ủy viên quản lý cán bộ thôn thị trấn Lâm Tuyền, gọi tắt là Ban cán bộ thôn. Chuyện này hôm qua ở thành phố Mạc Hương tôi cũng đã nói qua với anh rồi. Lúc ấy anh cũng đồng ý rồi. Sáng nay chủ nhiệm Vương của phòng đảng chính đã chuẩn bị xong phòng làm việc. Tối hôm qua tôi vẫn cứ suy nghĩ chủ nhiệm của hội ủy viên này sẽ do ai đảm đương. Hôm nay người thích hợp thật sự đã từ trên trời rơi xuống. Ha ha ha, tôi thấy chủ tịch thôn Mã là người thích hợp nhất, tác phong nhanh nhẹn, có nghị lực, có quyết đoán, chịu làm, tính giai cấp mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ này. Diệp Phàm nói đến đây lại thầm nghĩ, giai cấp cái rắm, chơi gái cũng là một tay đứng đầu. Đây cũng xem như là bản lĩnh. Được, cứ làm theo ý cậu, gọi đồng chí Lý Xuân Thủy vào sắp xếp, lúc nào triệu tập đại hội cán bộ thôn, cậu tuyên bố một chút là được. Chủ tịch thôn Mã, hy vọng anh có thể tiếp tục cống hiến nhiều hơn cho sự nghiệp vì nhân dân, vì nông thôn, vì đảng trên cương vị mới. Mậu Dũng thân thiết khích lệ, Mã Cái Thiên vốn đứng ở bên cạnh lúc này cơ thể cũng có chút run rẩy, kích động không thôi. Được rồi chủ tịch thôn Mã, chúng ta đi thôi. Để tôi gọi chủ nhiệm Vương của phòng đảng chính dẫn anh tới phòng làm việc chủ nhiệm mới của anh. Diệp Phàm cười nói, thân thiết vỗ vỗ vai lão Mã cùng đi ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, Mậu Dũng đã gọi Lưu Trì đến hỏi. Lưu Trì, lai lịch của Mã Cái Thiên này cậu có biết rõ không? Biết một chút, nghe nói là bá vương nông thôn, thật ra chính là một tên nhà quê lưu manh, thích chơi gái, bản thân lúc đánh bài còn nói khoác là muốn chơi dụng một liên đội tình nhân. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Lưu Trì vừa nói đến đây, Mậu Dũng đã vui vẻ cười nói. Xem ra chủ tịch thôn Mã vẫn là một tên phong lưu dại gái. Nhưng nói muốn chơi một đại đội tình nhân thì hắn cũng có chút khó khăn, như vậy phải cần bao nhiêu tiền mặt mới chống đỡ được. Chủ tịch thôn Mã thì có bao nhiêu tiền lương chứ, ha ha ha, đúng là khoác lác. Không phải tính như vậy đâu bí thư Mậu, dân quê kiếm tình nhân rất rẻ. Có lẽ chủ tịch thôn Mã một năm gánh mấy gánh thóc, hai gánh khoai tây, ba gánh ngô là có thể kiếm được tình nhân rồi. Lưu Trì nghiêm nghị nói. Như vậy cũng cần không ít, tiền lương một tháng của chủ tịch thôn không quá 300 đồng, cũng phải nuôi cả nhà mấy miệng ăn. Mậu Dũng khẽ lắc lắc đầu, thật ra cũng có chút bội phục khả năng của Mã Cái Thiên. Chỉ dựa vào mấy đồng tiền lương, chủ tịch thôn Mã đương nhiên không thể kiếm được nhiều tình nhân như vậy, y có tay ngoài, hơn nữa rất giàu. Lưu Trì nói, rất giàu, có khả năng, vừa rồi y mới kiếm được 100 vạn cho chủ tịch thị trấn Diệp, hừ. Mậu Dũng có chút bất mãn tức tối nói, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Khi bố mày làm chủ tịch thị trấn trước đây, Mã Cái Thiên không giúp bố mày kiếm một đồng nào, tên tiểu tử Diệp Phàm tại sao lại số đỏ vậy chứ? 100 vạn, có khả năng, người này có người cha nuôi rất lợi hại. Lưu Trì vừa nói đến đây, Mậu Dũng đã không kìm được chen vào hỏi. Là ai? Cục trưởng Cục Tài chính thành phố Mã Đức Lâm. Lưu Trì cười nói. Chẳng trách. Mậu Dũng hừ một câu rồi không nói nữa, thầm nghĩ, mình cứ thắc mắc gã họ Diệp đó tại sao lại nhiệt tình giúp Mã Cái Thiên thăng quan như vậy. Hóa ra là muốn bấu víu vào bố nuôi thần tài gia của Mã Cái Thiên. Nhưng gần đây không phải Vương Thiên Lượng đã lên chức Cục trưởng Cục Tài chính thành phố rồi sao? Mã Đức Lâm thăng lên chỗ nào chứ? Không phải rút lui rồi sao? Thật sự phải hỏi kỹ xem, có thể nối dây với một pho tượng thần như vậy cũng tốt. Lưu Trì thuận miệng hỏi. Bí thư Mậu, tên tiểu tử Diệp Phàm đó gần đây làm rất nhiều chuyện bất bình, đã đến mức độ người người oán trách. Hiện tại người khắp thị trấn đều chửi hắn, nói là chủ tịch thị trấn làm công trình sĩ diện, thị trấn nghèo khó như chúng ta mà cũng muốn xây dựng đường phố giống thành thị, ép cửa hàng nhà trọ của người ta phải lùi xuống để làm đường, hao tài tốn của. Các chủ nhà thời gian trước lại vừa vặn gặp khó khăn, một mồi lửa thiêu sạch toàn bộ nhà cửa, chủ tịch Diệp còn mượn gió bẻ măng. Nói là nếu không lùi mặt tiền cửa hàng thì sẽ không phát giấy phép xây dựng gì đó, còn không để người ta sống yên. Sau đó lại bày ra khoản tiền đền bù gì đó, hắn kiếm ở đâu ra nhiều tiền như vậy, nhất định là tham ô vào tiền sửa đường. Chuyện này chúng ta có cần báo tin cho cấp trên không?
để lộ nội tình cho người của Đập Thiên Thủy. Nếu như người dân của Đập Thiên Thủy biết Chủ tịch Diệp đem tiền sửa đường ném toàn bộ vào công trình sĩ diện này thì bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Người ở nơi xó xỉnh hẻo lánh này không dễ quản lý, vừa gây chuyện là đã long trời lở đất, chúng ta có thể xem trò náo nhiệt rồi, ha ha ha. Lưu Chỉ cười nham hiểm, chỉ đợi Mâu Dũng ra lệnh một tiếng, tên lính hầu y sẽ lập tức ra tay. Đối với tốc độ thăng quan giống như tên bắn của Diệp Phàm, Lưu Chỉ từ lâu đã ôm hận trong lòng, luôn soi mói để ý đồng chí Diệp Phàm. Chuyện này không vội, phải xem cái đã, hiện tại chúng ta chỉ quan sát thôi. Nếu Chủ tịch Diệp có thể xử lý tốt thì càng tốt, nếu xử lý không tốt thì hãy nói. Mâu Dũng nhàn nhạt lắc lắc đầu, không đồng ý với suy nghĩ của Lưu Trì. Y đương nhiên không phải có lòng tốt muốn giúp đỡ Diệp Phàm, mà là xuất phát từ suy nghĩ của bản thân. Nếu Diệp Phàm muốn làm công trình thể diện thì cứ để cho hắn làm, nếu làm tốt, người đứng đầu như mình đương nhiên cũng chiếm được công lao lớn, nếu làm không tốt thì tự hắn sẽ chết. Không có liên quan gì đến mình. Đây chính là tính toán của Mâu Dũng. Tôi thấy không có khả năng làm được, đây là lỗ thủng 4-500 vạn. Vừa rồi gặp phó giám đốc Chu của Sở Tài chính, y nói đã hạch toán bước đầu. Nếu như muốn thực hiện lùi đường toàn bộ thì cần có số tiền khoảng 400 vạn, số tiền lớn này thị trấn Lâm Tuyển chúng ta không gánh vác nổi. Đem thu nhập tài chính 2 năm của toàn thị trấn ném vào trong cũng không đủ. Lưu Trì sớm đã chú ý đến phương diện này, khi Diệp Phàm vừa mới tốt nghiệp, cùng làm việc với hắn ở Đập Thiên Thủy, hiện tại người ta đã thăng lên làm chủ tịch thị trấn, còn mình vẫn cả ngày ở vị trí chủ nhiệm phòng tổng hợp lo lắng hãi hùng. Trong lòng Lưu Trì cực kỳ bất bình, nếu không hạ đài Diệp Phàm thì y ăn không ngon ngủ không yên. Đúng, chuyện này rất khó, cậu quan sát thật kỹ cho tôi, kêu phó giám đốc Sở Chu Cổ Lâm của Sở Tài chính in cho toàn bộ từng khoản tiền, phải giữ lại các giấy tờ này trước. Mâu Dũng mặt không biến đổi dặn dò. Dù sao sắp đến giờ cơm rồi, Mã Cái Thiên run rẩy được chủ nhiệm Vương đi cùng hướng dẫn quan sát phòng làm việc đại chủ nhiệm của mình, thật sự không tệ. Một phòng làm việc rộng rãi dài hơn phòng học, vì suy nghĩ đến các cán bộ thôn đến đây liên lạc tương đối đông, cho nên chọn ra một phòng cực lớn. Phía dưới bức tranh sơn thủy khổng lồ treo trên tường là một cái bàn đặc biệt lớn và một chiếc ghế xoay có chút vết rách. Đương nhiên, vết rách này kỳ thực do Diệp Phàm tạo ra lúc tức giận. Vương. Chủ nhiệm Vương, cái bàn này có phải là chỗ tôi làm việc không? Mã Cái Thiên kích động, không tin một chủ nhiệm cấp ban như mình lại có thể có được một bàn làm việc lớn như vậy. Phải biết rằng cho dù trong phòng ban chính quyền, chủ nhiệm Vương Nguyên Thành của phòng đảng chính vẫn ngồi ở chiếc bàn làm việc kiểu cũ nên Mã Cái Thiên có chút không dám tin. Chỉ sợ chiếc bàn cực lớn này là của vị phó chủ tịch thị trấn nào đó trong thị trấn đặt ở đây làm việc, hoặc là lãnh đạo quản lý, hội ủy viên cán bộ thôn. Không sai, chính là bàn làm việc chuyên dụng của chủ nhiệm Mã. Vương Nguyên Thành cười nói, quay đầu mơ hồ liếc nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm vừa nhìn thấy đã hiểu, nghĩ thầm, mình cứ thắc mắc tại sao bàn làm việc của lão Mã cứ thấy quen mắt, thì ra chính là của chủ tịch thị trấn đã treo cổ Ngô Tín Dân. Ai, di sản của y truyền cho mình, hiện tại lại chuyển tới tay Mã Cái Thiên rồi. Nhưng cái bàn này lại may mắn đấy, mình ngồi hơn nửa năm đã liên tiếp thăng lên 3 cấp. Từ một nhân viên công tác bình thường trèo lên được chiếc ghế chủ tịch thị trấn. Nói không chừng chiếc bàn này có quỷ thần phù hộ. Diệp Phàm cảm thấy hơi lưu luyến, hồi đó cũng do tâm tình nhất thời không tốt cho nên mới muốn đổi. Chương 322, so sánh công phu chấn định. Mã Cái Thiên ngồi trên chiếc ghế xoay xoay vài vòng, cảm giác cực kỳ thích ý pha lẫn ngượng nghịu, nhìn lướt qua phía đối diện thấy còn có mấy chiếc bàn làm việc nhỏ liền hỏi. Chủ nhiệm Vương. Chẳng lẽ tôi còn có thủ hạ? Không sai, anh làm chủ nhiệm quản lý các thôn còn có 4 thủ hạ, trong đó 2 người được điều từ xã Khanh Hương tới đây, hy vọng chủ nhiệm Mã có thể phát huy ra tiềm lực đem các cán bộ các thôn trấn chúng ta đoàn kết lại làm tốt công tác nông thôn. Diệp Phàm cười nói. Thấy Diệp Phàm đáp lời Mã Cái Thiên mới nhớ ra người ta là chủ tịch thị trấn, vậy mà vừa rồi mình ngồi trước mặt sai mấy vòng chẳng còn ra thể thống gì. Y hoảng hốt vội vàng đứng dậy nói vẻ khép nép. Xin lỗi chủ tịch, tôi vừa rồi hơi thất thố. Không có chuyện gì, tôi cũng ngồi với anh. Diệp Phàm vừa nói vừa đặt mông xuống một cái ghế xoay nhỏ ở đối diện. Mã Cái Thiên nhìn hết một lần phòng làm việc rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, ấp úng. Chủ tịch Diệp, thôn lớn trong thị trấn Lâm Tuyền cũng đặc biệt nhiều, nghe anh nói hình như là có 7-8 chục.
vì thế tôi làm ở ban quản lý thôn không có kinh phí hoạt động nhất định là không được. Ngài là đại chủ tịch thị trấn, có thể lập tức lấy ra một chút không? Ừ, sau này cán bộ đảng ủy thôn tới trong trấn thì anh cũng phải đón tiếp, đúng là cần kinh phí hoạt động, vậy đi chủ nhiệm Vương, lấy ra 1 vạn đi. Diệp Phàm cười nói vẻ thân thiết, thầm nghĩ Mã Cái Thiên này cũng không ngu ngốc, vừa lấy được 100 vạn thì lập tức đòi tiền, hiểu được đạo lý rèn sắt khi còn nóng, nếu không tiền tiêu hết rồi thì đúng là khó khăn. Cảm ơn, cảm ơn. Mã Cái Thiên kích động đứng lên, thầm kêu, má nó. Khó trách người người cũng muốn làm quan, một chủ nhiệm dám chó vậy mà vừa ra tay là 1 vạn đồng, sau này cứ vậy làm quan. Trước kia ngu ngốc cứ chết dẫm tại trại Thạch Bình chim ỉa. Cứ phải làm chủ nhiệm mới tốt, tuy nhiên mấy em út thì đúng là không có cách nào mang đến, đúng là vấn đề. Nếu có thể ở Lâm Tuyền xây dựng được một hàng thân mật như vậy thì thoải mái rồi, dù sao đàn bà ở đây so với trại Thạch Bình cũng cao hơn về cấp bậc, da thịt mỗi người đều mịn màng hơn, cưỡi lên thật đúng là sung sướng. Nghĩ tới đây chủ nhiệm Mã nhất thời khó lòng kìm nổi, suýt nữa chảy cả nước miếng. Tuy nhiên tôi phải nói rõ cho chủ nhiệm Mã. 1 vạn đồng này là kinh phí hoạt động của anh trong 1 năm, nếu dùng hết sớm thì chỉ có cách dương mắt ra mà nhìn thôi. Diệp Phàm cười nhạt nhắc nhở, nếu không Mã Cái Thiên sau này cứ đến tìm thì phiền toái. À, 1 năm có được một chút như vậy. Mã Cái Thiên nhất thời lạnh toát, mắng thầm, chủ tịch Diệp cũng thật là keo kiệt, ông mày liều mạng bán con gái đi mới có được 100 vạn mà chỉ lại cấp cho mình 1 vạn. Còn nói là kinh phí hoạt động 1 năm, một chút tiền này mà 17, 80 cán bộ thôn ăn uống thì được mấy ngày. Thế mà mình còn mơ ngày ngày đều đi ăn quán, chắc sau này muốn ăn một miếng thịt cũng phải nghĩ rồi, xem ra mộng ước gầy dựng đội ngũ chị em của mình phải ngâm nước nóng mất, trong thị trấn này không có tiền thì chị em nào cho thân mật. Ai, sớm biết như thế còn không bằng trở về trại Thạch Bình của mình tiêu dao, 1 năm cũng mỏ được 2, 3 vạn. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Mã Cái Thiên, Vương Nguyên Thành đã sớm liếc mắt xem thấu tâm tư của ý, cười một tiếng. Chủ nhiệm Mã, chắc trong lòng anh đang cằn nhằn chủ tịch Diệp cũng quá keo kiệt phải không? Không, tôi đâu dám, có 1 vạn đã là tốt lắm rồi. Mã Cái Thiên vội vàng nói. Ha ha, chủ nhiệm Mã, anh có thể còn chưa biết, lúc chủ tịch Diệp mới đến Đập Thiên Thủy làm tổ trưởng, anh có biết anh ấy nhận bao nhiêu tiền kinh phí không? Vương Nguyên Thành cười híp mắt hỏi. Chắc là được mấy ngàn. Mã Cái Thiên cũng không ngu, ý nghĩ chắc là không được 1 vạn. Mấy ngàn, không có, là 1.000 đồng. Vương Nguyên Thành đưa ra một đầu ngón tay cười nói. À, quá ít. Mã Cái Thiên nhất thời kinh ngạc, mới hiểu được chủ tịch Diệp bây giờ có thể cho 1 vạn đã là cực kỳ hào phóng. Ha ha ha, chủ nhiệm Mã, thị trấn chúng ta không giàu có, anh cũng biết, chỗ cần dùng tiền còn nhiều. Mỗi ban bệ 1 năm kinh phí hoạt động chung không quá 1, 2.000 đồng. Diệp Phàm cười nói. Anh nhất định sẽ cho rằng vậy thì bọn họ làm sao mà sống, thật ra thì không khó. Mèo có đạo của mèo, chuột có ổ của chuột. Chỉ cần chịu động não lấy ít tiền thì vẫn có. Chủ nhiệm Mã là người tài ba, so với những chủ nhiệm khác còn mạnh hơn. Anh thử nghĩ xem, 100 vạn anh cũng có thể lấy ra, 1 năm đi khóc 10 mấy vạn có thành vấn đề sao? Hơn nữa sau này anh danh chính ngôn thuận, là chủ nhiệm quản lý các thôn kia mà, ha ha ha. Đến lúc đó tôi còn phải thường xuyên đến đại chủ nhiệm anh xin cơm, chủ nhiệm Mã sau này có cơ hội cũng đừng quên nhé, tôi đi đây. Diệp Phàm thân mật vỗ vai Mã Cái Thiên rồi đi ra. Đúng à, sao mà mình ngu vậy chứ, hắc hắc. Mã Cái Thiên vỗ đầu cười nhạt, thầm nghĩ, vẫn là chủ tịch Diệp lợi hại, một câu thức tỉnh cái đầu heo của mình. Dựa vào cha nuôi là phó chủ tịch thành phố và con rể mình bên hải quan thì 10 mấy vạn đâu có khó khăn, 1 năm xin 10 mấy vạn không thành vấn đề. Hơn nữa lấy danh nghĩa chủ nhiệm ban thôn đi xin tiền là quang minh chính đại, ông mày 1 năm có được 10 mấy vạn sau khi ăn uống rồi còn đút túi 3, 4 vạn. Hiện giờ lương nhân viên chính quyền trong thị trấn cũng chỉ 300 đồng một tháng, 1 năm bao một em út chắc chỉ 3, 4 ngàn là đủ, 3, 4 vạn thì không cần phải nói. Ai, mình ở trại Thạch Bình 1 năm cũng chỉ được 1, 2 vạn. Sau này chuyện phát triển đội ngũ chị em ở thị trấn Lâm Tuyền có hy vọng rồi, hắc hắc. Mã Cái Thiên cười sáng rực, cười đến lộ vẻ dâm đãng. Vương Nguyên Thành ở bên cạnh liếc thấy mà bực mình, không biết tên này có chuyện gì mà ngoác miệng ra thế, mắng thầm, cười.
cười không chết được ngươi. Sau này hiểu được rồi thì ngồi đó mà khóc, một vạn đồng còn ăn uống cái rắm, tuy nhiên chuyện này đúng là hơi quỷ dị. Chủ tịch Diệp làm sao để tên con hoang mã cái thiên này làm chủ nhiệm, ai chẳng biết tên này trừ đi hủ hóa vợ người ta thì đâu làm được chuyện gì, toàn phải dựa vào cha nuôi, nếu không đến gió Tây Bắc cũng không có mà uống. Thật ra thì Diệp Phàm để cho Mã Cái Thiên làm chủ nhiệm cũng không hoàn toàn nhìn vào 100 vạn vừa rồi. Thị trấn Lâm Tuyền đặt ra cái ban quản lý cán bộ thôn là để quản lý, liên lạc giữa các cán bộ thôn tốt hơn, từ đó tạo điều kiện triển khai các kế hoạch nông thôn một cách thông suốt. Công tác nông thôn cũng có đặc thù, nhiều lúc để cho sinh viên đại học phụ trách còn không bằng để cho tên nông dân chính hiệu như Mã Cái Thiên quản lý, tuy nói phương thức làm việc có chút lỗ mãng, nhưng thật đúng là thích hợp đặc điểm công tác nông thôn. Buổi trưa, bữa cơm đầu tiên của đồng chí tân chủ nhiệm lão Mã dĩ nhiên là phải mời Diệp Phàm, còn Mâu Dũng đã có người khác mời nên Mã Cái Thiên không gọi. Hai người đến Xuân Hương Tửu Lâu, uống mấy chén rượu, vừa lúc gặp mấy đồng chí bên sở thuế vụ cũng đến, mấy người đều đến chúc Diệp Phàm và Mã Cái Thiên. Đang định đứng lên rời đi thì Mã Cái Thiên đột nhiên nói. Chủ tịch Diệp, Mã Cái Thiên tôi là một người thô kệch, nói không dễ nghe là chỉ mới tốt nghiệp tiểu học. Đọc viết còn chưa thông, sau vào sở tài chính thì cố gắng lên trung học. Tuy nhiên người thô kệch thì không hài lòng, Mã Cái Thiên tôi có hôm nay tất cả đều là nhờ chủ tịch Diệp hỗ trợ, sau này có chuyện gì chỉ cần gọi lão Mã một tiếng thì tôi nguyện sẽ xông lên đầu tiên. Mã Cái Thiên tuy nói đã ngà ngà nhưng hôm nay đúng là cao hứng, nói ra hết sức thẳng thắn, chân thành. Ừ, chủ nhiệm Mã làm rất tốt, tôi tin tưởng anh. Diệp Phàm nhẹ nhàng vỗ vai Mã Cái Thiên rồi bảo một đồng chí bên sở thuế đem y về nhà khách nghỉ ngơi. Xế chiều vốn định đi huyện hỏi xem số tiền cục trưởng cục tài chính Vương Thiên Lượng đã đến chưa, tuy nhiên hắn lo lắng chuyện lùi đường do Đoàn Hải và Trịnh Lực Văn lùi đảm trách có rắc rối nên quyết định lùi lại đến ngày mai. 2 giờ chiều, Diệp Phàm đến phòng làm việc. Đoàn Hải tới báo cáo chuyện lùi đường, trên căn bản là ổn định, đã có 160 hộ hoàn thành xong việc đo đạc. Tiền bồi thường cũng xoay được từ chỗ khác được 200 vạn. May là Mã Cái Thiên vừa kiếm được 100 vạn, nếu không Diệp Phàm đúng là phải lo lắng, vấn tiền nong tạm thời coi như yên ổn. Tuy nhiên Diệp Phàm không hề cảm thấy cao hứng bởi vì tổng cộng ở Đông Tỏa Dương có 350 hộ, chi trả hết cũng phải đến 400 vạn, là một con số khổng lồ. Con số này đừng nói là một thị trấn như Lâm Tuyền không chịu được mà dù là một huyện như Ngư Dương mà nói cũng là khó khăn. Diệp Phàm quyết định dù thế nào cũng phải giải quyết xong chuyện trạm điện để bịt lỗ thủng tài chính này. Tuy nhiên chuyện khu nhà ở trạm điện giờ lại bị anh em Vương gia cản trở. Đối mặt với thế lực khổng lồ như thế, Diệp Phàm cảm thấy rất buồn bực, chỉ muốn hô một quyền đánh chết cả hai. Hoàn cảnh hiện giờ đúng là bốn bề thụ địch, trong thường vụ thì Hoàng Hải Bình và Khúc Anh Hà Kỳ Đà cản mũi, hội nghị triển khai công tác thất bại lần vừa rồi là một minh chứng. Hắn càng nghĩ càng tức giận, không nhịn được tung một cước đá bay cái sọt rác vào vách tường làm một cái bình trà trong đó văng ra, lá trà rải đầy đất. Diệp Phàm thở dài không thể làm gì khác hơn là bảo Phương Nghê Muội tới thu dọn. Thấy sắc mặt Diệp Phàm đang nặng nề, Phương Nghê Muội cũng hơi sợ hãi, thận trọng dọn dẹp xong rồi rót một chén trà cho hắn. Ai, mình còn quá trẻ, tâm tình vọng động, cứ như vậy thì làm sao có thể làm tốt chủ tịch một thị trấn lớn. Quản lý gần một vạn nhân viên A. Xem ra mình còn phải tu tâm dưỡng tính. Diệp Phàm đang thầm nghĩ thì chợt có tiếng gõ cửa, Diệp Phàm hơi ngạc nhiên vì lúc này cửa phòng không đóng. Ngẩng đầu lên thì thấy một người trẻ tuổi cao rong ròng, trắng trẻo đẹp trai, so với mình thì lão luyện hơn đang đứng trước cửa. Người này mặc dù che giấu rất khéo nhưng vẫn không thể giấu được một tia cuồng ngạo, Diệp Phàm nhờ vào thuật xem tướng có thể cảm nhận được một chút. Anh khỏe chứ, chủ tịch Diệp? Tôi là Phí Vũ Vân. Người trẻ tuổi tự giới thiệu mình. Phí Vũ Vân, chẳng phải đây là con trai thứ của trưởng ban tổ chức huyện ủy Phí Mặc sao, không trách có một tia ngạo khí như vậy. Diệp Phàm suy nghĩ rất nhanh, mỉm cười gật đầu. Là Phí tiên sinh, mời ngồi. Diệp Phàm đứng lên bắt tay rồi định dẫn Phí Vũ Vân tới chỗ bộ salon đặt ở góc phòng. Ai ngờ Phí Vũ Vân nhẹ nhàng bắt tay thật chặt rồi ngồi xuống ở cái ghế xoay đối diện bàn làm việc của Diệp Phàm. Diệp Phàm mỉm cười, thầm nghĩ, còn rất tùy tiện, xem như nhà của mình vậy. Tuy nhiên hắn cũng không nói gì, biểu hiện tự nhiên ngồi xuống ghế, nói. Chủ nhiệm Phương, phiền cô rót trà. Ừ, Phương Nghê Muội liếc trộm Phí Vũ Vân, rót một tách trà rồi đi ra.
tuy nhiên Diệp Phàm vẫn kịp thấy Phí Vũ Vân liếc rất nhanh vào bộ ngực và cái mông của Nghê Muội. Hừ, Ngọc Diện Lang Quân, quả nhiên không giống người thường, mắt só nhìn một cái thì đúng ngay chỗ hiểm a. Diệp Phàm mắng thầm, thản nhiên châm một điếu Trung Hoa nhả khói rồi mới mời Phí Vũ Vân. Hắn nhàn nhã chờ Ngọc Diện Lang Quân Phí Vũ Vân mở miệng trước, gã đã đến đây tìm mình dĩ nhiên là có việc cần, chắc là chuyện sửa đường và xây dựng Quỷ Anh Than. Người trẻ tuổi đều có ngạo khí, hai người rằng co chừng một, hai phút vẫn chưa mở miệng, yên lặng nhả khói thuốc, ngầm liếc đối phương, so cơ khí thế và công phu chấn định. Ừ, dám đoạt phụ nữ của Phí Vũ Vân đúng là không bình thường, nghe nói mới 19 tuổi đã là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền, gia thế lại không có gì thì đúng là có chút tài năng. Phí Vũ Vân này bình sinh thích nhất dạng người như vậy, so chiêu với Hào Kiệt mới là có ý tứ, cao thủ ngư dương quá ít, tịch mịch a. Cuối cùng đã có thể gặp được một đối thủ chân chính, lần trước tiểu tử này nghe nói đã khiêu vũ thân thiết với Hạ Giai Trinh ở xã Khanh Hương, tuy nhiên gần đây vẫn chưa nghe nói hắn có biểu hiện yêu đương gì với Hạ Giai Trinh, chẳng lẽ là nấp trong tối? Chắc là không phải, có lẽ lúc ấy chỉ đơn giản là khiêu vũ, hoặc là nói tiểu tử này theo đuổi Hạ Giai Trinh mà chưa được, có lẽ hai chúng ta đều đang cùng xuất phát. Phí Vũ Vân suy nghĩ mông lung, một lúc mới nhớ ra mục đích tới Lâm Tuyền lần này. Chương 323, nhị thiếu gia nhà họ Phí ngả bài. Phí Vũ Vân bình thản cười nói. Chủ tịch thị trấn Diệp, tôi là tổng giám đốc của công ty Vũ Thần, chúng ta cứ nói thẳng ra, tôi cũng không vòng vo nữa. Lần này tôi xuống chủ yếu là vì công trình nhà máy của Quỷ Anh Than và công trình, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền mà Diệp tiên sinh đề xuất. Chủ tịch Diệp có lẽ cũng sớm điều tra về công ty Vũ Thần rồi, tôi cũng không nói nhiều nữa. Có một lời của Chủ tịch Diệp, tôi cũng dễ điều nhân viên xuống chuẩn bị công việc. Hy vọng Chủ tịch Diệp có thể ủng hộ công ty ở địa phương. Công ty địa phương chúng ta kiếm tiền cũng chẳng khác nào là giảm bớt gánh nặng cho chính quyền huyện Ngư Dương. Công ty Vũ Thần, tôi đương nhiên có nghe nói đến, là một trong những công ty kiến trúc lớn nhất nhì của huyện ta, nhưng vấn đề xây dựng của nhà máy giấy Ngư Dương ở Quỷ Anh Than phải đi hỏi Tổng Giám đốc Hồ Thái Hòa của nhà máy giấy. Tôi là chủ tịch thị trấn Lâm Tuyền cũng không thể can thiệp vào vấn đề xây dựng cơ bản của loại xí nghiệp hùn vốn này, nếu chính quyền không nắm được thì cũng không can thiệp vào, đây chỉ là xí nghiệp tự hành động mà thôi, vấn đề mấu chốt vẫn nằm ở người đứng đầu nhà máy giấy là Tổng Giám đốc Hồ. Chính quyền thị trấn Lâm Tuyền chúng ta theo luật pháp mà nói chỉ là đại cổ đông xếp thứ hai, không được làm chủ. Hơn nữa tôi cũng không có nhiều thời gian đi quản lý những vấn đề cụ thể, tinh lực có hạn mà. Còn nói về, bản kế hoạch đại quy hoạch Lâm Tuyền, mặc dù nói là tôi đề xuất ra, nhưng công trình này liên quan đến số tiền hơn 2.000 vạn đầu tư tài chính. Cho nên cá nhân tôi cũng không có quyền làm chủ, hiện tại vẫn nằm ở giai đoạn quy hoạch, lúc nào khởi công thì còn tùy huyện quyết định. Hơn nữa phương diện công trình thao tác cụ thể như thế nào cũng không phải cá nhân chủ tịch thị trấn nhỏ bé như tôi có thể làm chủ, quyền định đoạt vẫn phải do huyện, ha ha, cho nên tổng giám đốc Phí lên huyện hỏi xem. Diệp Phàm bật cười ha ha, rất khách khí, trên thực tế chính là đùn đẩy trách nhiệm của mình. Phí Vũ Vân là con trai của trưởng ban tổ chức Phí Mặc, đương nhiên cũng không thể cự tuyệt quá mức, cho nên lời nói của Diệp Phàm cũng tương đối uyển chuyển. Vậy sao, Chủ tịch Diệp, anh cũng biết tôi là ai, chúng ta không cần phải pha trò nữa. Loại thủ đoạn chơi thái cực này tôi sớm đã lĩnh giáo hết rồi. Lần trước chú họ tôi đến thăm hỏi còn bị Chủ tịch Diệp đá thành mông heo. Chuyện đó tôi cũng không muốn nhắc tới. Tôi nghĩ Chủ tịch Diệp là một người hiểu chuyện san bằng nền đất nhà xưởng và xây dựng nhà xưởng của nhà máy giấy, Tổng Giám đốc Hồ Thế Lâm đã giao lại toàn bộ cho chính quyền thị trấn Lâm Tuyền. Và anh lại là tổ trưởng tổ công tác nhà máy giấy, tự mình phụ trách. Chuyện này không phải anh quyết định thì còn ai quyết định nữa. Hơn nữa con đường đó, tôi cũng không cần nhiều, anh chỉ cần đem con đường huyết mạch của Đập Thiên Thủy cho công ty Vũ Thần chúng tôi nhận thầu là được. Con người tôi từ trước đến nay không tham lam, anh có thể đi hỏi thăm uy tín của tôi ở Ngư Dương, tôi biết các anh cũng khó khăn. Các phương diện cần người chiếu cố cũng rất nhiều. Phí Vũ Vân bắt đầu hiển lộ ra vẻ kiêu ngạo của công tử ca, trực tiếp ép Diệp Phàm. Căn bản là tới sắp xếp công trình, chứ đâu phải tới lôi kéo công trình. Hừ, anh thật ra biết chọn đoạn tốt đấy, đoạn đường đi qua đập Thiên Thủy dài khoảng 30.000 mét, chiếm gần một nửa tổng vốn đầu tư. Từ lâu đã được quân đội sửa sang. Đoạn đường này kỳ thực là dễ làm nhất, kiếm tiền nhiều nhất,
không thể tùy tiện bỏ thầu cho bất cứ người nào. Anh còn nói là không tham, tôi thấy anh sắp biến thành con côn trùng tham rồi. Diệp Phàm khẽ cười nhạt, cũng không thèm để ý đến sự kiêu ngạo của Phí Vũ Vân. Anh kêu tôi bây giờ trả lời anh, chuyện này thật sự không thể, hiện tại chuyện này vẫn chưa ấn định thời gian khởi công, đoán chừng phải đợi đến sang năm rồi. Hơn nữa đoạn đường của đập thiên thủy khẳng định là phải phối hợp, không thể tùy tiện nói là cấp cho ai, chuyện này tôi nói không được, anh vẫn phải đi tìm lãnh đạo có liên quan đi. Diệp Phàm vẫn giữ thái độ bình thản khiến Phí Vũ Vân tức đến nghiến răng trèo trèo. Phí Vũ Vân từ trước đến nay chưa từng phải chịu sự tức giận như vậy. Trước kia trong huyện có công trình hơi lớn một chút, các lãnh đạo đơn vị vì muốn nịnh bợ Phí Mặc, thường thường sẽ chủ động đưa công trình đến tận cửa. Người nào nghĩ đến thằng nhãi này thật không thức thời. Bố mày đã ăn nói nhã nhặn nhờ vả hắn, mà hắn vẫn không nể mặt bố mày, thật sự tưởng rằng mình là bí thư, chủ tịch huyện sao? Gã lạnh lùng nói, chủ tịch Diệp, làm việc gì cũng phải biết thay đổi theo thời cuộc, phải nhìn lên chứ đừng cả ngày cúi đầu xuống thì thấy cái gì. Lúc nào không còn ở vị trí đấy nữa mới biết là mình hồ đồ. Lời này của anh là có ý tứ gì? Diệp Phàm cũng hơi tức giận rồi, ngữ khí cũng cứng rắn lên rất nhiều. Ha ha, không có ý tứ gì, tự anh đoán đi, cáo từ. Nhắc nhở anh thêm một lần nữa. Công trình này Phí Vũ Vân tôi đã bao chọn rồi, anh không quản được đâu. Thứ gì chứ, một chủ tịch thị trấn quèn mà cũng dám đấu với bố mày. Cùng với lời nói này là một tiếng loảng xoảng, Phí Vũ Vân đứng dậy nặng nề đi ra ngoài. Đúng là tức thật, gần đây hình như toàn gặp xui xẻo, toàn gặp phải bọn mất dạy. Anh em Vương gia đã như vậy rồi, bây giờ lại có thêm một công tử Phí gia, công tử Mâu cũng không khác gì, bố mày đúng là số khổ, ai. Diệp Phàm thốt ra mấy câu bực tức, nhấp mấy ngụm trà lại nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng, hay là gọi Nghê Muội đến tình cảm một tí. Đang định gọi điện thoại, đã thấy Phương Nghê Muội đẩy cửa bước vào, hên thật. Vừa nhắc đã thấy đưa mình đến tận cửa rồi, trong lòng Diệp Phàm âm thầm cảm thấy giữa hai người như có sự tương thông. Phí Vũ Vân chạy thẳng tới phòng làm việc của Hoàng Hải Bình. Mẹ nó, đúng là không biết điều. Phí Vũ Vân hùng hùng hổ hổ đặt mông ngồi lên chiếc ghế của Hoàng Hải Bình xoay một vòng. Sao vậy nhị thiếu gia, ai làm cậu tức giận vậy, trong huyện Ngư Dương này làm gì có mấy người như thế, ha ha ha, thật sự làm Hải Bình kinh ngạc đấy. Còn ai vào đây nữa? Anh nói xem trong thị trấn các anh còn có ai, hừ. Phí Vũ Vân nhận lấy điếu thuốc Hoàng Hải Bình đã châm lửa tức giận nói. Là tên họ Diệp đó à? Hoàng Hải Bình suy đoán. Phí Vũ Vân nhất định vì chuyện công trình mà bị Diệp Phàm từ chối. Nhưng hắn ra vẻ không được mấy ngày đâu, ha ha ha. Hoàng Hải Bình thư thái cười vui vẻ, từ trước đến nay chưa bao giờ thư thái được như vậy. Sao lại thế? Phí Vũ Vân hỏi, nghĩ thầm, kỳ quái, lẽ nào Hoàng Hải Bình đã nghe được tin tức gì về đại biến động nhân sự trong huyện và thành phố? Tin tức này rất bí mật, sao y có thể biết được? Lẽ nào Hoàng Hải Bình cũng có người quen trong thành phố? Có lẽ không phải. Nếu có người còn có thể bị ức hiếp đẩy đến thị trấn Lâm Tuyền làm một phó chủ tịch thị trấn rách nát sao, nói thế nào cũng là một cán bộ cấp trưởng phòng, lẽ ra nên quay về huyện chủ trì một cục nào đấy mới đúng. Vừa rồi cậu xuống có phải nhìn thấy có người qua lại trong phòng đại hội nghị của thị trấn chúng tôi không? Hoàng Hải Bình cười thần bí. Phòng hội nghị ở tầng trên, tôi không có đi qua. Nhưng trong hành lang thật sự có người qua lại, lẽ nào thị trấn các anh hôm nay muốn mở đại hội, cho nên mới có nhiều người dân đến như vậy. Phí Vũ Vân thật sự thấy hứng thú. Không phải, chủ tịch thị trấn Diệp của chúng ta muốn xây dựng công trình thành tích, kỳ thực chính là công trình thể diện không biết lượng sức mình. Muốn xây dựng đường phố của thị trấn Lâm Tuyền chúng ta rộng rãi, thoáng mát như thành phố Phúc Xuân. Yêu cầu các hộ dân chịu hỏa hoạn trên con đường Đông Tỏa Dương phải lùi xuống khoảng 20 mét. Hoàng Hải Bình mỉm cười nói ra chuyện lùi đường. Phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể lùi hết, thị trấn các anh có thể chịu nổi sao? Hơn nữa có chủ nhà có tiền, chưa chắc chịu lùi. Phí Vũ Vân thật sự có chút bội phục quyết đoán của Diệp Phàm. Đúng vậy, đêm hôm đó Phó Chủ tịch thị trấn Tiếu Trường Hà và Tổ trưởng Tổ công tác công trình Đoạn Hải mở cuộc họp lần đầu đã chẳng khác gì con thiêu thân, suýt chút nữa thì gây thành huyết án rồi. Mấy trăm người xông vào ủy ban. Tiếu Trường Hà còn bị đập cho một cái, nhất thời máu chảy đầy mặt hiện tại vẫn đang nằm ở nhà dưỡng thương đấy.
Lúc ấy thằng nhãi đó vừa từ thành phố Mặc Hương quay về, đang lái đến thị trấn Vũ Khê ở Hạ Du, Quýnh lên quay ngược trở lại, kết quả là lái xe lao xuống suối cách Quỷ Anh Than không xa. Chiếc xe Mitsubishi đó cũng không rẻ, nghe nói còn tân trang lại, có lẽ cũng phải đến 6, 70 vạn. Lúc ấy hắn gọi tôi đến hiện trường, may mà bị tôi đẩy ra, nếu không thật sự rước họa vào thân rồi. Hoàng Hải Bình biểu thị cảm xúc vui mừng trên nỗi đau của người khác, cường điệu lên, chứ lúc ấy Phó Chủ tịch Tiếu bị một quyển sách đập vào mặt, kết quả mũi chảy mấy giọt máu mà thôi. Vậy mà Hoàng Hải Bình thoáng cái đã thổi phồng lên là máu chảy đầy mặt. Nhưng Tiếu Trường Hà cũng thông minh, lúc ấy dứt khoát nằm ở bệnh viện nghỉ ngơi, không muốn quay về nhận củ khoai nóng tay này. Cho nên chuyện hôm nay vẫn do ba người Đoạn Hải, Trịnh Lực Văn và Đỗ Bằng dưới sự giúp đỡ của Phó Bí Thư Hạ Giai Trinh giải quyết chuyện lùi đường. Đúng, chuyện này cũng bình thường, nhưng văn chương bên trong vẫn phải làm, ha ha ha. Trong lòng Phí Vũ Vân vừa chuyển chủ ý đã lên rồi. Đúng vậy, cưỡng bức người dân lùi phòng trọ dẫn đến huyết đấu, mấy trăm người xông vào ủy ban, người này vô cùng kiêu ngạo, không quan tâm đến sự sống chết của dân chúng, vì nguyên nhân này có lẽ cái mũ quan của họ Diệp đó lập tức sẽ bị người khác lột xuống. Trước mắt Hoàng Hải Bình giống như hiện ra tình cảnh ban tổ chức tuyên bố bãi miễn chức vụ chủ tịch thị trấn của Diệp Phàm, trong lòng thoáng cái lung lay. Nếu như họ Diệp đó ngã xuống thì bản thân mình có hy vọng lớn rồi. Hơn nữa mình vốn là một cán bộ cấp trưởng phòng, thăng lên làm chủ tịch thị trấn là chuyện đương nhiên. Có thể ngồi lên chiếc ghế chủ tịch thị trấn tất nhiên là vinh quang hơn nhiều so với nhà máy giấy rách nát trước kia. Không cần phiền phức như vậy Hải Bình, tên nhãi danh đó sẽ không may mắn được mãi đâu, ha ha ha. Phí Vũ Vân đắc ý cười điên cuồng, nước bọt giống như bong bóng thổi bay đi khiến cho Hoàng Hải Bình cứ thắc mắc trong lòng. Nhưng nếu muốn cướp được chiếc ghế chủ tịch thị trấn này vẫn phải dựa vào trưởng ban tổ chức Phí Mặc, cho nên Hoàng Hải Bình cố gắng giữ bình tĩnh, trên mặt vẫn thể hiện nụ cười ôn hòa. Nhị thiếu, lời này tôi có chút không hiểu lắm, lẽ nào bên trong còn có lý do gì khác hay sao? Hoàng Hải Bình giả vờ vô cùng kinh ngạc, người lộ vẻ cung kính. Kỳ thực trong đáy lòng hắn thật sự có chút kinh ngạc. Nghe khẩu khí của Phí Vũ Vân hình như có các khác có thể lập tức kéo gã họ Diệp đó rơi đài. Hải Bình, anh và Phí gia chúng tôi cũng qua lại nhiều năm rồi. Cũng xem như là bạn bè tâm giao, tôi sẽ để lộ nội tình cho anh biết trước, nhưng ngàn vạn lần đừng truyền ra ngoài. Phí Vũ Vân nhỏ giọng. Nhị thiếu gia, cái miệng tôi còn chắc hơn khóa sắt. Hoàng Hải Bình cả kinh, càng lộ vẻ cung kính. Trong thành phố lần này đã có biến đổi nhân sự rất lớn, bí thư thị ủy Dương đã đi rồi. Thời thế thay đổi. Bí thư Chu Kiền Dương đã ngồi lên chiếc ghế của người đứng đầu thị ủy. Chuyện này mấy hôm trước đã tuyên bố rồi, chỗ xó xỉnh hẻo lánh như Lâm Tuyền các anh quá vắng vẻ, có lẽ không có mấy người biết được. Chương 324, không gặp chủ tịch thị trấn tôi chết không nhắm mắt. Anh có biết cô Phí Ngọc của tôi không, cô ấy cũng ở trong thường vụ thành phố đấy. Phí Vũ Vân cười vẻ càn rỡ. À, đúng là thời tiết thay đổi thật rồi, chúc mừng Phí cô nương rồi. Hoàng Hải Bình mừng điên lên, Phí Ngọc là em gái của Phí Mặc, tuổi mới 30. Với độ tuổi như vậy có thể lọt vào thường vụ thì sau này sẽ còn phát triển, Phí gia ở Ngư Dương sẽ càng lợi hại. Chỉ cần Phí gia không ngã thì cơ hội để Hoàng Hải Bình này đoạt cái ghế chủ tịch thị trấn là chuyện ván đã đóng thuyền, nghĩ đến đây y vốn trầm ổn cũng thấy thấp thỏm, không nhịn được lại hỏi. Không biết Phí cô nương trong thường vụ đảm nhiệm chức vụ gì? Phó Bí Thư Thị ủy. Phí Vũ Vân thư thái cười nói. Thị ủy thay đổi, chắc là thời tiết của Ngư Dương cũng nhanh chóng đi theo sao. Hoàng Hải Bình lập tức liên tưởng. Bí thư huyện ủy Lý Hồng Dương là thủ hạ đắc lực của nguyên bí thư thị ủy Dương Quốc Đống. Dương Quốc Đống lung lay thì cái mông của Lý Hồng Dương chắc cũng ngồi không vững. Thành phố bởi vì con số tăng trưởng lẻ của huyện Ngư Dương đã sớm muốn động đến ban bệ. Có lẽ lần này chủ tịch huyện Trương Tào Trung sẽ mượn được gió đông vì Trương Tào Trung chính là thủ hạ thân tín của Chu Càn Dương. Chắc chắn anh nghĩ sai rồi. Phí Vũ Vân giống như ngọn đèn soi thấu tâm tư của Hoàng Hải Bình. Nhị thiếu gia, ngài đã biết rõ thì nói ra đi đừng để tôi phải suy nghĩ. Hoàng Hải Bình sốt ruột. Được rồi, chuyện này chắc tối nay sẽ công bố nhưng cũng nên có tâm lý chuẩn bị sẵn. Lý Hồng Dương chắc sẽ lên thành phố làm cục trưởng cục máy móc nông nghiệp, quản lý mấy cái máy móc cũ kỹ đó. Phí Vũ Vân đắc ý, bởi vì Lý Hồng Dương luôn tìm cách đối phó cha gã,
hơn nữa lúc trước suýt nữa đã đem Phí Mặc từ trưởng ban tổ chức sang làm trưởng ban tuyên giáo. May mắn là Phí gia giàu có nên lên thành phố làm vài động tác mới được yên, tuy nhiên vẫn rất hận Lý Hồng Dương. À, đường đường một bí thư huyện ủy giờ đến thành phố làm cục trưởng cục máy móc nông nghiệp, đúng là đi đày rồi, đáng đời y, vậy thì đợt này tiểu tử Diệp Phàm đó thảm rồi, khó trách nhị thiếu ngài có thể bóp mềm hắn. Hoàng Hải Bình nói, lại càng mừng rỡ. Chủ tịch Trương sẽ lên chứ? Anh lại đoán sai nữa rồi, chủ tịch Trương đến hội đồng đại biểu nhân dân làm chủ nhiệm, Trung Minh Nghĩa cũng đến đó làm phó. Như thế nào, đủ loạn a? Phí Vũ Vân bình tĩnh, cười nhạt nhìn Hoàng Hải Bình đang tròn mắt. Quả nhiên, Hoàng Hải Bình đúng là suýt nữa rớt cả mắt. Làm sao lại như vậy? Loạn hết cả rồi. Tuy nhiên y bình tĩnh lại ngay. Vậy thì ông chủ Phí của chúng ta lên chức rồi. Ừ, thăng một cấp nhỏ, thế vào vị trí của Trung Minh Nghĩa, quản lý nhân sự huyện. Phí Vũ Vân cười nói. Chúc mừng, thật là song hỷ lâm môn. Ông chủ Phí ngồi lên vị trí phó bí thư chuyên trách đó thì sau này chúng ta lại càng như cá gặp nước rồi. Ngư Dương sau này chẳng phải là thiên hạ của Phí sao, ha ha. Hoàng Hải Bình vỗ mông ngựa. Tuy nhiên chủ tịch huyện chẳng lẽ là Tiếu gia bệnh ưởng hổ kia. Điều này là không thể, Dương Quốc Đống rơi đài, Tiếu Tuấn Thần cũng phải phụng bồi chứ. Hoàng Hải Bình đúng là đoán không ra ý tứ của thành phố. Y vẫn ngồi yên đó, bí thư huyện ủy bây giờ là Cổ Bảo Toàn, nguyên là phó chủ nhiệm ban thương mại của thành phố. Lần này bí thư thị ủy Chu Điểm danh y đến đây chính là để chấn hưng kinh tế Ngư Dương, chuẩn bị cho bước phát triển mới. Áp lực của bí thư Chu cũng rất lớn, kinh tế toàn thành phố bị Ngư Dương kéo lùi. Trước kia bí thư Chu đã nghĩ đổi ban bệ của Ngư Dương nhưng vì còn có Dương Quốc Đống ở đó nên vô lực. Hiện giờ vừa lên thì thay đổi lớn, chủ tịch huyện tên là Vệ Sơ Tình, nghe nói là một người đẹp trí thức. Cô ta là từ trên tỉnh chuyển xuống, sở trường làm kinh tế. Giang Á Trạch bởi vì là người của Lý Hồng Dương cho nên cũng bị điều đi, người thế vào là phó chủ tịch huyện Trương Tân Huy. Ban tổ chức của cha ta bị một người tên là Miêu Phong từ trên thành phố xuống tới chiếm rồi. Lần này Ngư Dương thay đổi tới 4 thường vụ, hơn nữa đều là vị trí then chốt, xem ra thời tiết Ngư Dương đúng là thay đổi. Diệp Phàm mất đi sự ủng hộ của Lý Hồng Dương thì cái ghế chủ tịch thị trấn đang ngồi có thể yên ổn sao? Mẹ kiếp, ông mày mới vừa rồi cho hắn một cơ hội hắn lại có thể không thèm nhìn đến, vậy thì tôi cũng không khách khí vì chuyện sửa đường này mà cho hắn bay mũ. Hừ, gương mặt anh Tuấn của Phí Vũ Vân đột nhiên lộ ra một vẻ dữ tợn của mèo vờn chuột khiến Hoàng Hải Bình không khỏi chấn động, thầm nghĩ, xem ra nhị thiếu gia cũng không phải là người hiền lành gì, cái gì mà Ngọc Diện Lang Quân chỉ là bề ngoài, khi cần xuống tay tuyệt sẽ không lưu tình. Có quái gì đâu, nếu không phải nể mặt cha gã thì có ai nhìn đến. Nghe muội, tìm anh à. Diệp Phàm cười dâm đãng rồi ôm lấy Phương Nghe muội, cô ra sức giãy giụa nhưng vẫn không thoát khỏi ma chưởng của anh chứ, bàn tay của hắn đã nhanh chóng lần xuống dưới u cốc nhổ cỏ. Anh chết đi, đừng như vậy, đây là phòng làm việc. Phương Nghe muội hoảng hốt, gắng gượng đứng lên, tuy nhiên một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể tránh khỏi móng vuốt của một cao thủ thất đoạn, thân thể đang có khuynh hướng mềm đi. Anh chứ càng lúc càng lớn mật. Thật ra là có chỗ để phát tiết lửa giận, đầu ngón tay đã lách qua chiếc quần lót mỏng, chạm vào cây cỏ bên trong, đi vào lạch đào nguyên, thậm chí còn có cảm giác ẩm ướt nơi tay. Phương Nghe muội dùng mình, bất giác không kìm được, nhất thời một luồng nước dịu mát như sương bắn ra ở bên dưới. Thẹn đến muốn chui xuống đất, dứt khoát dùng hai tay bưng mặt. Hắc 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 hắc, Nghe muội, em rất nhạy cảm, cứ như vậy thì sẽ có mưa phùn rồi. Diệp Phàm nhẹ giọng cười một tiếng rồi tận tình du lịch u cốc một phen, đột nhiên Phương Nghe muội hô lớn. Nhìn kìa, việc lớn không tốt rồi. Việc lớn gì, nói nghe một chút. Diệp Phàm nghe vậy thì tạm dừng công cuộc khai phá, cho rằng Phương Nghe muội cố ý kêu lên như vậy để thoát khỏi ma chảo của mình. Đúng là việc lớn không xong, mới vừa rồi nhận được điện thoại nói là nguyên lão bí thư xã Khanh Hương Phượng Cửu Công vì sửa trường học sắp sập mà bị tường đất đè lên. Lúc cứu ra đã hấp hối. Người nhà liều mạng muốn đưa lên bệnh viện, hy vọng còn nước còn tát. Tuy nhiên Phượng Cửu Công dốc hơi tàn quát. Không đi bệnh viện phí phạm tiền, còn không bằng dùng tiền kia cho bọn nhỏ xây trường mới, nếu như ai dám đưa tôi đi thì ông mày lập tức tắt thở.
Sau đó nghe nói chủ tịch thôn ra sức khuyên nhủ nhưng ông lão vẫn bướng bỉnh không chịu. Người nhà không có biện pháp gì là đành phải mang về nhà chờ chết, Phượng Cửu công hô. Tôi muốn gặp chủ tịch thị trấn, tôi muốn gặp chủ tịch thị trấn. A, à, Diệp Phàm gầm lên giận dữ. Lập tức đi ngay, bảo Ngọc Tiêu lái xe, em đi với anh. Gọi thêm mấy nhân viên y tế mang theo thuốc thang và dụng cụ. Sau mấy phút đồng hồ, chiếc xe Mitsubishi cọc cạch của Diệp Phàm và chiếc Santana của Triệu Thiết Hải chạy như điên tới thôn Quy Lĩnh của xã Khanh Hương. Nhân viên y tế ngồi xe của Triệu Thiết Hải, Diệp Phàm ngồi trên xe Mitsubishi do Ngọc Tiêu lái cùng với Phương Nghiêm Muội, hai mắt nhìn chăm chú về phía trước. Kỹ thuật lái xe của Ngọc Tiêu rất cao, con đường đến thôn Đập Thiên Thủy cũng đã mở rộng nên xe chạy rất nhanh, Triệu Thiết Hải ngồi sau cũng thấy khâm phục. Chủ nhiệm Phương, cô từ xã Khanh Hương tới, kể cho tôi nghe tình hình ở đó xem sao. Diệp Phàm lo lắng, thầm mắng mình nhận chức cũng đã một thời gian, vì bận nhiều chuyện nên vẫn chưa có dịp đi khảo sát nông thôn. Xe chạy không lâu thì gặp hiệu trưởng học khu Trương Gia Lâm cùng hai người dáng vẻ như giáo viên đang ngồi trên một chiếc xe lam cũng chạy về hướng trước mặt, chắc là cũng vì chuyện trường học mà tới. Dù sao lão bí thư chi bộ cũng là vì sửa chữa trường học mà bị đè, mình làm hiệu trưởng học khu thị trấn Lâm Tuyền phải có trách nhiệm quan tâm. Diệp Phàm vội vàng gọi ngừng xe rồi mời Trương Gia Lâm lên Triệu Thiết Hải xe. Thôn Quy Lĩnh là thôn xa nhất, nghèo nhất của xã Khanh Hương, anh không thể tưởng tượng ra được đâu. Thôn dân ở đó đều sống bằng nông nghiệp, không có nghề phụ, chỉ nuôi thêm vài con lợn. Nó nằm cách xã Khanh Hương chừng 30 cây, chỉ có một con đường đất nhỏ, chắc sau khi đến xã thì phải đổi xe lam. Để tôi lập tức liên lạc với đồng chí cán bộ tại xã để tìm xe, nếu không sẽ không thể lên núi. Phương Nghê Muội trước kia ở xã Khanh Hương, cũng làm ở ban đảng chính nên rất quen thuộc. Lái xe đến xã Khanh Hương thì đã 5 giờ chiều, cuối năm nên trời tối rất nhanh. Mấy người đổi sang hai chiếc xe lam chạy lắc lư như đi trên biển, có khi cảm giác như bánh xe treo giữa không trung, gọi nhau ý ới. Tất cả mọi người đều lo ngay ngáy, Diệp Phàm chăm chú theo dõi, tùy thời ôm Phương Nghê Muội nhảy khỏi xe. Phương Nghê Muội ngay cả tay nắm trên xe cũng không nắm được, toàn thân bắt đầu nhũn ra, tuy nhiên cắn răng chịu đựng. Diệp Phàm nhìn thấy thì hơi đau lòng. Nhìn xem trời đã tối rồi chắc người khác cũng khó phát hiện liền dứt khoát ôm lấy thắt lưng Phương Nghê Muội. Cảm giác có ngón tay ôm lấy vòng eo mình, Phương Nghê Muội biết là tay của Diệp Phàm, xem Ngọc Tiêu đằng trước đang chăm chú lái xe chắc là không chú ý,